Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 261. Tiên đồng, lục đạo luân hồi chi nhãn. Tiêu Phàm hô hấp đều trở nên dồn dập lên, thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng đã đủ cường đại, trên đời vẫn còn có so với cái này hai loại đồng thuật càng cường đại hơn đồng thuật. Hắn biết rõ, Phàm là cùng tiên liên quan đồ vật, tuyệt đối không đơn giản. Như thế nào mới có thể tu luyện? Tiêu Phàm nghiêm túc thỉnh giáo, cũng tràn đầy chờ mong. Bây giờ ngươi đã cơ bản nhập môn lục đạo luân hồi kinh, có thể lấy lục đạo luân hồi kinh làm dẫn tử, mượn nhờ sáu đạo ma ảnh lực lượng cưỡng ép xung hợp hai loại đồng thuật. Chiến tiên hư ảnh nghiêm túc giải thích, bất quá ngữ khí tương đối ngưng trọng, chỉ đến như thế thứ nhất, ngươi có thể sẽ mất đi sáu đạo ma ảnh, hơn nữa quá trình cực kỳ thống khổ. Mất đi sáu đạo ma ảnh, Tiêu Phàm có chút chần chờ, vậy ta tu luyện vẫn là lục đạo luân hồi kinh sao? Lục đạo luân hồi kinh sở dĩ mạnh, không phải liền là bởi vì sáu đạo ma ảnh nguyên nhân sao? Sáu đạo ma ảnh thực lực, cho dù không bằng bản thể hắn, nhưng là không kém nhiều, đây chính là tương đương với có được sáu đạo đỉnh cấp phân thân A. Tự nhiên vẫn là lục đạo luân hồi kinh, chiến tiên hư ảnh thản nhiên nói, thế gian vạn vật, đều là xuất phát từ một cái cân bằng, người chiếm được một chút, tự nhiên cũng phải mất đi một chút. Điểm này, Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm tán đồng. Tiền bối, người đã từng là không tu luyện lục đạo luân hồi chi nhãn. Tiêu Phàm tò mò hỏi. Chiến tiên hư ảnh gật đầu một cái, tu luyện, có thể ngươi vẫn như cũ không địch lại sáu đạo ma ảnh. Tiêu Phàm nhíu mày, nội tâm càng thêm do dự. Chiến tiên hư ảnh đỉnh phong thời kỳ, cường đại dường nào. Hơn nữa hắn còn tu luyện lục đạo luân hồi chi nhãn, lại như cũ không phải sáu đạo ma ảnh đối thủ, mình nếu là như thế, chẳng phải là đi chiến tiên hư ảnh đường xưa. Ta tu luyện lục đạo luân hồi chi nhãn, không đủ thuần túy, hoặc có lẽ là ta cũng không chân chính thành công. Chiến tiên hư ảnh thở dài, bởi vì ta không chỉ tu luyện lục đạo luân hồi kinh, vẫn là bất diệt âm dương kinh cùng thái thượng vãng sinh kinh. Nhiều bộ tiên kinh lẫn nhau xung đột, Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn cũng không phải hoài nghi chiến tiên hư ảnh dụng tâm, bởi vì hắn có thể tưởng tượng đến lục đạo luân hồi chi nhãn cường đại. Chỉ là, hắn trong lúc nhất thời ở sáu đạo ma ảnh cùng lục đạo luân hồi chi nhãn ở giữa khó có thể lấy hay bỏ mà thôi. Chiến tiên hư ảnh gật đầu một cái. Nói cụ thể lựa chọn như thế nào, còn phải xem chính ngươi, ta chỉ là sách cái đề nghị mà thôi. Tiêu Phàm nhíu mày, trầm mặc không nói, trong đầu tính toán rất nhanh lên. Hắn đang tự hỏi, rốt cuộc là sáu đạo ma ảnh tốt, vẫn là lục đạo luân hồi chi nhãn mạnh. Đang lúc hắn do dự thời khắc, hắn cái trán đột nhiên truyền đến một trận nóng bỏng đau nhói, lại là bạch sắc thạch đầu bỗng lần nữa biến mất, lần nữa về tới hắn ý thức không gian. Bạch sắc thạch đầu quang mang hừng hực, dường như đang nhắc nhở hắn. Đây là muốn ta tu luyện lục đạo luân hồi chi nhãn ý tứ. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Chiến tiên hư ảnh hắn có lẽ không tin, nhưng là bạch sắc thạch đầu hắn là xưa nay sẽ không hoài nghi. Bất quá để Tiêu Phàm kỳ dị là, bạch sắc thạch đầu rõ ràng lai lịch bất phàm, chiến tiên hư ảnh hẳn là sớm liền phát hiện sự tồn tại của nó mới đúng a. Nhưng chiến tiên hư ảnh lại dường như không có gặp bạch sắc thạch đầu đồng dạng, thậm chí ngay cả nửa điểm khác thường cảm xúc đều không có. Tiền bối, cụ thể muốn tu luyện như thế nào lục đạo luân hồi chi nhãn? Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, làm một cái quyết định. Vận chuyển lục đạo luân hồi kinh, dẫn động sáu đạo ma ảnh lực lượng, cưỡng ép xung hợp là được. Chiến tiên hư ảnh hơi hơi bất ngờ, không nghĩ tới Tiêu Phàm liền nhanh như vậy quyết định. Bất quá trình này tương đối khó thụ. Sáu đạo ma ảnh biến mất, sẽ cho ngươi mang đến cường đại phản phệ. Ta đây sợ ý thức cũng sắp biến mất, cuối cùng cũng không giúp được ngươi cái gì. Nói xong, chiến tiên hư ảnh ý thức thể bỗng trở nên càng thêm mờ đi, toàn thân rút ra từng đạo năng lượng màu vàng óng sợi tơ, sáp nhập vào Tiêu Phàm thể nội. Tiền bối, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem chiến tiên hư ảnh, hắn đây là chuẩn bị đem còn dư lại lực lượng đưa cho chính mình. Hy vọng ngươi có thể vượt qua độ cao của ta. Chiến tiên hư ảnh để lại một câu nói, liền hoàn toàn biến mất, trên mặt từ đầu đến cuối đều bảo trì nụ cười. Tiêu Phàm cũng không có chút gì do dự, chiến tiên hư ảnh lực lượng đã còn thừa không có mấy, nhưng cũng là cực kỳ bàng bạc, giúp hắn đột phá hỗn nguyên tiên vương cảnh dư xài. Nhưng là, Tiêu Phàm lại không có đột phá hỗn nguyên tiên vương cảnh dự định. Mà là vận chuyển lục đạo luân hồi kinh, điều động sáu đạo ma ảnh lực lượng, cưỡng ép xung hợp thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng.
A, một cỗ mãnh liệt đau nhói từ hai mắt truyền ra, dòng máu màu vàng óng từ trong hốc mắt ngã nhào mà xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm không gian ý thức kịch liệt rung động, loại này thống khổ, quả thực là không phải người thừa nhận. Khó trách liền chiến tiên hư ảnh đều lòng còn sợ hãi. Tiêu Phàm đau kém chút hôn mê đi, bất quá hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, duy trì thanh tỉnh. Một khi hôn mê, hắn cũng liền triệt để thất bại. Lần tiếp theo, hắn chưa hẳn còn có dũng khí như vậy. Tiêu Phàm cắn chặt răng, cưỡng ép dung hợp thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng. Nhưng mà, vẻn vẹn dung hợp không đến 1/10, chiến tiên hư ảnh lực lượng liền bị hắn tiêu hao không còn một mảnh. Bất quá, Tiêu Phàm lại không chút do dự, trực tiếp điều động thiên nhân đạo ma ảnh lực lượng, tiếp tục dung hợp. Chỉ chốc lát sau, thiên nhân đạo ma ảnh lực lượng hao hết, hai loại đồng thuật mới vẻn vẹn dung hợp 1/5. Dựa theo khuynh hướng này, bản thân cho dù tiêu hao hết 6 đạo ma ảnh lực lượng, cũng mới vẻn vẹn có thể dung 7/10 mà thôi. Đây là phải thất bại sao? Tiêu Phàm cau mày, dường như đã quên đi thống khổ, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Muốn hay không tiếp tục, đang lúc hắn do dự thời khắc, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, thiên nhân đạo ma ảnh vậy mà không có biến mất, chỉ là trở nên hư ảo rất nhiều. Phải biết, chiến tiên hư ảnh thế nhưng là đã nói với hắn, một khi 6 đạo ma ảnh lực lượng hao hết, 6 đạo ma ảnh liền sẽ hoàn toàn biến mất a. Vậy bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Cẩn thận cảm ứng xuống, Tiêu Phàm phát hiện, dĩ nhiên là bạch sắc thạch đầu tản ra một cỗ hơi yếu năng lượng, duy trì lấy thiên nhân đạo ma ảnh hình thái. Nếu không, thiên nhân đạo ma ảnh đoán chừng đã hoàn toàn biến mất. Cái này khiến Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc, thiên nhân đạo ma ảnh thế nhưng là lục đạo luân hồi kinh tu luyện sản phẩm a. Lục đạo luân hồi kinh là cái gì? Đây chính là tiên kinh a. Bạch sắc thạch đầu lại có thể ảnh hưởng đến tiên kinh. Tiêu Phàm còn cho rằng mắt mình hoa, có thể sự thật chính là như thế. Bạch sắc thạch đầu, rốt cuộc là cái gì? Tiêu Phàm cực kỳ không bình tĩnh, hắn biết rõ, bạch sắc thạch đầu tuyệt đối không phải Tu La Tổ Ma nói tới đơn giản như vậy. Thở sâu, Tiêu Phàm tiếp tục điều động địa ngục đạo ma ảnh lực lượng, dung hợp hai loại đồng thuật. Quả nhiên như hắn sở liệu, mỗi một đạo luân hồi ma ảnh lực lượng, chỉ có thể nhường hắn dung hợp 1/10. Nhưng là hắn không chút do dự, không biết qua bao lâu, 6 đạo ma ảnh lực lượng toàn bộ hao hết, hai loại đồng thuật cũng rốt cục dung hợp 7/10. Còn có 3/10, phải làm gì? Tiêu Phàm cau mày, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, sắc mặt trắng bạch, suy yếu tới cực điểm. Là tiếp tục dung hợp, hay là từ bỏ? Tiếp tục dung hợp, bản thân căn bản không có lực lượng tiếp tục. Nhưng từ bỏ, hắn lại cực kỳ không cam. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Tiêu Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại là hắn thể nội cuồn cuộn tiên lực, tự động điên cuồng tuôn hướng hai mắt, hắn nghĩ ngăn cản, làm thế nào cũng không ngăn cản được. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thể nội tiên lực cấp tốc xói mòn, điên cuồng tràn vào hai mắt. Không, không chỉ là tiên lực, còn có sinh cơ, thiên số chi lực, khí vận, toàn bộ đang chảy mất. Hắn nhục thể rất nhanh trở nên khô quắt lên, dường như gần đất xa trời lão nhân. Tiếp tục như vậy, 6 đạo ma ảnh không có biến mất, đoán chừng hắn phải biến mất. Kinh hãi sau, Tiêu Phàm lại mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh trở lại, cảm thụ được thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng biến hóa. Nhưng hắn vui mừng là, hai loại đồng thuật vậy mà đang tự động dung hợp. Chỉ là hắn không biết, bản thân tiên lực có thể hay không kiên trì đến một khắc cuối cùng. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm nhục thân đã làm xẹp như củi, cơ hồ chỉ còn lại có một điểm sinh cơ. Tùy thời đều có thể một mệnh ô hô. Hắn dường như đã triệt để quên đi thống khổ, trên mặt duy trì đắng chát cùng vẻ bất đắc dĩ. Bản thân dù sao cũng là đường đường tiên vương a, nếu như chết như vậy, quả thực là chuyện cười lớn. Mấu chốt là, nghịch loạn chi đồng cùng thiên số chi nhãn dung hợp, đã sắp đến hồi kết thúc, vượt qua 9/10. Mà hắn tiên lực, căn bản không đủ để hắn kiên trì đến cuối cùng. Nếu không phải hắn ý chí đủ cường đại, đoán chừng đã tuyệt vọng. Hiện tại, hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào bạch sắc thạch đầu phía trên. Bởi vì hắn phát hiện, từ đầu đến cuối, bạch sắc thạch đầu một mực đều đang tràn ngập một loại năng lượng kỳ lạ, duy trì lấy bản thân sinh cơ. Liền tựa như, hắn đang lấy máu, mà bạch sắc thạch đầu lại đang cho hắn bổ huyết. Nếu không, hắn tất nhiên chảy hết máu mà chết. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm ý thức đều trở nên bắt đầu mơ hồ.
hoàn toàn dựa vào sau cùng ý chí chống đỡ lấy. Ta không thể chết, Tiêu Phàm một lần lại một lần nói với chính mình. Lại khó con đường, lại hung kiếp, chính mình cũng đã xông qua được, lại có thể ngã ở đây. Thế nhưng là, hắn thật rất muốn nhắm mắt lại, như vậy an nghỉ. Hắn khô héo mí mắt, nắng như vạn tấn, từ từ rơi xuống dưới, hắn nghĩ ngăn cản, làm thế nào cũng không ngăn cản được. Rốt cục, hắn không kiên trì nổi, mí mắt rơi xuống, triệt để khép kín. Bốn phía một lần nữa quy về tĩnh mịch, khiến người sợ hãi. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm dường như nghe được một tiếng sét, khép lại hai mắt bỗng nhiên mở ra, không có chút nào sinh cơ ánh mắt lại là bộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Dường như hồi quang phản chiếu đồng dạng, Tiêu Phàm thẳng băng lấy nhục thân, muốn cuối cùng nhìn một chút thế giới này. Ong ong cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đã không thấy Tiêu Cự con ngươi, chán phóng huyền diệu sáu màu tiên mang, đục ngầu con ngươi, vậy mà khôi phục một tia thần thái. Nếu như hướng về con ngươi của hắn tử tế quan sát, sẽ phát hiện, hắn u tối con ngươi bên trong, vậy mà xuất hiện con ngươi bóng chồng. Trọng đồng, trong đó một cái con ngươi cùng bình thường không hai, nhưng là một cái khác con ngươi, chung quanh lại là có sáu cái nhan sắc khác nhau câu ngọc trạng điểm lấm tấm. Quỷ dị chính là, lục sắc câu ngọc vậy mà dường như đang động đồng dạng, hình thành lấy kỳ dị vòng xoáy, tựa như có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. Sau một khắc, hắn hai cái con ngươi chậm rãi dung hợp, triệt để biến thành một cái, dường như mới vừa mới xuất hiện chỉ là huyễn cảnh. Hắn hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra, tất cả khôi phục bình thường. Ngay sau đó, Tiêu Phàm quanh thân chán phóng huyền diệu thời không chấn động, khô đét nhục thân đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Vũ trụ tứ phương thiên địa tinh khí, điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Vẻn vẹn mười mấy thời gian hô hấp, Tiêu Phàm liền khôi phục bình thường. Hô, hắn trọng trọng phun ra một ngụm chọc khí, dường như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Từ khi đột phá tổ vương cảnh, hắn đã cơ hồ không có thể ngộ đến cảm giác tử vong. Lần này dung hợp lục đạo luân hồi chi nhãn, lại làm cho hắn kém chút bỏ mình đạo tiêu. Nghĩ đến vừa rồi trải qua sự tình, hắn âm thầm dùng mình một cái, có chút hối hận sự vọng động của mình. Mặc dù bạch sắc thạch đầu nhường hắn làm quyết định này, nhưng là, kinh lịch cảm giác tử vong, rất không tươi đẹp. Cũng may hắn chung quy là may mắn thành công. Đúng vậy, may mắn. Tiêu Phàm bình thường mặc dù thường xuyên dùng hai chữ này, nhưng hắn nội tâm cũng không cho là mình thật là may mắn. Nhưng là một lần này, Tiêu Phàm lại thiết thực cảm nhận được loại này cảm giác. Hắn tâm thần chìm vào không gian ý thức, lại là phát hiện, bạch sắc thạch đầu lại trở nên u ám lên. Tiêu Phàm biết rõ, bạch sắc thạch đầu một mực ở trợ giúp bản thân, bằng không mà nói, bản thân vừa rồi 8-9 phần 10 ngỏm củ tỏi. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Nguyên bản hắn cho rằng đột phá tổ vương cảnh, bạch sắc thạch đầu đã là có cũng được không có cũng được. Cho tới bây giờ, bạch sắc thạch đầu lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Nghĩ đến trước đó trải qua sự tình, hắn càng ngày càng vững tin, chiến tiên hư ảnh là thật không có nhìn thấy bạch sắc thạch đầu. Bằng không mà nói, chiến tiên hư ảnh không có khả năng sách đều không sách. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, vì sao tu la tổ ma đều biết, chiến tiên hư ảnh lại không nhìn thấy đây. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên xuất hiện sáu đạo hư ảnh, chính là sáu đạo ma ảnh. Chỉ là đem so với phía trước, sáu đạo ma ảnh càng thêm hư ảo, dường như không phải chân thực tồn tại. Nhưng là, Tiêu Phàm lại có thể chân thiết cảm nhận được sáu đạo ma ảnh, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, sáu đạo ma ảnh tất nhiên có thể lần nữa khôi phục đỉnh phong. Sáu đạo ma ảnh không có biến mất, cái này với ta mà nói, chưa chắc không phải một tin tức tốt. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, chỉ ít, con đường này, cùng chiến tiên hư ảnh nên đi, có chút không giống. Tiêu Phàm thật đúng là sợ lại đi chiến tiên hư ảnh đường xưa. Bởi như vậy, mình muốn vượt qua chiến tiên hư ảnh, cơ hồ là chuyện không thể nào, hắn tối đa cũng chỉ đến được chiến tiên hư ảnh đỉnh phong độ cao. Nhưng là, điều này hiển nhiên là không đủ. Bằng vào chiến tiên hư ảnh lực lượng, hiển nhiên là không cách nào chiến thắng sáu đạo ma ảnh chân thân. Mặc dù lúc trước chiến tiên hư ảnh tách ra bản thân 3/4 tu vi. Hiện tại, Tiêu Phàm cũng không thể cam đoan mình có thể vượt qua chiến tiên hư ảnh. Nhưng ít ra, hắn thấy được một tia hy vọng. Thở sâu, Tiêu Phàm xếp bằng ở tại chỗ, tiếp tục thôn về vũ trụ tinh hoa, khôi phục sáu đạo ma ảnh lực lượng. Không biết qua bao lâu,
sáu đạo ma ảnh lần nữa đạt tới đỉnh phong. Sáu đạo ma ảnh, cho dù không bằng ta bản thân lực lượng, nhưng cũng không yếu hơn Hồng Trần Thiên Vương. Tiêu Phàm híp hai mắt, âm thầm trầm ngâm. Cũng liền chỉ nói, bây giờ Tiêu Phàm, tương đương với có sáu cái Hồng Trần Thiên Vương cảnh phân thân, từng cái đều không khác mấy có được hắn một phần sáu lực lượng. Lấy hắn thực lực, cho dù gặp gỡ La Thiên Tiên Vương, cũng hoàn toàn không sợ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, sáu đạo ma ảnh biến mất, hóa thành sáu cái vòng xoáy phiêu phù ở trước người mình. Xa xa nhìn tới, sáu cái vòng xoáy dường như sáu cái năng lượng quang cầu, tiên đạo khí tức tràn ngập, cực kỳ huyền ảo. Bằng vào ta thực lực bây giờ, gặp gỡ Lâm Trần, mới có thể ngăn cản hắn rồi a. Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Tiêu Lâm Trần sự tình, giống như một cây gai, thẻ trong lòng của hắn, cực kỳ khó chịu. Nhất là Long Vũ không rõ sống chết, Tiêu Phàm càng là tự trách không thôi. Tuy nhiên ta có thể tiến vào tiên ma động, nhưng lại chưa chắc có thể tiến vào tiên quan. Tiêu Phàm thở sâu, lắc đầu, hơn nữa, hiện tại cũng không phải tiến vào tiên quan thời điểm, ta địch nhân, có thể so sánh tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Nghĩ đến chiến tiên hư ảnh mà nói, Tiêu Phàm thần sắc hết sức ngưng trọng. Hắn biết rõ, ở vượt qua Hỗn Nguyên Tiên Vương phía trước, hắn là không thể nào chiến thắng sáu đạo ma ảnh chân thân. Hơn nữa, trước đó, hắn còn có một ít chuyện muốn làm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm buông tay nhẹ nhàng vạch một cái, hư không vỡ ra, một cỗ quen thuộc khí tức đập vào mặt, Tiêu Phàm một bước bước vào hư vô liệt phùng. Tiêu Phàm thân ảnh lần nữa trở lại Vô Tận Thần Sơn, trước đó trải qua sự tình, dường như mộng ảo một trận. Nếu không phải là mình chân thiết cảm nhận được thời khắc này lực lượng, hắn đều cảm thấy có chút không chân thực. Bang, Tiêu Phàm mở ra đại điện chi môn, một sợi ánh nắng bắn tại khuôn mặt của hắn phía trên, hắn hai mắt nhắm lại, thở sâu, đem đè nén suy nghĩ dứt bỏ. Phu quân, Diệp Thi Vũ hiện tại một mực đang chú ý lấy Tiêu Phàm nơi bế quan, hắn vừa xuất quan, liền trước tiên xuất hiện, dung nhan xinh đẹp vẻ mặt mệt mỏi. Tiêu Phàm từ khi tiên ma động trở về sau, liền ai cũng không để ý. Diệp Thi Vũ có thể trải nghiệm Tiêu Phàm loại tâm cảnh đó, sợ Tiêu Phàm ngoài ý muốn nổi lên. Nếu như sinh ra tâm ma, cái kia có thể gặp phiền toái. Thi Vũ, nhưng ngươi lo lắng. Tiêu Phàm nhu tình cười một tiếng, đem Diệp Thi Vũ ôm vào lòng, hận không thể cùng nàng hòa làm một thể. Trải qua tử vong, Tiêu Phàm mới biết mình bây giờ có tất cả cỡ nào kiếm không dễ. Tiêu Lâm Trần cùng Long Vũ sự tình, nhưng hắn cực kỳ đau đớn, nhưng Diệp Thi Vũ đây. Thân làm mẫu thân Diệp Thi Vũ, biết rõ việc này liền có thể bình tĩnh như thường sao. Hiển nhiên không có khả năng, Diệp Thi Vũ nội tâm đau nhức, tuyệt đối không thể so hắn thiếu. Diệp Thi Vũ sắc mặt ửng đỏ, trong mắt nước mắt kém chút tràn mi mà ra, lại bị nàng trong nháy mắt bốc hơi, nàng không muốn để cho Tiêu Phàm nhìn thấy bản thân nhu nhược một mặt. Ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Thi Vũ thật lâu mới phun ra một câu, mặc dù hận không thể thời khắc cùng Tiêu Phàm ôm ở cùng một chỗ, nhưng cảm nhận được nơi xa mấy đạo ma quang, nàng giống như con thỏ con bị giật mình tránh thoát ra. Đều vợ chồng, còn sợ bị người nhìn đến, Tiêu Phàm trêu ghẹo cười nói. Ngay sau đó ánh mắt chuyển hướng xa xa thân ảnh, lại là Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Tà Vũ đám người. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm lại khôi phục lúc đầu ánh nắng, cũng là khẽ nhả một ngụm chọc khí. Để mọi người lo lắng, Tiêu Phàm chân thành tạ lỗi. Trong mắt mọi người lo lắng, hắn thấy thế nào không đến. Bởi vì chính mình một người, nhắm chúng toàn bộ Vô Tận Thần Phủ nơm nớp lo sợ. Hắn mới ý thức tới, bản thân không chỉ có trách nhiệm trọng đại, càng là có một đám nguyện ý vào sinh ra tử huynh đệ. Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên chạy tới, trọng trọng đập một cái Tiêu Phàm ngực, đột nhiên bị đau nắm tay thu về, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ngươi đột phá. Đột phá, đám người kinh hãi trợn to hai mắt. Tiêu Phàm trước đó thế nhưng là thiên vương cảnh a, lần nữa đột phá, là cái gì? Thiên vương cảnh, đây chính là đỉnh kim tự tháp a. Bọn họ nguyên bản còn muốn đuổi theo Tiêu Phàm, ai biết, liền Tiêu Phàm hình bóng đều không thấy được. May mắn mà thôi, Tiêu Phàm nhớ tới đối mặt sáu đạo ma ảnh sự tình, nội tâm vẫn như cũ có chút trầm trọng. May mắn, mọi người sắc mặt tối đen, tại sao lại là lời này? Bọn họ không biết, một lần này, Tiêu Phàm thật là may mắn, thiếu chút nữa thì chết ở sáu đạo ma ảnh trong tay. Kỳ thật cũng không kỳ quái, một lần này, Tiêu Phàm ngươi thế nhưng là dòng dã bế quan 10 năm,
trước kia đột phá một cảnh giới, tối đa cũng liền một năm nửa năm mà thôi. Tà Vũ lấy lại tinh thần. Đám người Dã Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu một cái. Đúng vậy a, Tiêu Phàm khi nào đột phá một cái tiểu cảnh giới, sẽ tiêu thời gian 10 năm đây. Dù cho Tiêu Phàm tốn một năm nửa năm đột phá tiên vương cảnh, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm thấy bất ngờ mà thôi. Thật sự là, những năm này bọn họ đã chết lặng. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại không bình tĩnh, chờ chút, Tà Vũ, ngươi nói ta bế quan bao lâu? 10 năm a, không, chuẩn xác mà nói, dòng dã 10 năm 3 tháng. Tà Vũ không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. 10 năm, Tiêu Phàm thanh âm đều biến lớn hơn rất nhiều, khó nén trên mặt chấn kinh chi sắc. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, hắn vẫn cho là bản thân bế quan, vẻn vẹn chỉ trải qua mấy tháng đây. Bị sáu đạo ma ảnh kéo vào cái kia đặc thù không gian phía trước, hắn đối thời gian trôi qua vẫn có niềm tin. Tiên linh gặp hắn 3 tháng đều không thành công đột phá tiên vương cảnh, có chút không nhìn nổi, lúc này mới xuất hiện. Nói cách khác, mình cùng sáu đạo ma ảnh chiến đấu, hoa 10 năm thời gian. Không đúng, hẳn là dung hợp lục đạo luân hồi chi nhãn, để cho ta quên đi thời gian. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Quả thật là trong núi không nhật nguyệt, trên đời đã ngàn năm. Tiêu Phàm thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt từ đám người trên thân từng cái đảo qua, cười nói, xem ra, 10 năm này các ngươi cũng có chỗ tiến bộ. Diệp Thi Vũ đám người, vậy mà tất cả đều đột phá đến thiên vương cảnh đỉnh phong, có tốt mấy người đã bước vào chuẩn thiên vương cấp độ. Bất quá, hắn cũng biết, muốn đột phá thiên vương cảnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể làm được. Trước đó tu luyện cũng rất thuận lợi, nhưng là 10 năm trước, khí vận gia chỉ đột nhiên quỷ dị biến mất. Diệp Thi Vũ mở miệng nói, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xuất hiện bất ngờ. Nói đến đây, Diệp Thi Vũ thanh âm có chút nghẹn ngào. Lão Tam, ngươi không biết, cái kia một năm thời gian, Thi Vũ là như thế nào qua tới. Lăng Phong thật sâu thở dài. Tiêu Phàm nhẹ nhàng ôm Diệp Thi Vũ, nhu tình nói, là lỗi của ta. Hắn biết rõ, khí vận biến mất, hẳn là tiên linh dung hợp phong tiên sách nguyên nhân. Bất quá, từ khi tiên linh trở lại hắn thể nội về sau, tất cả hẳn là lại khôi phục bình thường. Phu quân, Long Vũ muội muội nàng. Diệp Thi Vũ lắc đầu, nhấc lên Long Vũ, nàng thần sắc hết sức ảm đạm. Nàng rất rõ ràng Long Vũ đối Tiêu Phàm tình cảm, mặc dù nàng chưa bao giờ ngăn cản Tiêu Phàm cùng Long Vũ kết hợp, nhưng Tiêu Phàm cũng chưa từng vượt qua nửa bước, chỉ là đem phần này cảm tình chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Nhưng Long Vũ lại như cũ cam tâm tình nguyện thủ hộ ở bên người Tiêu Phàm, hơn nữa xem như một cái người đứng xem thân phận. Diệp Thi Vũ bằng tâm tự hỏi, đổi lại là nàng, tuyệt đối không thể nào làm được. Nếu là người khác, hoặc là vì yêu sinh hận cũng không nhất định. Nhất là Long Vũ là chết ở Tiêu Lâm Trần dưới kiếm, để cho nàng nội tâm tràn đầy áy náy. Long Vũ hẳn là không chết, Tiêu Phàm hồi tưởng lại tiên ma động bên trong phát sinh sự tình, hít sâu một cái nói. Nàng còn sống, Diệp Thi Vũ ánh mắt tỏa sáng, phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Ta phong ấn nàng sinh cơ, nàng bản nguyên đại đạo mặc dù bị hao tổn, nhưng hẳn không có triệt để sụp đổ. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu nói. Đây cũng là hắn về sau khôi phục lại bình tĩnh về sau mới nhớ tới sự tình. Tổ vương cảnh, chỉ cần bản nguyên đại đạo không tán loạn, liền có thể bất hủ bất diệt. Long Vũ dù sao cũng là thiên vương cảnh. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Chỉ là, Tiêu Phàm lo lắng chính là, Long Vũ rơi vào phiến kia thời không liệt phùng, không thông báo xuất hiện cái gì bất ngờ. Ở trong vũ trụ mịt mờ tìm một người, cho dù hắn cái này tiên vương cảnh, cũng như mò kim đáy biển. Yên tâm, ta sẽ tìm tới nàng, Tiêu Phàm bảo đảm nói, về phần Lâm Trần, ta sẽ nhường hắn tự mình tha tội. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, nàng dĩ nhiên cưng chiều con của mình. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hạn độ. Sai, chính là sai. Đúng rồi, 10 năm này, tiên ma giới làm sao? Tiêu Phàm đổi chủ đề, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, dường như toàn bộ tiên ma giới thu hết vào mắt. Tiên ma giới một mảnh vui vẻ phồn vinh, mỗi năm đều có không ít người đột phá thánh tổ cảnh. Diệp Thi Vũ cũng thu hồi bi thương cảm xúc, bất quá, sư huynh 10 năm trước tiến về thiên giới tìm hiểu sự tình, đến nay chưa về. Hoang ma, Tiêu Phàm nhíu mày, khó trách không thấy được hoang ma hình bóng, hắn vậy mà tiến về thiên giới. Nhớ tới thiên nhân tộc, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới là đại thần thiên. Người này tuyệt đối là sau này mình kình địch.
để cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, 10 năm trôi qua, đại thần thiên vậy mà không có tới tìm tiên ma giới phiền toái, cái này thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ là bởi vì lão nhân coi mộ duyên cớ, nhưng hoang ma một người tiến về thiên giới, lão nhân coi mộ lại bảo hộ không được hắn. Sư huynh trước khi đi, để lại một câu nói, nếu như hắn chưa về đến, để phu quân cần phải tiến về tiên cấm kiếp địa. Diệp Thi Vũ lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm lông mày vặn thành chữ xuyên, hoang ma có phải hay không còn có chuyện gì gạt ta? Không biết, bất quá ta xem hắn ngay lúc đó thần sắc, giống như rất dáng vẻ vội vàng. Diệp Thi Vũ nhớ lại nói. Ta đi hỏi một chút lão bất tử. Tiêu Phàm thở sâu. Hoang ma dù sao cũng là chuẩn tiên vương, có tiên ma giới vô tận khí vận gia trì, đột phá tiên vương cảnh cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng hắn tại chính mình bế quan về sau, lại như thế khẩn cấp rời đi. Nhất định là thiên nhân tộc có khó lường đại sự phát sinh. Nhưng là, bằng vào một mình hắn, lại làm sao có thể ngăn cản. Dứt lời, Tiêu Phàm liền chuẩn bị rời đi, lại bị Diệp Thi Vũ kéo lại, lão nhân coi mộ mấy năm trước tới qua, nói hắn muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Rời đi, Tiêu Phàm nheo mắt, hắn nói đi nơi nào sao? Không nói, Diệp Thi Vũ lắc đầu. Tiêu Phàm mặt âm trầm, lão nhân coi mộ thực lực hắn cũng đã thấy rồi. 89 phần 10 là hỗn nguyên tiên vương cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cho dù hắn hiện tại, cũng không phải lão nhân coi mộ đối thủ. Nhưng lão nhân coi mộ vậy mà cố ý chạy tới cùng Diệp Thi Vũ nói hắn muốn rời khỏi, nhất định là trong thời gian ngắn về không được, bằng không mà nói căn bản không cần cố ý giải thích. Chuyện này, ta sao không biết rõ? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Có phải hay không lão nhân coi mộ rời đi cùng hoang ma tiền bối có quan hệ? Có khả năng, Tiêu Phàm trầm tư chốc lát, nhưng là, 89 phần 10 vẫn là cùng tiên cấm kiếp địa có quan hệ. Có thể như thế nào mới có thể tìm được tiên cấm kiếp địa? Lăng Phong hỏi. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, hắn đã từng hỏi qua hoang ma lại chưa nói cho hắn biết. Có lẽ, hoang ma bản thân cũng không biết. Tà Vũ, người có thể liên lạc với sư phó ngươi sao? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Tà Vũ. Người khác có lẽ không biết tiên cấm kiếp địa, nhưng hắn biết rõ, tà thần khẳng định rõ ràng. Tà Vũ lại là lắc đầu, không liên lạc được. Lão Tam, nếu không chúng ta giết vào thiên giới, tìm tới hoang ma tiền bối còn không hiểu sao. Nam Cung Tiêu Tiêu chiến ý mãnh liệt, thời gian 10 năm này, hắn trôi qua quá kiềm chế. Còn không phải lúc, Tiêu Phàm thở sâu, ngay sau đó nhìn về phía đám người, lấy ra từng đoàn tinh quang. Đây là, đám người ánh mắt tỏa sáng. Nhất là Nam Cung Tiêu Tiêu chờ từng tiến vào tiên ma động người, bọn họ thế nhưng là biết rõ, cái này tinh quang tiên lực, đối với mở mang bản nguyên đại đạo, có lợi ích to lớn. Đoạn này thời gian, toàn bộ các người bế quan, trùng kích tiên vương cảnh. Tiêu Phàm thở sâu, đem tinh quang tiên lực phân phát cho đám người. Mặc dù đột phá tiên vương cảnh, hắn cũng đồng dạng có thể luyện hóa tiên lực đi mở mang bản nguyên đại đạo. Nhưng là hiệu quả đã hết sức có hạn. Nhưng là, tinh quang tiên lực đối với thiên vương cảnh, lại là có lợi ích to lớn. Các ngươi bản nguyên đại đạo, rộng bao nhiêu? Tiêu Phàm lại hỏi, có vượt qua ngàn mét sao? Ta. Diệp Thi Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu, thí thần đám người nhao nhao nhấc tay. 10 năm này đến nay, bọn họ không chỉ có riêng đột phá đến chuẩn tiên vương cảnh. Ở không cách nào trùng kích tiên vương cảnh phía trước. Tất cả đều đem tinh lực đặt ở bản nguyên đại đạo độ rộng phía trên. Ngoại giới mặc dù là 10 năm, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là hơn ước năm. Bản nguyên đại đạo đột phá ngàn mét mà thôi, cũng không tính là đáng giá kiêu ngạo sự tình. 2000 mét đây, Tiêu Phàm lại nói. Lần này người giơ tay rõ ràng ít đi rất nhiều, chỉ có Nam Cung Tiêu Tiêu, Tà Vũ, Thí Thần, Diệp Khuynh Thành cùng Quan Tiểu Thất 5 cái. Lão nhị. Người bản nguyên đại đạo rộng bao nhiêu, Tiêu Phàm ngược lại có chút bất ngờ. Mặc dù có khí vận gia trì, có thể nghĩ muốn đem bản nguyên đại đạo mở ra đến 2000 mét rộng, vẫn là cực kỳ khó khăn. Không chỉ là cần nghị lực, còn cần thiên phú. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong, hai người là mượn nhờ độ kiếp thần liên đột phá, rõ ràng là kém một chút. Vừa mới đột phá 2000 mét, Nam Cung Tiêu Tiêu có từng tia đắc ý. Cũng phải, lấy hắn thực lực. Cho dù đối chiến tiên vương cảnh, cũng có thể không sợ, đây đúng là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Các ngươi đây, Tiêu Phàm lại nhìn về phía thí thần bọn họ nói.
Nếu như người khác hỏi như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không trả lời, đây chính là quan hệ tự thân đại bí mật, không có khả năng nói cho người khác. Nhưng là Tiêu Phàm mở miệng, ai cũng không có giấu giếm. Thí thần cùng Tà Vũ bản nguyên đại đạo độ rộng, đạt đến 2,100m, Diệp Khuynh Thành bản nguyên đại đạo độ rộng cũng là vừa mới đột phá 2000m. Ngược lại để Tiêu Phàm cực kỳ ngoài ý chính là, Quan Tiểu Thất bản nguyên đại đạo, vậy mà đạt đến 2,400m. Không hổ là linh tộc huyết mạch. Bậc này thiên phú, bây giờ rốt cục thể hiện ra hắn ưu thế. Đột phá tiên vương cảnh phía trước, mọi người hết khả năng mượn nhờ tinh quang tiên lực, đem bản nguyên đại đạo mở ra đến cực hạn. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Đám người gật gật đầu, toàn bộ đều tràn đầy sạch sẽ. Tiêu Phàm, bản nguyên đại đạo độ rộng, có cực hạn sao? Tà Vũ tò mò hỏi. Đám người nghe vậy, cũng nhao nhao rơi vào trầm tư. Người bình thường bản nguyên đại đạo độ rộng, có thể đạt tới 3000m. Tiêu Phàm không có giấu giếm. Trước kia hắn còn lo lắng lão nhân coi mộ lừa gạt mình, nhưng là, hắn mình đã tự mình thí nghiệm qua. Trừ phi tu luyện tiên kinh, bằng không bản nguyên đại đạo độ rộng, không có thể đột phá 3000m. Đương nhiên, phải chăng có đặc thù ví dụ, hắn cũng không biết. 3000m, đám người trợn to hai mắt. Phải biết, bọn họ cho dù có được khí vận gia trì, tiêu phí 10 năm thời gian, tương đương với hơn ức năm, cũng mới miễn cưỡng đột phá 2000m a. Hơn nữa, càng về sau Việt, nghĩ muốn đạt đến 3000m, lại cho bọn hắn 10 năm thời gian cũng chưa chắc có thể làm đến. Bình thường mà nói, cho các ngươi tinh quang tiên lực, hẳn là đủ để cho các ngươi bản nguyên đại đạo độ rộng đại đạo cực hạn. Tiêu Phàm thở sâu, đối đám người cũng tràn đầy chờ mong. Mặt khác nói cho các ngươi biết, đột phá tiên vương cảnh về sau, bản nguyên đại đạo độ rộng có thể sẽ cố định. Cho nên ở bản nguyên đại đạo độ rộng đại đạo cực hạn trước đó, các ngươi tận lực không muốn đột phá. Tiêu Phàm cuối cùng lại bổ sung. Yên tâm, Lão Tam, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nam Cung Tiêu Tiêu giống như đánh máu gà đồng dạng, đấu trí tràn đầy. Thí thần, Tà Vũ mấy người cũng khuôn mặt kiên nghị, đối tiên vương cảnh tràn đầy chờ mong. Phu quân, ngươi có phải hay không muốn rời khỏi? Chỉ có Diệp Thi Vũ nhìn ra mánh khóe, ôn nhu hỏi. Lão đại, ngươi lại muốn rời đi, thí thần biến sắc. Tiêu Phàm cười cười, yên tâm, một lần này, ta sẽ không rời đi quá lâu. Là tiến về thiên giới sao? Diệp Thi Vũ lo lắng nói. Không phải, Tiêu Phàm lắc đầu, chỗ đó ta từng đi qua, nhưng tạm thời không thể nói cho các ngươi biết. Diệp Thi Vũ cũng không hỏi nhiều, đợi phu quân trở về, ta nhất định sẽ đột phá tiên vương cảnh, không kéo phu quân lui lại. Ta cũng vậy, còn có ta. Đám người tất cả đều lời thề son sắt, lòng tin tràn đầy. Tốt, Tiêu Phàm cười cười, ở đám người đưa mắt nhìn phía dưới, hắn lần nữa rời đi tiên ma giới. Sâu trong vũ trụ, một đạo tàn ảnh giống như sao chổi xẹt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, chớp mắt liền biến mất ở tinh không cuối cùng. Nơi này, đã thuộc về vũ trụ giáp danh, thời không chi lực cực kỳ mỏng manh, xưng là thời không cuối cùng cũng không đủ. Dù cho thánh tổ cảnh lại tới đây, cũng nửa bước khó đi. Nhưng mà, đạo này thân ảnh lại không có chút nào trở ngại, tốc độ để người theo không kịp. Hẳn là chính là chỗ này. Tàn ảnh đột nhiên ngừng lại, đó là một cái vóc người cao to nam tử. Hắn không phải người khác, chính là rời đi tiên ma giới Tiêu Phàm. Hắn hai con người thâm thúy, tóc đen áo choàng, bóng lưng vĩ đại, để vũ trụ đều ảm đạm phai mờ. Tiêu Phàm lãnh đạm con người nhìn qua thời không cuối cùng chỗ sâu, dường như đang đợi cái gì. Sau đó, một đầu mênh mông huyết hà trống rỗng xuất hiện, giống như một đầu man hoang cự long du tẩu. Cách xa nhau cực kỳ xa khoảng cách, vẫn như cũ có thể cảm nhận được, một cỗ cổ điển mà mạnh mẽ khí tức. Huyết U Minh, chư thiên vạn giới ngũ đại hung địa một trong, cũng là một cái duy nhất hành tẩu ở chư thiên vạn giới hung địa, chưa từng có cố định ở một chỗ nào đó. Đã từng, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma ngoài ý muốn xâm nhập huyết U Minh bên trong, không chỉ có may mắn sống tiếp, hơn nữa còn chiếm được lợi ích to lớn. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm vẫn cho là, huyết U Minh cũng không phải là cỡ nào hung hiểm địa phương. Cho tới bây giờ, đột phá tiên vương cảnh hắn, vậy mà cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực. Tưởng tượng năm đó bản thân, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ. Nếu là có bây giờ tầm mắt, mà chỉ có lúc trước tu vi, hắn tuyệt đối không có lá gan đặt chân trong đó. Nhưng là,
hắn hiện tại, đã có tư cách dò xét. Hô, Tiêu Phàm bước ra một bước, tốc độ nhanh vô cùng, vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp, hắn liền xuất hiện ở trong huyết u minh. Huyết sắc sông lớn vẫn như cũ, không có đầu nguồn, cũng không có cuối cùng. Từ đằng xa nhìn tới, huyết u minh là một con sông. Nhưng mà đặt chân trong đó, mới phát hiện cái này căn bản chính là một cái biển máu, hoàn toàn do huyết dịch ngưng tụ huyết sắc tinh hà. Biển máu bên trong, một vài bức huyết hắc sắc quan tài chìm nổi, tản ra kinh khủng túc sát chi khí. Quỷ dị chính là, những cái này huyết hắc sắc quan tài rõ ràng nhìn qua cực kỳ nặng nề, lại dường như hư ảo đồng dạng, ở đụng phải Tiêu Phàm thân thể thời khắc, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Nếu như trước đó, Tiêu Phàm còn không cách nào nhìn ra huyền diệu trong đó. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên hai tay kết ấn, từng đạo tiên lực hóa thành đầy trời thần văn, hướng về toàn bộ huyết u minh quét sạch đi. Mấy tức về sau, lưu động huyết u minh, bỗng yên tĩnh lại. Nguyên bản hư ảo huyết hắc sắc quan tài, chậm rãi trở nên ngưng tụ, một cổ kinh khủng huyết sát chi khí đập vào mặt. Cùng lúc đó, thiên địa vang lên từng đạo ung dung thanh âm, giống như xuyên thấu vạn cổ mà tới. Thiên khó diệt, địa khó táng. Đợi đến luân hồi trăm ngàn đời, ta bằng vào ta huyết lại khai thiên. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm không tự chủ được cảm nhận được một loại khó mà nói rõ bi thống. Trước đó hắn không tự chủ được chảy ra nước mắt, lại không biết nguyên nhân gì. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại là đã biết. Những cái này huyết hắc sắc quan tài bên trong, táng lấy đều là tiên cổ thời đại vẫn lạc anh liệt thi cốt. Bọn họ vì chống cự tạp, toàn bộ ngã xuống. Có thể táng ở chỗ này, đều xem như may mắn. Mà những cái kia bất hạnh, hài cốt không còn. Tiêu Phàm thở sâu, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn ánh mắt trước tiên rơi ở trong huyết u minh lớn nhất bộ kia quan tài phía trên, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, Tiêu Phàm vẫn là phóng ra bước chân, xuất hiện ở huyết hắc sắc quan tài trước đó. Hắn trong nháy mắt một điểm, một cái vòng xoáy màu đen nở rộ, không nhìn huyết hắc sắc quan tài, trực tiếp chui vào trong đó. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, huyết hắc sắc quan tài rung động, kinh khủng khí tức mãnh liệt, toàn bộ huyết u minh đều trở nên hết sức táo động. Tiêu Phàm cũng không gấp, lặng lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đi qua mấy tháng. Bang, huyết hắc sắc quan tài nắp quan tài đột nhiên sốc lên, cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt quét sạch huyết u minh, thiên địa đều trở nên tối mờ. Tiêu Phàm lại là mắt không chớp hướng về trong quan tài, chỉ chốc lát sau. Một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô hiện lên. Một trương mặt mũi quen thuộc hiện lên ở Tiêu Phàm tầm mắt. Đó là một cái anh tuấn phi phàm nam tử, tuế nguyệt không có ở trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì, hắn nhắm chặt hai mắt, loạn phát bay tứ tung, phong thái chắc tuyệt, không ai bì nổi. Hô, đột nhiên, đôi tròng mắt kia mở ra, hai đạo thần quang bắn ra, xé ra thiên vũ, tản ra hủy thiên diệt địa hung uy. Tiêu Phàm đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ, bị bức phải lui về phía sau mấy bước. Thiếu Khuynh, nam tử khí tức trên thân khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, nhìn Tiêu Phàm hơi tê tê. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cỗ kia hung uy liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng nhu hòa. Người đã đến, nam tử mở miệng, dường như nhìn thấy đã lâu cố nhân. Tiêu Phàm ánh mắt phức tạp. Thật sâu thi lễ nói, Tiêu Phàm, gặp qua Tu La Tổ Ma tiền bối. Không sai, nam tử trước mắt không phải người khác, chính là Tu La Tổ Ma. Thái cổ nhất chiến, Tu La Tổ Ma cũng bản thân bị trọng thương, ở đây ngủ say. Hoàng Ma nói cho Tiêu Phàm, Tu La Tổ Ma cũng không vẫn lạc, mà là cùng thời không lão nhân đồng dạng, đang tìm kiếm tạp phân thân. Vừa bắt đầu Tiêu Phàm xác thực tin. Nhưng là, về sau Tiêu Phàm trầm tư hồi lâu. Luôn cảm thấy sự tình cũng không phải là chuyện như thế. Cũng không phải Hoang Ma đang nói láo, mà là Hoang Ma chính mình cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Có lẽ trong mắt hắn, mạnh như Tu La Tổ Ma, là không thể nào vẫn lạc. Sự thật cũng xác thực như thế, dù cho Tiêu Phàm bây giờ đột phá tiên vương cảnh, ở trước mặt Tu La Tổ Ma, cũng vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Tiên vương cảnh, không sai, Tu La Tổ Ma quét Tiêu Phàm một cái, mỉm cười. Ở tiền bối trước mặt, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Hắn mặc dù không biết Tu La Tổ Ma là cái gì tu vi, nhưng hắn có một ít suy đoán, mình cùng hắn so sánh, vẫn là kém xa tít tắp.
muốn mở ra lục đạo luân hồi phong ấn sao? Tu La Tổ Ma nhìn về phía sâu trong vũ trụ, con người chỗ sâu sát quang lấp lóe, một cỗ bá đạo uy áp không tự chủ được quét sạch mà ra, sao? Tiêu Phàm nội tâm vô cùng kinh hãi, hắn phát hiện, bản thân đoán chừng còn đánh giá thấp Tu La Tổ Ma thực lực. Không có, Tiêu Phàm như thực nói ra. Ân, Tu La Tổ Ma lông mày nhíu lại, cảm ứng chốc lát, cao mày nói, còn chưa đến thời điểm, ngươi vì sao tới đây? Tiêu Phàm thở sâu, như thực nói ra, vãn bối cần huyết u minh lực lượng, lại sợ đã quấy rầy những người khác, cho nên mới tìm đến tiền bối thương lượng một chút. Nói đến đây, Tiêu Phàm ánh mắt quét về phía mặt khác quan tài. Hắn đã đoán được huyết u minh ý nghĩa tồn tại, nhưng lại không dám tự tiện vọng động. Tu La Tổ Ma nghe vậy, lông mày chậm rãi giãn ra mà ra, lãnh đạm ánh mắt hướng về Tiêu Phàm nhìn hồi lâu, mới nói, ngươi gặp qua tạp. Tiền bối là chỉ, Tiêu Phàm có chút không hiểu. Hắn không biết Tu La Tổ Ma trong miệng tạp, là hắn bản ngã, vẫn là bản thân. Ta nói chính là hắn bản tôn. Tu La Tổ Ma hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn xem ra một ít gì. Tiêu Phàm nội tâm kinh ngạc, chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác mình ở trước mặt Tu La Tổ Ma, hoàn toàn không có cái gì bí mật có thể nói. Xem ra, người đã gặp hắn. Tu La Tổ Ma nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, thật sâu thở dài, lại khôi phục bình thản. Tiêu Phàm gật đầu một cái, lại là không nói thêm gì. Tạp bản thân, giúp hắn chém giết 6 đạo ma ảnh, thành công đột phá tiên vương cảnh, từ một điểm này bên trên, Tiêu Phàm vẫn tương đối cảm kích. Nhưng là, bởi vì bạch sắc thạch đầu duyên cớ, hắn lại luôn cảm giác tạp bản thân cũng không phải là đơn giản như vậy. Chí ít, tạp bản thân lời nói, hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Cũng được, việc đã đến nước này, chính ngươi hảo hảo ước lượng. Tu La Tổ Ma lại ý vị thâm trường nói, những thứ kia, ngươi có thể lấy đi. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm làm một lễ thật sâu. So với tạp bản thân, hắn tự nhiên càng tin tưởng Tu La Tổ Ma. Cho dù Tu La Tổ Ma khả năng cũng là ở lợi dụng hắn, nhưng Tiêu Phàm lại phản cảm không nổi, nếu không phải Tu La Tổ Ma, hắn có lẽ đã sớm chết. Tu La Tổ Ma nghe vậy, lấy tay vung lên, huyết u minh bên trong vô số quan tài đều biến mất hết, chỉ để lại cuồn cuộn huyết hải, lao nhanh không thôi. Ngươi tự giải quyết cho tốt, Tu La Tổ Ma quay người chuẩn bị rời đi. Tiền bối, Tiêu Phàm cũng là để cho ngụ Tu La Tổ Ma, muốn nói lại thôi. Nam tử hán đại trượng phu, không muốn lề mề chậm chạp. Tu La Tổ Ma trầm giọng nói, có cái gì, liền nói cái gì. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hít sâu một cái nói, bạch sắc thạch đầu, rốt cuộc là cái gì? Vì sao tạp từ ta nhìn không thấy nó? Nghe nói như thế, Tu La Tổ Ma lộ ra vẻ tươi cười, nói, xem ra, người chỉ ít vẫn là có bản thân chủ kiến, không có hoàn toàn tin tưởng tạp bản tôn. Tiêu Phàm không nói, đừng nói tạp bản thân. Chính là Tu La Tổ Ma, hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Thậm chí, trên đời này, trừ bỏ đi theo bản thân vào sinh ra tử huynh đệ, hắn ai cũng không phải rất tin. Tu La Tổ Ma cũng tốt, thời không lão nhân cũng được, đều có không muốn người biết mục đích. Tạp bản tôn làm sao, ta tạm thời không nói. Tu La Tổ Ma thần sắc nghiêm lại, vô luận tương lai phát sinh cái gì, những người khác ngươi đều có thể không tín nhiệm, nhưng ta hy vọng ngươi có thể kiên trì bản thân. Dù sao, trên đời này, nếu như ngay cả mình đều không tin, cái kia cũng không có cái gì có thể đáng giá ngươi tín nhiệm. Kiên trì bản thân, Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn không biết Tu La Tổ Ma ý tại ngôn ngoại là có ý gì, nhưng hắn vẫn cảm giác có khó lường sự tình phát sinh. Vãn bối thụ giáo, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Tu La Tổ Ma đột nhiên mỉm cười, ngươi cảm thấy, bạch sắc thạch đầu là cái gì? Ách, tiền bối đã từng không phải nói, bạch sắc thạch đầu chính là mệnh thạch sao? Tiêu Phàm sững sờ, không phải ta hỏi ngươi sao, làm sao ngươi trái lại hỏi ta? Ngươi cho rằng nó là gì, nó liền là đó. Tu La Tổ Ma thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói. Tiêu Phàm nhíu mày, nếu như trước đó, hắn còn tin tưởng thuyết pháp này. Nhưng hiện tại, hắn lại xem thường. Chí ít, đối với Tổ Vương Cảnh mà nói, mệnh thạch hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao, lại càng không cần phải nói đối với Tiên Vương Cảnh mà nói. Nếu như bạch sắc thạch đầu chỉ là mệnh thạch, há lại sẽ có được cùng 6 đạo ma ảnh chống lại lực lượng. Nếu như ta không cho rằng như vậy đây, Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Tu La Tổ Ma không có trả lời ngay Tiêu Phàm mà nói, dường như đang tự hỏi cái gì.
Thiếu Khuynh, hắn mở miệng lần nữa, hết sức bình tĩnh nói, vậy ta lần nữa khẳng định nói cho ngươi, nó chính là mệnh thạch. Tiêu Phàm còn muốn nói điều gì, lại bị Tu La Tổ Ma cắt ngang, chuẩn xác mà nói, đối với ngươi mà nói, nó liền là ngươi mệnh thạch, ngươi bây giờ có thể không tin, nhưng tương lai có một ngày, ngươi sẽ không lại hoài nghi. Dứt lời, Tu La Tổ Ma bỗng tại chỗ biến mất, không cho Tiêu Phàm tiếp tục cơ hội hỏi dò, chỉ có một thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Ngươi mặc dù đến sớm, nhưng ngươi nhất định phải hảo hảo lợi dụng huyết u minh lực lượng, ngươi thời gian không nhiều lắm. Tiêu Phàm toàn thân run lên, một loại bất an mãnh liệt tràn vào trong lòng. Hắn nghĩ đến, Hoang Ma cùng lão nhân coi mộ vô cớ rời đi, phải chăng cùng cái này cỗ bất an có quan hệ? Chỉ là hắn nghĩ không hiểu, vì sao thời gian của mình không nhiều lắm. Lấy hắn thực lực, liền Hỗn Nguyên Tiên Vương cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Chẳng lẽ sắp xuất hiện đối thủ, so Hỗn Nguyên Tiên Vương còn mạnh hơn? Hơn nữa, hắn từ Tu La Tổ Ma trong giọng nói, còn nghe được một tầng khác ý tứ, hắn sắp đối mặt đối thủ, Tu La Tổ Ma sẽ không xuất thủ. Hoặc có lẽ là, hắn không thể ra tay. Nguyên một đám suy nghĩ ở trong đầu hắn hiện lên, âm thầm trầm ngâm nói, ta tiếp xuống đối thủ, hẳn là thiên nhân tộc đại thần thiên có mạnh như vậy sao? Cho dù là đại thần thiên, vì sao Tu La Tổ Ma không thể ra tay đây? Điểm này, Tiêu Phàm hoàn toàn nghĩ không hiểu. Nhưng hắn cũng đoán được một chút. Có lẽ là cùng thời không chi hà bên trên lục đạo luân hồi phong ấn có quan hệ. Thậm chí ở mỗi một sát na, Tiêu Phàm có chút hoài nghi, bản thân vừa rồi nhìn thấy Tu La Tổ Ma, thật là hắn bản tôn sao? Ngược lại là quên đem chấn thế đồng quan còn cho hắn. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm đem những tạp niệm này quên mất, ánh mắt rơi vào dưới chân cuồn cuộn huyết hải phía trên. Thở sâu, Tiêu Phàm vận chuyển lục đạo luân hồi kinh. Ở sau lưng hắn, sáu đạo hư ảnh hiện lên. Hóa thành sáu cái vòng xoáy. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn huyết hải cuốn lên ngàn tầng sóng lớn, điên cuồng tràn vào sáu đạo hư ảnh. Nguyên bản vẫn như cũ hư ảo sáu đạo hư ảnh, vậy mà nhanh chóng trở nên ngưng tụ. Loại này ngưng thực, không chỉ có chỉ là một loại cảm giác, mà là sáu đạo hư ảnh, thật biến thành thực thể. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm khí tức trên thân cũng không ngừng kéo lên, lục đạo luân hồi kinh điên cuồng vận chuyển. Không biết qua bao lâu, một cỗ sức mạnh to lớn ngập trời từ trên người hắn bạo phát ra, toàn bộ vũ trụ đều kịch liệt run một cái. Tiêu Phàm trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, lục đạo luân hồi chi nhãn hiển hóa, băng lãnh, vô tình. Nửa bước La Thiên Tiên Vương, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Bản nguyên thế giới bên trong, hắn bản nguyên đại đạo rốt cục đến gần vô hạn 3.000 mét đại quan. So với trước đó, Tiêu Phàm cảm giác bản thân lực lượng tăng vọt không ít. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác, mình nếu là đột phá La Thiên Tiên Vương cảnh, bản nguyên đại đạo còn có thể tăng vọt. Cái này khiến Tiêu Phàm kinh hỉ sau khi, lại có chút không hiểu. Nếu như đơn thuần lấy bản nguyên đại đạo chiều dài cùng độ rộng để cân nhắc một cá nhân thực lực, hắn hiện tại đã hoàn toàn rời bỏ cơ bản quy tắc. Bình thường mà nói, đột phá Tiên Vương cảnh, bản nguyên đại đạo tăng phúc, 1.000 mét mới có thể tăng phúc một thành mới đúng. Nhưng hiện tại, ở bản nguyên đại đạo độ rộng không đổi điều kiện tiên quyết, hắn bản nguyên đại đạo chiều dài gia tăng 1.000 mét, thực lực vậy mà tăng phúc không ít hơn 3 thành. Có lẽ, đột phá Tiên Vương cảnh, bản nguyên đại đạo tăng phúc lại có chỗ khác biệt, bản nguyên đại đạo chiều dài mỗi gia tăng 1.000 mét, thực lực tăng phúc gấp 1. Tiêu Phàm cẩn thận cảm ứng thực lực bản thân, phân tích nói, bình thường tổ vương cảnh, là lấy mới vào tổ vương cảnh làm cơ số để cân nhắc. Nhưng là, đột phá Tiên Vương cảnh, thì là lấy mới vào Tiên Vương cảnh cơ số để cân nhắc. Nếu như phổ thông Tiên Vương cảnh, lấy bản nguyên đại đạo độ rộng cùng chiều dài đều là 1.000 mét tính toán, cái kia bản nguyên đại đạo độ rộng đạt tới 3.000 mét đột phá Tiên Vương cảnh, thì là tương đương với gấp 3 phổ thông Tiên Vương cảnh thực lực. Mà ta bản nguyên đại đạo rộng 9.000 mét, chiều dài gần 3.000 mét, cũng chính là 27 lần phổ thông Tiên Vương cảnh, đây là tiên kinh chỗ cường đại. Kết hợp ta bản thân đột phá đến xem, lão nhân coi mộ xác thực không có nói sai, người bình thường bản nguyên đại đạo độ rộng, xác thực không có khả năng vượt qua 3.000 mét. Mà một khi đột phá Tiên Vương cảnh, bản nguyên đại đạo cũng không còn cách nào gia tăng. Kể từ đó, đột phá Tiên Vương cảnh trước đó, bản nguyên đại đạo độ rộng liền cực kỳ trọng yếu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thở sâu, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hài lòng. Khó trách Tiêu Phàm tự tin như vậy,
người bình thường là không thể nào tu luyện tiên kinh. Tỷ như Tuyệt, hắn cho dù bản nguyên đại đạo độ rộng đạt tới 3.000 mét đột phá tiên vương cảnh, cũng mới gấp 3 lần phổ thông tiên vương mà thôi. Mà chính hắn đột phá tiên vương cảnh trước đó, bản nguyên đại đạo liền đã đạt đến 3.000 mét, khó trách có thể cùng Tuyệt một trận chiến. Thế nhưng là cái này cũng không đúng, vì sao lão nhân coi mộ nói, Tuyệt thực lực sẽ không thua hắn bao nhiêu đây? Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Phải biết, lão nhân coi mộ thế nhưng là hỗn nguyên tiên vương, cho dù hắn bản nguyên đại đạo độ rộng chỉ có 1.000 mét, nhưng chiều dài chỉ ít đạt đến 6.000 mét. Dạng này thực lực, thế nhưng là gấp 2 tại Tuyệt, hoàn toàn có thể đè ép hắn đánh. Huống chi, hắn có thể không tin lão nhân coi mộ bản nguyên đại đạo độ rộng chỉ có 1.000 mét. Nếu như phân tích của ta hẳn không sai, xem ra, Tuyệt xa không phải đơn giản như vậy. Tiêu Phàm thở sâu. Dù cho tu luyện tiên kinh, hắn cũng không thể khinh thị bất luận kẻ nào. Bất quá Tuyệt 89 phần 10 đã táng thân tại tiên quan bên trong, về sau cũng chưa chắc có cơ hội gặp được. Tiêu Phàm khí tức trên thân chậm rãi thu liếm, ánh mắt rơi vào 6 đạo hư ảnh phía trên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, 6 đạo hư ảnh, không, chuẩn xác mà nói, là 6 đạo ma ảnh. 6 đạo ma ảnh đã thật sự có được thể, hơn nữa khí tức mạnh lên rất nhiều. Mỗi một đạo ma ảnh, đều không khác mấy có được hắn 1/6 thực lực. Nếu như tiên vương cảnh thực lực tăng phúc như ta phân tích như vậy, cái kia bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù đối mặt đỉnh tiêm hỗn nguyên tiên vương, cũng có tất thắng thực lực. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Cũng khó trách hắn cho rằng như thế, dù cho bản nguyên đại đạo độ rộng đạt tới 3.000 mét, chiều dài đến gần vô hạn 9.000 mét hỗn nguyên tiên vương, cũng mới 27 lần phổ thông tiên vương cảnh mà thôi. Mà hắn, cho dù không dùng 6 đạo ma ảnh, cũng có được 36 lần hồng trần tiên vương thực lực. Không đúng, nếu là như vậy, căn bản là không có cách thể hiện tiên kinh cường đại, hơn nữa, 36 lần cũng quá khoa trương. Tiêu Phàm thản nhiên lại hủy bỏ phân tích của mình. Tiên kinh có thể mở ra bản nguyên đại đạo độ rộng, đây mới là tiên kinh cường đại căn bản. Tiên vương cảnh bản nguyên đại đạo chiều dài, hẳn là mỗi gia tăng 1.000 mét, thực lực tăng phúc một thành, mà độ rộng, thì là mỗi gia tăng 1.000 mét, thực lực tăng phúc gấp 1. Như thế, bằng yếu tiên vương cảnh thực lực là cơ số để cân nhắc, có được 3.000 mét bản nguyên đại đạo độ rộng cùng 1.000 mét bản nguyên đại đạo chiều dài tiên vương cảnh, là yếu nhất tiên vương gấp 3. Nhưng bản nguyên đại đạo độ rộng chỉ có 1.000 mét, mà bản nguyên đại đạo chiều dài đạt tới 2.000 mét, thì lại yếu nhất tiên vương cảnh 1.1 lần, lúc này mới có thể thể hiện bản nguyên đại đạo độ rộng tác dụng. Kể từ đó, ta thực lực bây giờ, thì là tương đương với yếu nhất tiên vương thực lực 10 chừng gấp đôi. Chớ xem thường 11 lần tăng phúc, phải biết, dù cho bản nguyên đại đạo độ rộng đạt tới 3.000 mét, chiều dài vô hạn tới gần 9.000 mét đỉnh cấp hỗn nguyên tiên vương cảnh, cũng mới không đến gấp 6 lần tăng phúc mà thôi. Hắn hiện tại, hoàn toàn có thể trà đạp đỉnh tiêm hỗn nguyên tiên vương. Hơn nữa, cái này cũng vừa lúc có thể xác minh lão nhân coi mộ lời nói. Tuyệt bản nguyên đại đạo nếu như rộng 3.000 mét, dài 1.000 mét, đó cũng là gấp 3 yếu nhất tiên vương thực lực. Mà lão nhân coi mộ bản nguyên đại đạo nếu như chỉ có 2.000 mét, cho dù chiều dài đại đạo 7.000 mét, cũng mới 3 điểm gấp 6 lần mà thôi, hai người không kém nhiều. Vô luận loại nào khả năng, chỉ cần không đối mặt vượt qua hỗn nguyên tiên vương đối thủ, ta đều không sợ. Tiêu Phàm đối với mình thực lực có đại khái lý giải. Hiện tại hắn thiếu hụt là đối thủ, đến xác minh phân tích của mình. Thật lâu, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, cuồn cuộn huyết hải biến mất, từ nay về sau, trên đời lại không huyết u minh. Sau một khắc, Tiêu Phàm tại chỗ biến mất. Sau mấy tháng, một mảnh trời sao vô ngần bên trong, Tiêu Phàm thân ảnh xuất hiện. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, Tiêu Phàm cũng không có trước tiên phản hồi tiên ma giới. Mà là đi tới nơi đây. Sâu trong tinh không, một khỏa to lớn cổ tinh thần vắt ngang thiên khung, tản ra cổ xưa lại mênh mông khí tức. Thiên giới, ta lại tới. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Tưởng tượng lúc trước, hắn đến đạo nơi này, vẻn vẹn chỉ là mới vào tổ vương cảnh mà thôi, mà bây giờ, hắn dĩ nhiên là tiên vương cảnh cường giả. Hoàng ma tất nhiên biến mất ở thiên giới, Tiêu Phàm không có khả năng xem như cái gì đều không phát sinh. Hơn nữa, đến gần vô hạn La Thiên Tiên Vương cảnh hắn, cũng rất muốn xác minh trong lòng ý nghĩ. Hô, sau một khắc, Tiêu Phàm bộc phát ra cường đại khí tức, đột nhiên hướng về thiên giới bay đi.
thiên giới. Một tòa cung điện thủ tọa phía trên, ngồi một cái bạch y nam tử. Bạch y nam tử ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới một đám cường giả. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra, người này không phải người khác, chính là Thánh Thiên Sứ. Tiên Tổ chi lệnh, lần này tiến công tiên ma giới, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thánh Thiên Sứ lại khôi phục phong thái của ngày xưa. Mặc dù ở tiên ma động bị đại thần thiên phân thân tạm thời đoạt xá nhục thân, nhưng trở lại thiên giới về sau, lại trả lại cho hắn tự do. Hắn chẳng những không có việc gì, hơn nữa còn chiếm được lợi ích to lớn. Nhất là đại thần thiên chiếm cứ hắn nhục thân về sau, hắn cảm nhận được La Thiên Tiên Vương cảnh lực lượng, có chỗ minh ngộ, cái này mười mấy năm qua, nhất cử bước qua La Thiên Tiên Vương cảnh ngưỡng cửa. So với Hồng Trần Tiên Vương cảnh, hắn thực lực có tăng lên không ít. Lần này lấy được đại thần thiên mệnh lệnh, hủy diệt tiên ma giới, hắn niềm tin bạo dạp. Cần tuân Thánh Thiên Sứ đại nhân chi lệnh, đám người cung kính một bái, thanh âm vang vọng vân tiêu. Thánh Thiên Sứ hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía cầm đầu Thiên Phi, nói Thiên Phi, trận chiến này, thần thánh quân đoàn làm tiên phong, cho ta huyết tẩy tiên ma giới. Nói ra lời này thời khắc, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra Tiêu Phàm khuôn mặt, lộ ra nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Nếu chỉ là Hồng Trần Tiên Vương, hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng bây giờ hắn đã đột phá La Thiên Tiên Vương cảnh, lòng tự tin bạo tăng. Thiên Phi đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ phức tạp, nhưng vẫn là cung kính gật đầu, đúng. Thánh Thiên Sứ mặc dù là Thiên Phi tiểu cứu, nhưng nàng nội tâm, vẫn còn có chút khinh thường. Nhưng là đại thần thiên mệnh lệnh, nàng không cách nào cự tuyệt. Trải qua tiên ma động sự tình, Thiên Phi đối đại thần thiên thực lực cũng có một cái rõ ràng lý giải. Một bộ phân thân cũng có đỉnh tiêm La Thiên Tiên Vương thực lực, vậy hắn bản tôn, lại là cường đại dường nào. Ở trước mặt đại thần thiên, tất cả thiên nhân tộc cũng không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng. Đã như vậy, Thánh Thiên Sứ thở sâu, giơ tay phải lên, chuẩn bị xuống làm ra chinh tiên ma giới. Oanh, nhưng mà, cũng vào lúc này, một tiếng kinh thiên nổ vang truyền đến, đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên giới đều mãnh liệt run một cái. Ngay sau đó, một cỗ ngập trời khí tức giống như bão tố một dạng cuốn tới. Đại điện bên trong tất cả thiên nhân tộc tất cả đều lộ ra hoảng sợ, ở cỗ này khí tức trước mặt, bọn họ vậy mà cảm giác liền đầu cũng không ngẩng lên được. Chuyện gì xảy ra, Thánh Thiên Sứ cũng là không khỏi kinh hãi. Đại thần thiên, cút ra đây nhận lấy cái chết, gần như đồng thời, gầm lên một tiếng truyền đến. Nghe được thanh âm này, Thánh Thiên Sứ đầu tiên là giật mình, ngay sau đó trở nên nhe răng trợn mắt. Hai mắt đỏ bừng, kinh khủng sát ý mãnh liệt. Thái thượng độ tiên thành. Không trung, một đạo cao to thân ảnh đứng chắp tay, lãnh đạm quan sát phía dưới, quanh thân tiên vụ lượn lờ, thấy không rõ khuôn mặt. Mặc dù hắn thu liếm khí tức, nhưng vẫn như cũ cho thiên nhân tộc một loại run sợ trong lòng cảm giác. Tiêu Phàm, bản vương còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi vậy mà chủ động tới chịu chết. Gầm lên một tiếng vang lên. Lại là Thánh Thiên Sứ mang theo không ít thiên nhân tộc tổ vương đạp không mà lên, cách xa nhau vạn dặm, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm. Ở tại bên cạnh, Thiên Phi trong đôi mắt đẹp đều là vẻ ngoài ý muốn. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà chủ động giết tới thiên giới đến. Để đại thần thiên cút ra đây, Tiêu Phàm thản nhiên nói, thậm chí ngay cả con mắt đều không nhìn Thánh Thiên Sứ một cái. Thánh Thiên Sứ cái kia khí a, Tiêu Phàm vậy mà không nhìn bản thân. Nếu như trước đó, hắn thừa nhận chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ. Nhưng là, hắn đã xưa đâu bằng nay, chính là La Thiên Tiên Vương. Hơn nữa, nơi này chính là thiên nhân tộc đại bản doanh, đừng nói một cái Tiêu Phàm đến, chính là Hỗn Nguyên Tiên Vương tới đây, cũng phải cân nhắc một chút phải chăng có thể sống rời đi. Liền bằng ngươi, cũng dám gọi thẳng thiên tổ danh tiếng. Thánh Thiên Sứ giận tím mặt, vùng cánh tay lên một cái, gầm thét một tiếng. Giết hắn. Bỗng nhiên, mấy chục cái thiên nhân tộc tổ vương tất cả đều đạp không mà lên, hướng về Tiêu Phàm chen chúc đi. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, lãnh đạm nhìn xem cái kia mấy chục cái tổ vương cảnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, Thánh Thiên Sứ không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ choáng váng đây. Chỉ là sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Mắt thấy cái kia mấy chục cái tổ vương cảnh sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc. Tiêu Phàm đột nhiên giơ tay phải lên,
nhẹ nhàng điểm một cái, từng đạo kiếm mang bắn ra. Phốc phốc, từng chuỗi huyết hoa kiếm khí, chiếu xuống trong tinh không, cơ hồ tất cả tổ vương cảnh mi tâm, tất cả đều bị kiếm mang xuyên qua, bay ngược mà ra. Chỉ có số ít mấy người hiểm mà hiểm tránh thoát tất sát nhất kích, nhưng là toàn thân máu me đầm đìa. Sau một khắc, những cái kia bị xuyên thủng mi tâm tổ vương cảnh, nhục thân toàn bộ nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ, vẩy ra tứ phương. Cùng lúc đó, tổ vương trong điện, 20-30 tôn thần tượng sụp đổ, cái gì đều không lưu lại. Tê tất cả thiên nhân tộc nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít một hơi lạnh. Một chỉ, diệt sát 2-3 cái tổ vương, đây là hạng gì thực lực khủng bố. Tiên vương cảnh, thánh thiên sứ cũng là trợn to hai mắt, con người kịch liệt co rút lại một chút. Hắn mặc dù đột phá đến la thiên tiên vương cảnh, nhưng là, hắn cũng không thể nào làm được Tiêu Phàm mới vừa rồi vậy, nhẹ nhàng thoải mái liền giết mấy chục cái tổ vương cảnh a. Hắn nguyên bản tự tin biến mất không còn một mảnh, lấy Tiêu Phàm vừa rồi một ngón kia, hắn căn bản không có nắm chắc chiến thắng a. Đại thần thiên, còn không ra sao? Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Bình thường tổ vương cảnh, đã hoàn toàn không vào Tiêu Phàm pháp nhãn. Đến thiên giới, thứ nhất là tìm kiếm hoang ma, thứ hai là nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Chỉ có tiên vương cảnh, mới có thể câu lên hắn một tia hứng thú. Thánh thiên sứ nhìn thấy lớn lối như thế Tiêu Phàm, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhất là nhìn thấy mặt khác thiên nhân tộc ánh mắt tất cả đều rơi ở trên người hắn lúc, hắn càng là hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào. Mấu chốt là, nơi này là thiên giới, hắn căn bản không có bất kỳ đường lui nào, thậm chí có thể nói là lui không thể lui. Tiêu Phàm, thánh thiên sứ nhắm mắt lại phía trước, cường đại khí tức mãnh liệt cuộn trào ra, thẳng bức Tiêu Phàm đi. A, ngươi đột phá, Tiêu Phàm dường như lúc này mới chú ý tới thánh thiên sứ. Thánh thiên sứ đại nhân, giết hắn, dám đến ta thiên giới dương oai, muốn hắn có đi mà không có về. Lấy thánh thiên sứ đại nhân thực lực, giết chết hắn còn không phải cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Thiên nhân tộc tu sĩ nhìn thấy thánh thiên sứ xuất thủ, nhao nhao la ầm lên. Thánh thiên sứ nội tâm phiền muộn tới cực điểm, hắn rất muốn nói, các ngươi ngược lại là lên a. Thế nhưng là, thân làm thiên nhân tộc hai đại thiên chủ một trong hắn, cũng có chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Lui là không thể nào lui, chỉ cần mình thua trận, đại thần thiên nhất định sẽ xuất thủ. Tiêu Phàm, ngươi đừng muốn tùy tiện, hôm nay, chính là ngày giỗ của ngươi. Thánh thiên sứ thân hình lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, thẳng đến Tiêu Phàm mi tâm. Nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn như cũ không hề bị lay động. Thánh thiên sứ nở rộ khí tức, là la thiên tiên vương không thể nghi ngờ. Nhưng là, hắn lại không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. À, tại sao còn không đánh, bản thân liền nghĩ bại đây. Tiêu Phàm, ngươi dám xem nhẹ bản vương, cho dù ngươi đột phá tiên vương cảnh, bản vương cũng tất sát ngươi. Thánh thiên sứ lửa giận trong lòng, sát khí bành trướng. Bang, cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên trên mũi kiếm truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, hắn thân hình trong nháy mắt ngừng lại. Lại là phát hiện, trường kiếm của mình, lại bị Tiêu Phàm hai ngón tay kẹp lấy. Đúng, chính là kẹp lấy. Bộ dáng kia, liền tựa như một cái đại nhân dễ dàng chế phục một đứa bé sơ sinh công kích, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Ngươi thật đột phá la thiên tiên vương, Tiêu Phàm cau mày, chăm chú nhìn thánh thiên sứ hỏi. Thánh thiên sứ nghe nói như thế, phổi đều kém chút tức nổ tung. Lão tử chẳng lẽ còn lừa ngươi hay sao? Lời này đối thánh thiên sứ tổn thương tính không lớn, nhưng rất có vũ nhục tính. Lão tử đường đường la thiên tiên vương, lại bị ngươi một cái vừa mới đột phá tiên vương cảnh tiểu tử cho miệt thị. Chết, thánh thiên sứ gầm thét, sử dụng toàn thân lực lượng. Mũi kiếm bộc phát ra vô tận kiếm khí, muốn xé nát Tiêu Phàm. Nhưng mà, những cái kia kiếm khí còn chưa bộc phát ra, liền bị Tiêu Phàm hai ngón tay cho bóp nát. Lần này, thánh thiên sứ thật sợ hãi. Hắn nha, tiểu tử này nhất định chính là cái quái vật a. Hắn làm sao biết, bây giờ Tiêu Phàm, căn bản không phải cái gì Hồng Trần Tiên Vương, mà là La Thiên Tiên Vương. Người bản nguyên đại đạo rộng bao nhiêu, Tiêu Phàm không có xuất thủ. Ngược lại tò mò hỏi. Hắn nghĩ muốn xác minh trong lòng ý nghĩ. Thế nhưng là, thánh thiên sứ nghe nói như thế, lại là giận không kềm được. Dù cho hắn bị Tiêu Phàm đánh bay, hắn nội tâm đều tốt thụ một điểm. Nhưng Tiêu Phàm thần sắc,
lại là cực kỳ bình tĩnh nhường hắn có chút tuyệt vọng. Tiểu tử, người nghĩ nhục nhã bản vương, thánh thiên sứ hàn quang lấp lóe, muốn rút trường kiếm về, lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Đừng làm rộn, ta là nghiêm túc, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Thánh thiên sứ khóe miệng giật một cái. Như vậy cũng tốt so một cái đứa trẻ bướng bỉnh, bị đại nhân ngăn lại, đại nhân sờ lấy đứa trẻ đầu nói cho hắn, người cái này là không đúng, lần sau không thể như vậy tinh nghịch. Nhưng mấu chốt là, ta CMN là muốn giết ngươi a. Ngươi có thể hay không nghiêm túc một điểm, nhìn thấy thánh thiên sứ trầm mặc, Tiêu Phàm sắc mặt cũng lạnh thêm vài phần, không nói đúng không? Ba, nói xong, Tiêu Phàm đột nhiên buông ra trường kiếm, một cái tay bắt lấy thánh thiên sứ cổ áo, một cái tay khác một bàn tay hung hăng quất vào thánh thiên sứ trên mặt. Thiên nhân tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Nói hay không, Tiêu Phàm lại một cái tát, ở thánh thiên sứ má bên kia, lưu lại cũng đỏ tươi dấu năm ngón tay. Thánh thiên sứ dường như bị ủy khuất tiểu hài đồng dạng, hai mắt đỏ bừng, thiếu chút nữa thì khóc. Nhìn thấy Tiêu Phàm lần nữa giơ tay phải lên, thánh thiên sứ không chút do dự thốt ra, 2521.8 mét. Giờ khắc này, thánh thiên sứ thật sợ hãi, liền số lẻ phía sau số liệu nói ra hết. Ba, nhưng mà, chờ đợi hắn, lại là Tiêu Phàm hung hăng một bàn tay. Thánh thiên sứ vẻ mặt ủy khuất, lại là giận không dám nói, ta đều nói cho ngươi biết, ngươi còn đánh ta làm cái gì. Nói quá chậm, Tiêu Phàm dường như nhìn ra thánh thiên sứ trong lòng ý nghĩ, nhếch miệng cười nói, lại nói cho ta một chút, tiên vương cảnh bản nguyên đại đạo chiều dài cùng độ rộng, đối thực lực có ảnh hưởng gì. Thánh thiên sứ ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi nhà không phải tìm đến đại thần thiên phiền toái sao? Làm sao hiện tại cảm giác ngươi là cố ý đến làm khó ta a? Bất quá, thánh thiên sứ nhìn thấy Tiêu Phàm lại giơ lên tay phải, nơi nào còn dám chần chờ, đem hắn biết cùng Tiêu Phàm cực kỳ giải thích cặn kẽ một lần. Như Tiêu Phàm sở liệu, bản nguyên đại đạo chiều dài, đối thực lực tăng phúc, vẫn không có biến hóa. Tiên vương cảnh bản nguyên đại đạo chiều dài, mỗi gia tăng 1000 mét, thực lực tăng phúc một thành. Mà bản nguyên đại đạo độ rộng, cũng cùng phổ thông tổ vương cảnh một dạng, mỗi gia tăng 100 mét, gia tăng một thành. Thánh thiên sứ bản nguyên đại đạo độ rộng, có thể mang đến cho hắn 2 điểm gấp 5 thực lực tăng phúc, mà chiều dài thì là 1.3 lần thực lực tăng phúc. Vừa mới đột phá là thiên tiên vương cảnh hắn, thực lực tương đương tại 3.2 lần yếu nhất tiên vương cảnh. Chớ xem thường 3.2 lần tăng phúc, nếu như đổi thành phổ thông tổ vương cảnh, đây chính là gần 11 lần tăng phúc. Còn chân chính trong chiến đấu, gấp 2 tăng phúc, cơ hồ đều có thể đè ép đối phương đánh. Dù sao, bản nguyên đại đạo càng dài, tiên lực càng đục dày, bản nguyên đại đạo càng rộng, bản nguyên đại đạo lại càng kiên cố, đây là thực lực tăng phúc không thể hiện được đến. Tiêu Phàm sở dĩ có thể nghiền ép thánh thiên sứ, là bởi vì hắn thực lực cơ hồ là phổ thông tiên vương cảnh 11 lần. So với phổ thông tổ vương cảnh mà nói, đây chính là gần 40 lần, cơ hồ gấp 4 vu thánh thực lực của thiên sứ. Quả nhiên, đây mới là tiên kinh chân chính chỗ cường đại. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Có được tiên kinh hắn, hoàn toàn có thể vượt giai khiêu chiến. Dù sao, dù cho không có tu luyện tiên kinh đỉnh tiêm hỗn nguyên tiên vương, cũng mới không đến gấp 6 lần thực lực tăng phúc mà thôi, so với hắn, còn muốn yếu một đoạn lớn đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng càng ngày càng tự tin. Chỉ cần đại thần thiên bản tôn, không có vượt qua hỗn nguyên tiên vương, hắn liền không sợ hãi. 3. Đột nhiên. Tiêu Phàm vừa hung ác rút thánh thiên sứ một bàn tay. Ta đã nói, ngươi vì sao còn đánh ta? Thánh thiên sứ thật khóc, trong mắt có hơi nước bốc hơi. Ta cao hứng, ngươi có ý kiến? Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn xem thánh thiên sứ. Biết rõ ràng tiên vương cảnh thực lực tăng phúc, hắn đối với mình thực lực có chút lớn khá hiểu rõ, tự nhiên cao hứng. Trên thực tế, cũng là hắn nghĩ nhiều lắm. Tiên vương cảnh, vẫn là tổ vương cảnh mà thôi. Bản nguyên đại đạo thực lực tăng phúc, đương nhiên sẽ không có thay đổi gì. Không, không có, thánh thiên sứ đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, hắn cúi đầu, nơi nào còn dám chất vấn Tiêu Phàm. Trừ phi hắn thật chán sống, đại thần thiên, lại không lăn đi ra, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tiêu Phàm giống như sách con gà một dạng dẫn theo thánh thiên sứ, thần sắc lạnh lùng quan sát thái thượng độ tiên thành. Tất cả thiên nhân tộc tu sĩ thấy thế, tất cả đều lộ ra hoảng sợ.
Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, thánh thiên sứ vậy mà như thế tùy tiện liền bại. Phóng nhãn thiên nhân tộc, trừ bỏ thần thiên sứ cùng đại thần thiên, đã không người là Tiêu Phàm đối thủ, bọn họ làm sao không sợ. Vạn nhất Tiêu Phàm đại khai sát giới, bọn họ đều phải chết. Nếu như bình thường, bọn họ ngược lại cũng không sợ chết, dù sao bọn họ đều có thể khởi tử hoàn sinh. Nhưng là, Tiêu Phàm người sát thần này, thế nhưng là có được có thể giết chết tổ vương cảnh thủ đoạn. Tất cả mọi người kinh sợ, bọn họ hy vọng duy nhất ký thác vào đại thần thiên trên người. Dù sao, bọn họ thế nhưng là đều biết, đại thần thiên đã thức tỉnh, mà thần thiên sứ, đã không biết biến mất dài hơn tuế nguyệt. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng lạnh. Hắn không nghĩ tới, đại thần thiên vậy mà như thế có thể ẩn nhẫn, thật chẳng lẽ muốn bản thân tàn sát thiên nhân tộc sao? Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt rơi ở thái thượng độ tiên thành trung ương khí vận thần thụ phía trên. Hắn trong nháy mắt một điểm, một đạo tuyệt thế sát phạt chi quang nộ xạ mà ra, bay thẳng khí vận thần thụ vị trí. Oanh, mắt thấy Tiêu Phàm công kích sắp tới gần khí vận thần thụ thời khắc, đột nhiên, một đạo bạch sắc quang hoa từ khí vận thần thụ phía dưới phóng lên tận trời, cùng sát phạt chi quang đụng vào nhau. Thiên địa ầm ầm kêu run, tinh đấu lay động, khủng bố tới cực điểm. Tiên tổ, thiên nhân tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả đều mừng rỡ như điên, quỳ rạp dưới đất, hướng về khí vận thần thụ vị trí triều bái. Đại thần thiên lại có thể tùy tiện hóa giải Tiêu Phàm công kích, hắn thực lực, tất nhiên so Tiêu Phàm hiếu thắng. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, hắn mặc dù biết là đại thần thiên ra tay, nhưng là, hắn vậy mà không cảm ứng được bất luận cái gì liên quan tới đại thần thiên tin tức. Tiêu Phàm, đi mau. Cũng vào lúc này, Tiêu Phàm bên tai truyền đến thiên phi thanh âm, đại thần thiên mặc dù còn chưa triệt để khôi phục, nhưng ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tiêu Phàm nhíu mày, mình không phải là đại thần thiên đối thủ. Chẳng lẽ đại thần thiên đã vượt qua Hỗn Nguyên Tiên Vương? Khả năng này rất lớn, dù sao hắn một bộ phổ thông phân thân, cũng có La Thiên Tiên Vương đỉnh tiêm chiến lực. Hoàng ma ở đâu? Tiêu Phàm truyền âm hỏi. Thiên phi trầm ngâm nói, hắn bị đại thần thiên phong ấn, nhốt ở đâu ta không biết, người tốt nhất mau chóng rời đi. Rời đi sao? Tiêu Phàm ngược lại là cũng không muốn hiện tại cùng đại thần thiên giao thủ. Dù sao hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Nhưng hắn không thể thả đảm nhiệm hoang ma mặc kệ. Đại thần thiên, ngươi chỉ dám làm rùa đen rút đầu sao? Tiêu Phàm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nửa bước La Thiên Tiên Vương khí tức bộc phát ra, quanh thân tiên khí lượn lờ. Ở sau lưng của hắn, đột nhiên ngưng tụ thành một đạo vạn dặm kiếm mang, tích góp lực lượng toàn thân, hung hăng hướng về thái thượng độ tiên thành chém đi. Đám người nhìn thấy đạo kiếm mang này, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Một kiếm này nếu như chạm ở trên thái thượng độ tiên thành, đoán chừng tử vong thiên nhân tộc chí ít cũng hàng vạn mà tính. Oanh, liền khi Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, thiên địa đột nhiên run rẩy kịch liệt lên. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại là nhìn thấy, thiên khung đã nứt ra một đạo to lớn khe hở, một mảnh mênh mông tử sắc thiên mộ chậm rãi hiển hiện ra. Không, chuẩn xác mà nói. Là thiên số chi nhãn. Thiên số chi nhãn, Tiêu Phàm cũng cực kỳ kinh ngạc. Thiên số chi nhãn, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Rất nhanh, Tiêu Phàm liền biết. Truyền văn, đại thần thiên không chỉ có trưởng quản lục đạo luân hồi bên trong thiên nhân đạo luân hồi lực lượng, hơn nữa còn chiếm được xúc sinh đạo luân hồi chi lực. Tiên cổ thời đại, thiên số chi nhãn sau khi chết, đại thần thiên dùng xúc sinh đạo luân hồi trợ giúp mới thiên số chi nhãn sinh ra. Thiên số chi nhãn mặc dù công bình công chính, nhưng hắn được hưởng lợi tại đại thần thiên. Bây giờ mình cũng ứng phó thiên nhân tộc, thiên số chi nhãn xuất thủ ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là Tiêu Phàm tương đối kinh ngạc chính là, thiên số chi nhãn vừa mới xuất hiện, vậy mà trực tiếp nhắm hắn, cuồn cuộn thiên uy đáp xuống, hướng về hắn mãnh liệt mà đến. Đại thần thiên, có thể điều khiển thiên số chi nhãn. Tiêu Phàm thở sâu, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Tiêu Phàm biết rõ thiên số chi nhãn rất khủng bố, nhưng lúc đó hắn thực lực thấp, căn bản không biết thiên số chi nhãn đến cùng khủng bố cỡ nào. Liền tựa như kẻ yếu, vĩnh viễn là không thể nào biết rõ cường giả danh giới cuối cùng. Mà bây giờ, hắn hiểu được. Hỗn Nguyên Tiên Vương, không sai, thiên số chi nhãn dĩ nhiên là Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh, hơn nữa còn là đỉnh cấp Hỗn Nguyên Tiên Vương. Hắn có chút may mắn tự mình tu luyện tiên kinh. Hơn nữa đến thiên giới trước đó,
đi một chuyến huyết u minh, đột phá đến hồng trần tiên vương viên mãn chi cảnh. Bằng không mà nói, bản thân chưa chắc là thiên số chi nhãn đối thủ. Tiêu Phàm, ngươi nhất định phải chết. Thánh thiên sứ nhìn thấy thiên số chi nhãn xuất thủ, lần nữa khôi phục tự tin, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy thương hại. Ngươi có mạnh hơn lại như thế nào, còn có thể mạnh hơn thiên số chi nhãn hay sao? Thân làm thiên số chi nhãn, vốn nên đại công vô tư, có thể nhưng ngươi biến thành người khác chó săn, đáng chém. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không tránh không lùi, trong mắt tinh quang lóe lên, hai đạo lợi mang bắn ra. Oanh, kinh khủng nổ vang truyền ra, hai người khí thế tại hư không va chạm mạnh, tản mát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Sau một khắc, để thánh thiên sứ mắt trợn tròn chính là, Tiêu Phàm trong mắt bắn ra lợi mang, vậy mà tốc độ không giảm, trực tiếp xông về phía thiên số chi nhãn. Thiên số chi nhãn hiển nhiên cũng không nghĩ đến, khí thế của mình, vậy mà không có chân áp lại một cái La Thiên Tiên Vương. Nó muốn tránh đều căn bản không kịp, thật sự là nó thể hình quá lớn. Phốc, hai đạo lợi mang bắn vào thiên số chi nhãn bên trong, xinh xinh xé ra hai đạo khe hở. Thiên số chi nhãn run rẩy kịch liệt, nó cái kia trong con mắt, vậy mà chảy xuôi máu tươi. Hiển nhiên, nó bị thương. Làm sao có thể, thánh thiên sứ bờ môi đều đang run rẩy, không thể tin được bản thân nhìn thấy. Đây chính là thiên số chi nhãn A, thiên địa cao cấp nhất tồn tại một trong. Nó lại bị Tiêu Phàm thương tổn tới. Lúc này mới bao lâu không gặp, Tiêu Phàm trở nên như thế biến thái. Ô ô thiên địa cuốn sạch lấy nghịch thiên cuồng phong, giống như thiên địa ở rên rỉ, lại dường như là thiên số chi nhãn hét giận dữ, chư thiên vạn giới đều có thể nghe được. Bị một con kiến hôi gây thương tích, thiên số chi nhãn làm sao bình tĩnh. Hắn thế nhưng là đại biểu cho thiên, chư thiên vạn giới, đều thụ nó khống chế. Chỉ một thoáng, thiên số chi nhãn dường như con người hơi hơi co rụt lại, đầy trời tử sắc lôi quang chiếu nghiêng xuống, lít nha lít nhít, răng đầy mỗi một tấc không gian. Không thánh thiên sứ tuyệt vọng gầm thét. Thiên số chi nhãn, đây là chuẩn bị đem hắn cũng cho giết sao. Hắn ra sức giãy giụa. Nhưng mà Tiêu Phàm một cái tay gắt gao bấm cổ của hắn, căn bản không tránh thoát được. Tiêu Phàm nhìn thấy đầy trời lôi quang chút xuống, sắc mặt không hề bận tâm, nhưng nội tâm cũng có chút không bình tĩnh. Phải biết, vừa rồi một kích kia cho dù không phải hắn toàn bộ lực lượng, nhưng cũng có năm thành uy lực. Cái này đã tương đương với gấp 6 lần phổ thông tiên vương cảnh uy lực, nhưng thiên số chi nhãn vẻn vẹn chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Thiên số chi nhãn mặc dù là đỉnh tiêm hỗn nguyên tiên vương, có thể thực lực tăng phúc, cũng liền không đến phổ thông tiên vương cảnh gấp 6 lần mới đúng. Nhưng hiện tại, thiên số chi nhãn bùng nổ khí tức, không sai biệt lắm chợt tăng gấp 1. Chuẩn xác mà nói, là phổ thông tiên vương cảnh 11 lần. Chẳng lẽ thiên số chi nhãn cũng tu luyện tiên kinh, bằng không mà nói, căn bản là không có cách giải thích. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một đạo tiên quang từ trên người hắn nở rộ. Hóa thành một đạo kết giới che ở trước người hắn. Ầm ầm, vô tận lôi quang điên cuồng công kích, điên cuồng đánh thẳng vào tiên quang kết giới run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn như cũ chặn lại lôi quang lăng lệ công kích. Thánh thiên sứ trợn to hai mắt, có loại chết sau sống lại cảm giác. Tiêu Phàm vậy mà chặn lại, hắn thực lực, thật vượt qua thiên số chi nhãn. Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh, xòe bàn tay ra, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn chuẩn bị rút kiếm giết tới. Tất nhiên thiên số chi nhãn bất công, vậy liền làm thịt thiên số chi nhãn. Tiêu Phàm, ngươi làm sao cùng thiên số chi nhãn đánh nhau? Đột nhiên, một thanh âm ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Tiên linh, Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ. Tâm thần chìm vào thể nội, xác thực nhìn thấy, tiên linh đã thức tỉnh, chỉ là khí tức trên thân cực kỳ suy yếu sao, tối đa cũng thì tương đương với thiên tôn cảnh mà thôi. Phải biết, nó trước đó thế nhưng là thiên vương cảnh A. Trước đó xảy ra chuyện gì, làm sao ta thực lực rớt xuống? Tiên linh không hiểu hỏi. Tiêu Phàm kinh ngạc. Tiên linh không nhớ rõ cùng 6 đạo ma ảnh chiến đấu sự tình. Đã xảy ra một chút sự tình, quay đầu cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn thấy, tiên linh quên đi, có lẽ đối với nó mà nói là một chuyện tốt. Dù sao, theo linh hoàng hoàn toàn chết đi, bây giờ nó, mới xem như nó chân chính bản thân. Tiên linh cũng không có hỏi tới, mà là đạo, ngươi lại có thể cùng thiên số chi nhãn một trận chiến. Chẳng lẽ ngươi cũng đột phá hỗn nguyên tiên vương? Không đúng, coi như ngươi là hỗn nguyên tiên vương,
cũng tuyệt đối không phải thiên số chi nhãn đối thủ. À, Tiêu Phàm bất ngờ, hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết, ta không phải thiên số chi nhãn đối thủ. Thiên số chi nhãn, nắm vững xúc sinh đạo luân hồi chi lực, lực lượng tăng phúc tăng gấp đôi. Tiên Linh giải thích nói, xúc sinh đạo luân hồi chi lực, có thể làm cho lực lượng tăng phúc tăng gấp đôi. Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi, càng nhiều hơn chính là không hiểu. Phải biết, hắn nhưng là tu luyện lục đạo luân hồi kinh, không chỉ là tại nắm giữ xúc sinh đạo luân hồi chi lực, còn có mặt khác năm đạo luân hồi chi lực. Thế nhưng là, hắn căn bản là không có cách để cho mình thực lực tăng gấp đôi a. Nói như vậy, có lẽ không chính xác, Tiên Linh suy nghĩ một chút nói, chuẩn xác mà nói, xúc sinh đạo luân hồi chi lực, có thể làm cho người bản nguyên đại đạo độ rộng đột phá cực hạn, đạt tới 6.000 mét rộng. Thiên số chi nhãn bản nguyên đại đạo, khẳng định tu luyện đến cực hạn, dù cho Hồng Mông Tiên Vương, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Hồng Mông Tiên Vương, Tiêu Phàm hơi kinh hãi. Chẳng lẽ, Hồng Mông Tiên Vương chính là vượt qua Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh giới sao? Hồng Mông Tiên Vương, bản nguyên đại đạo chiều dài vượt qua 9.000 mét, tiên chi lực sẽ chất biến thành Hồng Mông Tiên Lực, cường độ là tiên chi lực gấp 2. Chỉ có tu luyện tiên kinh người, ở khả năng ở sơ giai có được cùng đánh một trận tư cách. Tiên Linh giải thích nói, mặc dù nó bị mất linh hoàng tất cả ký ức, nhưng là, những tin tức khác, nó vẫn như cũ nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, hắn còn là lần đầu tiên từ Tiên Linh trong miệng, biết được liên quan tới Hồng Mông Tiên Vương sự tình. Khó trách cái kia 6 đạo ma ảnh cường đại như thế. Nguyên lai, bọn họ từng cái đều là Hồng Mông Tiên Vương. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, lục đạo luân hồi chi lực vậy mà cũng có được tiên kinh hiệu quả. Bất quá còn tốt, tiên kinh không chỉ có thể đánh vỡ bản nguyên đại đạo 3.000 mét cực hạn, hơn nữa xa xa không chỉ tăng gấp đôi. Chí ít, hắn hiện tại, vẫn là muốn so thiên số chi nhãn mạnh một chút xíu. Tiên Linh, ta nếu diệt thiên số chi nhãn, có thể lấy được hắn xúc sinh đạo luân hồi chi lực. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Tất nhiên thiên số chi nhãn đã hoàn toàn trở thành đại thần thiên chó săn, Tiêu Phàm đã không cần thiết lưu nó. Nói đến cùng, thiên số chi nhãn vẫn như cũ là chân chính sinh linh, thiên hạ đệ nhất thần thú. Chỉ cần là sinh linh, liền sẽ có tình cảm tồn tại. Có thể, Tiên Linh không chút nghĩ ngợi nói, bất quá, ngươi chưa hẳn giết chết được nó. Giết không chết, Tiêu Phàm có chút không tin tà, chỉ cần là sinh linh, liền không có giết không chết. Lúc trước hắc sắc thiên số chi nhãn, không phải cũng bị giết chết sao? Không đợi Tiên Linh mở miệng, Tiêu Phàm đem thánh thiên sứ ném vào thể nội thế giới, sách ngược lấy tu la kiếm phóng lên tận trời, lấy kiếm khí mở đường, đầy trời lôi quang nổ tung. Xa xa nhìn tới, một bóng người nghịch lôi quang giết đến tận cửu tiêu, tràng diện kinh khủng vô cùng. Nghịch loạn thương minh, một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm thể nội tiên chi lực mãnh liệt, ngưng tụ một đạo tuyệt thế kiếm khí, hung hăng đâm về phía thiên số chi nhãn. Kiếm quang diệu thế, phảng phất, thiên địa thất sắc, ảm đạm vô quang. Thiên nhân tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả đều ngã hút ngụm khí lạnh. Thiên số chi nhãn, đại biểu thế nhưng là trời ạ. Chẳng lẽ Tiêu Phàm muốn giết thiên, oanh long, cũng liền ở Tiêu Phàm kiếm mang chém ra thời khắc, một đạo bàn tay khổng lồ từ hư không bên trong dò ra, hướng về cái kia tuyệt thế kiếm khí chộp tới. Rốt cục nhìn không được xuất thủ sao, Tiêu Phàm sắc mặt phát lạnh, tốc độ không giảm mảy may, sát phạt chi khí nghịch thiên. Hôm nay, lão tử liền muốn giết thiên. Ai dám ngăn ta, trong phút chốc, tuyệt thế kiếm khí trực tiếp xé nát cái kia cự thủ, phương viên mấy ngàn trên ức dặm, toàn bộ đều hóa thành hỗn độn. Cùng lúc đó, thái thượng độ tiên thành vị trí, một đạo bạch quang nở rộ, hóa thành một đạo to lớn kết giới, đem toàn bộ thiên giới thủ hộ ở trong đó. Bằng không mà nói, toàn bộ thiên giới đều sẽ hủy ở Tiêu Phàm một kiếm này phía dưới. Bị cái kia cự thủ ngăn cản, Tiêu Phàm vẻn vẹn dừng lại chốc lát, liền lần nữa giết ra. Hắn toàn thân kích động tiên quang, giống như một tôn cái thế chảm tiên. Nhưng mà, hắn lại là đột nhiên phát hiện, vô cùng minh mông tử sắc thiên số chi nhãn, vậy mà hư không tiêu thất. Biến mất, Tiêu Phàm hoảng sợ, thiên số chi nhãn làm sao có thể hư không tiêu thất. Chẳng lẽ nó cũng biết sợ chết sao? Có lẽ nó cũng sợ chết, nhưng là, thiên số chi nhãn cho dù là rút đi, cũng có một cái quá trình, cần thời gian. Nhưng tử sắc thiên số chi nhãn, cứ như vậy đột ngột không thấy,
dường như căn bản chưa từng xuất hiện. Đột nhiên, Tiêu Phàm dư quang bên trong trống rỗng xuất hiện một bóng người, hắn đột nhiên quay đầu, thu hồi nhìn thấy hơn 10 dặm ngoài vạn dặm, một đạo áo trắng thân ảnh lăng không mà đứng. Một đôi con ngươi màu trắng, băng lãnh vô tình nhìn xem hắn, giống như lại nhìn một người chết. Đại thần thiên, Tiêu Phàm kinh ngạc, đạo kia thân ảnh trên người tán phát khí tức, vậy mà cùng lúc trước thấy qua đại thần thiên phân thân giống như đúc. Người này không phải đại thần thiên, lại có thể là ai? Nguyên bản Tiêu Phàm cho rằng đại thần thiên cũng chỉ là thông thường hỗn nguyên tiên vương mà thôi, mà giờ khắc này, Tiêu Phàm đẩy ngã phía trước phỏng đoán. Đại thần thiên trên người tán phát khí tức, vậy mà so thiên số chi nhãn còn mạnh hơn. Hồng Mông tiên vương, Tiêu Phàm, đi mau. Tiên linh đột nhiên lên tiếng kinh hô, hắn là Hồng Mông tiên vương. Tiêu Phàm sớm có phỏng đoán, nhưng nghe đến tiên linh xác nhận, hắn vẫn như cũ cực kỳ không bình tĩnh. Hắn cưỡng ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem đại thần thiên, xa xa tương đối. Không hổ là thời không tiểu tử kia coi trọng người, thật đúng là không sợ chết. Đại thần thiên lãnh đạm nhìn xem Tiêu Phàm, đôi tròng mắt kia, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tiêu Phàm, người còn lo lắng cái gì, chạy mau a. Tiên linh lớn tiếng hô quát, đều kém chút khóc lên. Đại thần thiên vốn là trưởng quản thiên nhân đạo luân hồi lực lượng, bản nguyên đại đạo độ rộng 89 phần 10 đạt đến 6.000 mét, hơn nữa Hồng Mông tiên lực cường độ. Hắn tăng phúc liền đạt đến gấp 12 lần, hơn nữa bản nguyên đại đạo chiều dài tăng phúc 1.8 lần, đây chính là gần 22 lần a. Mà Tiêu Phàm đây, hắn lại làm sao cường đại, cũng chỉ là La Thiên Tiên Vương mà thôi, tại sao có thể là đại thần thiên đối thủ? Cho dù tăng thêm 6 đạo ma ảnh, cũng đồng dạng không địch lại. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại làm cho như không nghe thấy tiên linh lời nói một dạng. Không phải hắn dọa đến không dám động, mà là hắn phát hiện đại thần thiên trạng thái có chút không đúng. Đại thần thiên vừa mới xuất hiện một sát na kia, đúng là vượt qua hỗn nguyên tiên vương khí tức, hắn chỉ ở tạp bản thân cùng 6 đạo ma ảnh trên người cảm thụ qua. Nhưng là, khí tức kia lại là lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không ổn định. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện đại thần thiên nhục thân có chút không đúng. Tiêu Phàm trong đầu toát ra một cái to gan ý nghĩ, đại thần thiên có lẽ đã xác thực chạm tới Hồng Mông tiên vương cảnh giới, nhưng tuyệt đối còn không có đột phá. Hắn lặng lẽ vận chuyển lục đạo luân hồi chi nhãn, quả nhiên phát hiện một chút kẽ hở. Hắn vậy mà không có nhục thân, Tiêu Phàm nội tâm kinh ngạc. Hắn đột nhiên nghĩ tới liên quan tới đại thần thiên một vài tin đồn, tiên cổ một trận chiến, đại thần thiên thụ thương thảm trọng, hủy diệt nhục thân. Hơn nữa, vẫn là loại kia vĩnh cửu tính hủy diệt. Bây giờ xem ra, lời đồn là thật. Mất đi thân thể đại thần thiên, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ không dám có bất kỳ khinh thường. Nhất là đại thần thiên mi tâm có một cái khép lại con mắt, vậy mà tràn ngập lục đạo luân hồi chi lực chấn động. Không, chuẩn xác mà nói, là xúc sinh đạo luân hồi chi lực chấn động. Đại thần thiên, người đời đều xem thường ngươi, ngươi lại đem thiên số chi nhãn sáp nhập vào bản thân thân thể, làm sao, ngươi muốn làm thiên sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn chằm chằm đại thần thiên nhất cử nhất động. Đại thần thiên nghe nói như thế, cũng không tiếp tục ẩn giấu, mi tâm con mắt bỗng mở ra, vậy mà lộ ra một cái con ngươi màu tím. Thật là thiên số chi nhãn. Tiêu Phàm nội tâm rung động, hắn chỉ là lung tung nói mà thôi, không nghĩ tới là thật. Đại thần thiên thật đúng là thật là lớn quyết đoán, liền thiên số chi nhãn đều luyện vào thể nội. Không hổ là tiên cổ thời đại ngày kia vạn tộc 6 đạo cự phách một trong. Khó trách hắn dám tính toán nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc, hắn quả thật có rất lớn lực lượng. Người xác thực có chút khôn vặt, nhưng là, người quá tự cho là đúng. Đại thần thiên nhàn nhạt mở miệng. Cất bước hướng về Tiêu Phàm đi tới. Tiêu Phàm hơi hơi nắm thật chặt kiếm trong tay, âm thầm trầm ngâm, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Đại thần thiên cường thế như vậy, rõ ràng không thích hợp a. So sánh ngươi mà nói, ta kém hơn nhiều. Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình chấn định lại, giơ lên tu la kiếm chỉ đại thần thiên nói, giao ra hoang ma, bằng không, hôm nay diệt ngươi thiên nhân tộc. Tiêu Phàm, ngươi còn cố ý chọc giận hắn làm cái gì? Tiên linh thất kinh kêu to, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Đây chính là đại thần thiên A, tiên cổ thời đại liền đạt tới được đỉnh phong tồn tại, cũng không phải cái gì A miêu A cầu. Liền bằng ngươi, đại thần thiên cực kỳ khinh thường,
chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo bạch sắc tiên quang bắn ra, giống như tuyệt thế kiếm khí, hướng về Tiêu Phàm nộ xạ mà ra, xé ra tinh không, chớp mắt liền đến Tiêu Phàm phụ cận. Bang, Tiêu Phàm cầm kiếm chống đối, tia lửa tung tóe, cả người trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ bốc lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tiêu Phàm toàn thân kịch chấn. Mạnh, quá mạnh, đây chính là đại thần thiên chân chính thực lực sao? Nếu như hắn nhục thân khôi phục, lại sẽ làm sao khủng bố? Đem tiên ma động bên trong có được đồ vật giao ra, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Đại thần thiên ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, thản nhiên nói. A Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, lau đi máu tươi trên khóe miệng, nói, muốn, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không mệnh tới bắt. Nói xong, Tiêu Phàm bỗng biến mất ở đáy mắt, cầm kiếm hướng về đại thần thiên đánh tới. Thiên nhân tộc tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm chủ động thẳng hướng đại thần thiên, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Tiêu Phàm là mạnh, nhưng mới rồi cùng đại thần thiên giao thủ, tùy tiện liền bị đánh bay, hiển nhiên không phải đại thần thiên đối thủ. Nếu là đổi lại những người khác, đã sớm chạy trối chết. Nhưng mà Tiêu Phàm chẳng những không chạy, lại còn dám chủ động xuất kích. Không chỉ là bọn họ, ngay cả đại thần thiên cũng có chút bất ngờ, nhíu mày. Mắt thấy Tiêu Phàm sắp tới gần thời khắc, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi thiên đao. Bang bang, đao kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng thanh âm the thé, vô cùng chói tai, hư không không ngừng vỡ nát, hỗn độn chi khí tràn ngập, đem toàn bộ thiên giới bao khỏa ở bên trong. Nếu không phải Thái Thượng Vãng Sinh trì che chở, thiên giới đoán chừng đều phải sụp đổ không thể. Hai người giao thủ tốc độ rất nhanh, nhất định chính là hai tia chớp, một đen một trắng. Trong tinh không nhanh chóng va chạm, hơn nữa càng ngày càng xa, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Vũ trụ, đao quang kiếm ảnh tàn phá bừa bãi, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, để người tuyệt vọng. Những nơi đi qua, từng mảnh tinh hà sụp đổ, vạn linh tịch diệt. Đây cũng là tuyệt đỉnh tiên vương thực lực, khủng bố không hiểu. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, tinh không bị đao mang cùng kiếm khí chém thành hai nửa, sau đó hai đạo bóng người đánh bay mà ra. Tiêu Phàm nắm lấy Tu La kiếm tay phải khẽ run, nhưng hắn trên mặt lại là tràn ngập hưng phấn, âm thầm trầm ngâm nói, đại thần thiên, xem ra cũng chỉ đến như thế. Không có khả năng, Hồng Mông Tiên Vương làm sao yếu như vậy. Tiên Linh cũng là kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm chẳng qua là La Thiên Tiên Vương mà thôi, vậy mà cùng Hồng Mông Tiên Vương cảnh đại thần thiên chiến bất phân cao thấp, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như thế. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì Hồng Mông Tiên Vương, chỉ ít bây giờ còn chưa phải là. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Nếu như Đại Thần Thiên là chân chính Hồng Mông Tiên Vương, vậy hắn thực lực, thế nhưng là phổ thông Tiên Vương cảnh 22 lần, hoàn toàn có thể nghiền ép Tiêu Phàm. Đương nhiên, Đại Thần Thiên mặc dù không có phóng ra một bước cuối cùng, nhưng là tuyệt đối chạm tới Hồng Mông Tiên Vương ngưỡng cửa. Bằng không mà nói. Trước đó đại thần thiên không có khả năng dễ dàng như thế đem hắn đánh bay. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, đại thần thiên vì sao vừa bắt đầu biểu hiện cực kỳ cường thế, bởi vì hắn căn bản không có chân chính nắm chắc chiến thắng bản thân, cho nên chỉ muốn dọa lùi Tiêu Phàm. Nếu không phải Tiêu Phàm tu luyện lục đạo luân hồi chi nhãn, nhìn không ra hắn sơ hở, có lẽ thật vẫn bị hắn hù dọa. Đại thần thiên, ta nói một lần chót, giao ra hoang ma. Tiêu Phàm cầm kiếm tiến lên. Tóc đen đầy đầu giống như ngàn vạn kiếm khí, tại hư không vũ động. Thăm dò ra đại thần thiên danh giới cuối cùng, hắn tự nhiên lại không e ngại. Quả nhiên không hổ là truyền thuyết tiên kinh. Đại thần thiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, liếm môi một cái, ý khí phấn phát nói, lão hủ nếu có được đến tiên kinh, tạp lại có sợ gì. Tiểu tử, người thật đúng là lão hủ tin mừng, người yên tâm, mặc dù hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, chư thiên vạn giới sinh linh, đều sẽ cảm kích ngươi. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm bỗng nhiên đã ngừng lại thân hình, trong lòng sinh ra một loại bất an mãnh liệt. Không tốt, Tiêu Phàm, lão già này tuyệt đối đang giả heo ăn hổ. Tiên Linh kinh hô một tiếng. Nói xong, đại thần thiên khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt mấy phần, mặc dù không có tăng gấp đôi, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Đại thần thiên lão gia hỏa này mặc dù không có đột phá Hồng Mông Tiên Vương, nhưng tuyệt đối một chân bước vào Hồng Mông Tiên Vương ngưỡng cửa, mà không phải vẻn vẹn đụng chạm đến. Nói một cách khác,
hắn thể nội tiên chi lực đã hướng về chân chính hồng mông tiên lực chuyển hóa. Mặc dù không có chuyển hóa xong, nhưng đối thực lực tăng phúc nhất định là có. Vừa rồi hắn cùng với đại thần thiên không phân cao thấp, có thể dù cho đại thần thiên thực lực lại tăng thêm 3 điểm, đó cũng không phải là hắn có thể địch. Chỉ một thoáng, tinh không triệt để bạo động, phương viên vô số vạn dặm toàn bộ vỡ nát, triệt để quy về hỗn độn, giống hệt khai thiên tích địa. Thiên uy hạo đáng, cực kỳ kinh khủng, có thể chết ở lão hủ trong tay, người chết cũng nhắm mắt. Đại thần thiên nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, đại thần thiên bỗng tại chỗ biến mất, chớp mắt liền đến Tiêu Phàm phụ cận. Phịch một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm trực tiếp bị một đao chém bay ra ngoài, hoàng kim máu me tung tóe, nhục thân đều cơ hồ bị chém thành hai đoạn. Tiêu Phàm sắc mặt trắng bạch, cực lực khôi phục nhục thân, liền thi triển tu la cửu biến, khiến cho nhục thân đạt tới cực hạn. Vô dụng, ở chân chính thực lực trước mặt, mọi thứ đều là yếu đuối. Đại thần thiên cười nhạt một tiếng, lách mình lần nữa xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Nhanh, quá nhanh, đây mới thực sự là thuộc về đỉnh tiêm hỗn nguyên tiên vương tốc độ, để Tiêu Phàm đều có chút theo không kịp. Bang, thiên đao chạm tại Tiêu Phàm trên người, vĩnh hằng tiên thể vậy mà cũng nứt ra một đường vết rách, máu tươi bắn tung tóe. Tiêu Phàm bay ngược mấy chục vạn dặm mới đứng vững thân hình, trên mặt đều là kinh hãi. Tiên kinh tuy mạnh, nhưng còn không đủ để hắn vượt qua hỗn nguyên tiên vương cảnh chiến đấu. Tiêu Phàm thở sâu, ánh mắt lấp lóe. Đừng suy nghĩ, ngươi trốn không thoát đâu. Đại thần thiên tràn đầy tự tin, một bộ ăn chắc Tiêu Phàm bộ dáng. Tiên ngục, theo đại thần thiên một tiếng quát nhẹ, tinh không đột nhiên đã nứt ra một đạo to lớn thời không liệt phùng, một cái con mắt màu tím lần nữa xông ra. Từng đạo tử sắc lôi đình vương vãi xuống, xen lẫn thành một chương to lớn lôi đình lưới lớn, phong bế tứ phương hư không. Tiên ngục, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười tà, thật đúng là khẩu khí thật lớn, liền tiên đâu nghĩ vây khốn sao. Đại thần thiên, đây chính là lực lượng. Đại thần thiên hơi hơi nhíu mày. Lúc này, Tiêu Phàm lại còn cười được, chẳng lẽ, hắn còn có cái gì át chủ bài hay sao? Liền xem như át chủ bài, cũng không khả năng rút ngắn cùng mình chênh lệch, dù sao, hắn đã triển lộ qua tiên kinh. Trên đời không có khả năng có cái gì so tiên kinh còn cường đại hơn. Con vịt chết mạnh miệng, đại thần thiên cười lạnh một tiếng. Tiêu Phàm không để ý đến đại thần thiên khinh thường, tiếp tục nói, ta xác thực đánh giá thấp ngươi, vốn cho là ngươi chỉ là để thiên số chi nhãn được hưởng lợi với ngươi. Không nghĩ tới nhưng ngươi luyện hóa thiên số chi nhãn, nhưng dù vậy, cũng chỉ bất quá tương đương với thêm một cái hỗn nguyên tiên vương mà thôi. Khẩu khí thật lớn, vô chi, thực sự là thật đáng buồn. Đại thần thiên lắc đầu. Hắn thấy, Tiêu Phàm đã là bị sợ ngốc, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nhà một cái hồng trần tiên vương mà thôi, lúc nào liền hỗn nguyên tiên vương đều không coi vào đâu. Hỗn nguyên tiên vương mà thôi, ngươi có tư cách gì xem nhẹ hỗn nguyên tiên vương? Tốt a, ngươi quả thật có đối chiến hỗn nguyên tiên vương thực lực, nhưng là, thiên số chi nhãn chẳng qua là ngăn cản ngươi chạy trốn mà thôi. Ngươi đối thủ chân chính, là lão tử. Đại thần thiên, ngươi có nghe nói qua so thiên số chi nhãn càng mạnh đồng thuật? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Càng mạnh đồng thuật, đại thần thiên tự nhiên là biết rõ, nhưng cũng chính là biết rõ, đối Tiêu Phàm càng thêm khinh thường lên, chẳng lẽ, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, ngươi còn tu luyện tiên đồng. Thời gian mười mấy năm, Tiêu Phàm từ thiên vương cảnh đạt tới nửa bước la thiên tiên vương, đã cực kỳ nghịch thiên, lại làm sao có thể tu luyện ra tiên đồng đây? Chỉ là sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết, cả người trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Tiêu Phàm con ngươi, đột nhiên đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Trong hốc mắt vậy mà hiện lên một đôi trọng đồng, hơn nữa mỗi một cái trong con mắt, có sáu đầu nhan sắc khác nhau câu ngọc trạng đường vân, nhiếp nhân tâm phách. Không đợi đại thần thiên mở miệng, Tiêu Phàm trong hai con ngươi, bỗng bắn ra lục thải quang mang, bay thẳng tử sắc thiên số chi nhãn đi. Hỗn trướng, đại thần thiên kinh hô không thôi, giơ đao nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Cũng không tiếp tục để ý tử sắc thiên số chi nhãn, mà là nhìn về phía đại thần thiên. Cái kia lục thải quang mang giống như tia laser, trong nháy mắt rơi vào đại thần thiên trên người. Oanh, đại thần thiên cầm đao chống đối, nhưng vẫn như cũ bị sáu màu tiên mang đánh bay ra ngoài, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, dư quang lại là nhìn thấy,
thiên số chi nhãn run rẩy kịch liệt, phát ra trận trận thanh âm thê lương. Cái kia sáu màu tiên mang ở bắn vào thiên số chi nhãn về sau, bỗng hóa thành hai cái sáu màu vòng xoáy, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Mênh mông thiên số chi nhãn, dường như một bức tranh quyển, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Cứ tiếp như thế, thiên số chi nhãn chắc chắn phi hôi yên diệt. Đại thần thiên cũng dường như nhận lấy cực lớn phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch tới cực điểm. Hắn sắc mặt hung ác, đột nhiên để đao phóng tới thiên số chi nhãn, đao mang nở rộ, mạnh mẽ đem sáu màu vòng xoáy chung quanh con ngươi cắt xuống. Tráng sĩ chặt tay, không, cái này có thể so sánh tráng sĩ chặt tay còn thống khổ hơn vô số lần. Phải biết, đây chính là tương đương với hắn con mắt. Mà hắn, không thể không đem ánh mắt của mình dùng đao mổ mở, trong đó đau đớn, rất khó tưởng tượng. Hô, thiên số chi nhãn lần nữa biến mất, mà đại thần thiên mi tâm, lại là xuất hiện lần nữa một cái khép lại thụ đồng. Đại thần thiên làm sao cũng không nghĩ đến, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên số chi nhãn, lại bị Tiêu Phàm hoàn toàn khắc chế. Muốn dựa vào thiên số chi nhãn phong cấm Tiêu Phàm đường lui, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, bất quá, ta không tin ngươi tiên đồng có thể một mực sử dụng. Đại thần thiên lại không phía trước phong độ, trở nên hết sức dữ tợn. Ngươi có thể chạy, ta cũng sẽ không truy sát ngươi, nhưng là, tiên ma giới người chạy không được. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Đại thần thiên thi triển thiên số chi nhãn, không phải là vì ngăn cản mình chạy trốn sao? Thiên số chi nhãn hiển nhiên là không ngăn cản được hắn, nhưng đại thần thiên lời nói, theo so sánh thiên số chi nhãn phải mạnh hơn. Lấy đại thần thiên thực lực, tiên ma giới tu sĩ tuyệt không phải hắn một đòn địch. Hắn có lẽ có thể chạy trốn, thậm chí nhớ lại đến tiên ma giới còn có thể điều động vạn linh chi lực, nhất định có thể ngăn cản tiên đại thần thiên. Nhưng là, chỉ cần hắn chạy trốn, đại thần thiên nhất định sẽ thẳng hướng tiên ma giới, điểm này, Tiêu Phàm không chút nghi ngờ. Hắn dĩ nhiên tốc độ không chậm, nhưng hắn lại nhanh cũng nhanh bất quá đại thần thiên. Chờ hắn chạy về tiên ma giới, đoán chừng đã sớm bị đại thần thiên tàn sát không còn. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, đại thần thiên lần nữa cười đắc ý. Ngươi dám diệt tiên ma giới, ta liền diệt thiên giới, ai sợ ai. Tiêu Phàm hừ lạnh cười một tiếng, hắn không thích nhất người khác uy hiếp bản thân, nhưng lại không thể không thừa nhận, đại thần thiên đánh tới hắn uy hiếp. Người đại khái có thể diệt thiên giới, nếu không, chúng ta so một lần, xem ai tốc độ càng nhanh. Đại thần thiên không thèm để ý chút nào nói. Tiêu Phàm một trận trầm mặc. Hắn một chút cũng không nghi ngờ đại thần thiên mà nói, lão bất tử này, tuyệt đối sẽ không quan tâm thiên giới thiên nhân tộc tu sĩ sống chết. Bằng không mà nói, lúc trước hắn cũng sẽ không phản bội nhân tộc cùng yêu tộc. Đại thần thiên, tuyệt đối là một cái tuyệt tình người. Hô! Tiêu Phàm thở sâu, trầm giọng nói như vậy, ngươi là bức ta không thể không giết ngươi. Thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Đại thần thiên cười nhẹ lắc đầu, dường như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười. Tiêu Phàm tất cả át chủ bài, hắn đều kiến thức qua. Ngoại trừ lục đạo luân hồi chi nhãn nhường hắn vô cùng kiêng kỵ, thủ đoạn khác trong mắt hắn, đều không chịu nổi một kích. Nói xong, Tiêu Phàm lần nữa đánh tới. Đại thần thiên khinh thường cười một tiếng. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm chẳng qua là một cái hơi có thể nhảy nhót một hồi run rế, nhưng hắn tốn nhiều một chút thời gian mà thôi. Hắn không lùi mà tiến tới, trường đao trong tay vũ động, lần nữa cùng Tiêu Phàm kịch liệt đụng vào nhau. Tiêu Phàm xuất thủ càng lúc càng nhanh, tu la kiếm vũ động, từng đạo thông thiên kiếm khí, tinh thần liên miên bị chém xuống, hóa thành kiếp cho. Nhưng mà, đại thần thiên lại nhẹ nhõm chặn lại Tiêu Phàm mỗi một đạo công kích. Hắn vẻ mặt thong dong, dường như không nghĩ là nhanh như thế giết chết cái này run rế, phải thật tốt trêu đùa một lần. Đương nhiên, hắn lo lắng chính là Tiêu Phàm thôi động lục đạo luân hồi chi nhãn công kích, một khi bị đánh trúng, hắn không chết cũng sẽ trọng thương, thiên số chi nhãn chính là ví dụ tốt nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh một canh giờ. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Trái lại đại thần thiên. Càng ngày càng nhẹ nhàng thoải mái. Tốt, chơi cũng không xê xích gì nhiều. Đại thần thiên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Hắn thế tất yếu lấy được Tiêu Phàm tiên kinh, Tiêu Phàm giờ phút này nhìn qua đã hết sức yếu ớt, chính là bắt lấy hắn thời cơ tốt nhất.
nếu không, hắn căn bản không cần thiết dây dưa lâu như vậy. Là không sai biệt lắm, Tiêu Phàm cũng đồng thời lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm trên người xuất hiện mấy đạo ma ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Đại Thần Thiên bốn phía. Cái gì? Đại Thần Thiên sắc mặt biến hóa, còn cho rằng mắt mình hoa. Ở hắn quanh thân, vậy mà trống rỗng xuất hiện 6 đạo ma ảnh, hơn nữa mỗi một đạo ma ảnh đều tản ra tuyệt thế kinh khủng khí tức. Không đợi hắn kịp phản ứng, 6 đạo ma ảnh nhao nhao kết ấn, tiên lực quay cuồng, hóa thành từng đạo tiên quang, xen lẫn thành một đạo kết giới, đem Đại Thần Thiên vây ở trung ương. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, nơi nào có nửa điểm không còn chút sức lực nào bộ dáng. Lục đạo luân hồi trận, Đại Thần Thiên con ngươi kịch liệt co vào, kinh hô không thôi. Cái gì gọi là lục đạo luân hồi trận, có được thiên nhân đạo luân hồi lực hắn, lại biết rõ rành rành. Trận này lúc trước thế nhưng là có thể trấn áp tạp A, nếu không, ngày kia vạn tộc đoán chừng đã sớm hủy diệt. Nếu như nói, thế gian còn có thứ gì có thể làm cho hắn e ngại, lục đạo luân hồi trận tuyệt đối có thể xếp tại đệ nhị, đệ nhất thì là tạp. Người vậy mà chiếm được hoàn chỉnh lục đạo luân hồi chi lực. Đại Thần Thiên vẻ mặt không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Cũng khó trách hắn như thế kinh hãi, phải biết, thiên nhân đạo luân hồi lực lượng thế nhưng là trong tay hắn a, Tiêu Phàm làm sao có thể nắm vững. Hơn nữa, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Phàm nắm trong tay lục đạo luân hồi chi lực, xa so với hắn quản lý nắm trong tay còn mạnh hơn. Người cũng coi là luân hồi chi lực, Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường. Đại Thần Thiên nắm trong tay thiên nhân đạo luân hồi lực lượng, chẳng qua là tạp bản thân tu luyện ra lục đạo luân hồi chi lực mà thôi. Mà hắn nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực, chính là tu luyện lục đạo luân hồi kinh đản sinh. Như vậy cũng tốt so, Tiêu Phàm chính là sơ đại huyết mạch, mà Đại Thần Thiên thì là đời hai huyết mạch, căn bản không phải cùng một cái cấp độ. Đại Thần Thiên, dừng ở đây rồi. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, chậm rãi giơ lên trong tay chi kiếm, tiên lực cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đạo tuyệt thế kiếm khí, chém về phía Đại Thần Thiên. Chậm đã, Đại Thần Thiên bị lục đạo luân hồi trận chấn áp, cả người dường như bị một cỗ vô thượng vĩ lực trói buộc, muốn động đậy đều phải sử dụng tất cả vốn liếng. Phải biết, trận này lập nên đỉnh phong chiến tích, chính là từ bọn hắn tiên cổ 6 đại cự phách thôi động, chấn áp tạp bản ngã. Đại Thần Thiên mặc dù một cước bước vào Hồng Mông Tiên Vương cảnh, nhưng so với tạp, lại tính là cái gì đây? Để cho Đại Thần Thiên kinh hãi là, Tiêu Phàm thúc dục lục đạo luân hồi trận so với bọn hắn lúc trước thi triển càng thêm hoàn chỉnh cùng cường đại. Giao ra hoang ma, cho ngươi thống khoái. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, kiếm trong tay tùy thời chuẩn bị chém xuống. Đại Thần Thiên cau mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, ngươi nói lời giữ lời. Ngươi không tư cách cò kè mặc cả, Tiêu Phàm quát lạnh nói. Đại Thần Thiên tức giận không thôi, cảm nhận được hết sức xấu hổ. Bản thân đường đường nửa bước Hồng Mông Tiên Vương, liên tưởng muốn chết thống khoái đi cũng không được sao. Bất quá, hắn sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Mặc dù bị lục đạo luân hồi trận chấn áp, nhưng hắn cũng biết, Tiêu Phàm muốn giết chết bản thân, không khác nói mơ giữa ban ngày. Cùng Tiêu Phàm dây dưa tiếp, còn không bằng đáp ứng điều kiện của hắn. Chỉ cần mình đột phá Hồng Mông Tiên Vương, cho dù Tiêu Phàm có được lục đạo luân hồi trận lại như thế nào, hắn chung quy là một cái Hồng Trần Tiên Vương mà thôi. Thở sâu, Đại Thần Thiên lấy tay vung lên, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngoại trừ hoang ma còn có thể là ai? Chỉ là, hoang ma đã triệt để hôn mê, bất quá Tiêu Phàm có thể cảm nhận được hoang ma trên người sinh cơ. Hắn mặc dù gặp to lớn tàn phá, nhưng cuối cùng còn có một hơi. Có lẽ cũng là Đại Thần Thiên biết rõ hoang ma thân phận không đơn giản, giữ lại hắn một cái mạng, về sau có thể có chút tác dụng. Đại Thần Thiên một trưởng vỗ ở hoang ma sau lưng, hoang ma thân thể lập tức như là sao băng vào tới Tiêu Phàm. Tự tìm cái chết, Tiêu Phàm tức giận, vội vàng hướng về hoang ma chộp tới. Tiểu tử, lần sau gặp lại ngươi, giết không tha. Đại Thần Thiên gầm thét một tiếng, thừa dịp Tiêu Phàm không sẵn sàng, trong nháy mắt tránh thoát lục đạo luân hồi trận chấn áp chi lực, một đao choàng tại màn sáng phía trên, cấp tốc xuyên ra ngoài. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, Đại Thần Thiên đã biến mất ở chân trời. Mỗi cái muốn giết ta người đều nói như vậy, đáng tiếc, cuối cùng đều đã chết. Tiêu Phàm khuôn mặt băng lãnh, hơi có chút trắng bệch.
thôi động 6 đạo ma ảnh thi triển lục đạo luân hồi trận, đối với hắn mà nói, tiêu hao rất nhiều. Nếu như đại thần thiên cùng hắn giằng co, cuối cùng xui xẻo tất nhiên là hắn. Nhìn trước mắt hoang ma, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, trong nháy mắt một điểm, thôi động ngụy tiên chủng bên trong tu la đạo luân hồi chi lực lực lượng thịt chui vào hoang ma mi tâm. Chỉ chốc lát sau, hoang ma thể nội sinh cơ trở nên phồn vinh mạnh mẽ lên, không bao lâu liền thức tỉnh. Tiêu Phàm, hoang ma vẻ mặt mờ mịt, ngay sau đó có chút không thể tin, bỗng nhiên hù dọa, đại thần thiên đây. Trốn, Tiêu Phàm nhíu mày, khó chịu nói, ngươi chào hỏi không đánh liền đến thiên giới tự tìm cái chết, thật sự cho rằng đại thần thiên không dám giết ngươi sao. Hoang ma trong lòng ấm áp, ngay sau đó thật dài hít vào một hơi. Chờ chút, ngươi nói đại thần thiên trốn. Hoang ma hậu chi hậu giác, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, hắn nhưng là đã một chân bước vào hồng mông tiên vương cảnh, ngươi. Cũng khó trách hoang ma như thế kinh hãi, Tiêu Phàm trước khi bế quan vẫn chỉ là chuẩn tiên vương A, chẳng lẽ hắn đã đột phá tiên vương cảnh. Nhưng cho dù đột phá tiên vương cảnh, cũng không khả năng là đại thần thiên đối thủ A. Tiêu Phàm không nghĩ giải thích nhiều, nói tránh đi, ngươi một thân một mình tiến về thiên giới làm cái gì. Ai hoang ma thật sâu thở dài. Giải thích nói, người bế quan không lâu, ta thu đến sư tôn tin tức truyền đến, để cho ta tiến về thiên giới điều tra. Điều tra cái gì? Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn nhưng là biết rõ, đại vô thiên ma đã tiến về tiên cấm kiếp địa, hắn vậy mà lần nữa trở về, nhất định là không được đại sự. Hoang ma do dự một chút, vẫn là nói, người biết tạp phân thân A. Cái này cùng tạp phân thân có quan hệ gì? Tiêu Phàm yên lặng. Tu luyện lục đạo luân hồi kinh hắn. Thậm chí tạp khủng bố, dù chỉ là một bộ phân thân, dù sao, tạp đã từng thế nhưng là tu luyện ba bộ tiên kinh. Sư tôn nói, tạp một bộ phân thân có khả năng rất lớn tiềm phục tại thiên nhân tộc. Hoang ma trầm giọng nói, ngữ khí hết sức ngưng trọng, hơn nữa, đây là thời không lão nhân đoán kết quả. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, đột nhiên nhìn về phía đại thần thiên rời đi phương hướng, rơi vào trong trầm tư. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mở miệng hỏi, người cha được cái gì? Đối mặt tạp phân thân, hắn không thể không nghiêm túc đối phó. Dù sao, đây chính là mỗi cái thời đại hắc thủ sau màn, vạn linh đại kiếp. Vừa bắt đầu không tra được cái gì, thiên nhân tộc một giới đều rất bình thường, bất quá, thiên nhân tộc nội tình lại là vượt qua dự liệu của ta. Hoang ma nhớ lại bản thân thu thập được tin tức, nói, người biết không, thiên nhân tộc khả năng không chỉ có được một chi cường đại tổ vương quân đoàn, còn vô cùng có khả năng có được một chi tiên vương quân đoàn. Tiên vương quân đoàn, Tiêu Phàm khóe miệng co quắp một trận, tin tức này, thực sự quá rung động. Phải biết, bất kỳ một cái nào tiên vương cảnh, phóng nhãn chư thiên vạn giới, thậm chí ở mỗi một cái thời đại, đều là một phương cự phách, đỉnh tiêm chí cường. Nhưng thiên nhân tộc, vậy mà có được dạng này một chi quân đoàn, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Có bao nhiêu nắm chắc, Tiêu Phàm hít một hơi dài, trịnh trọng hỏi. Sáu thành, hoang ma suy nghĩ một chút nói. Ta dựa theo thời không lão nhân đoán tin tức, cuối cùng khóa chặt thái thượng độ tiên thành khí vận Vân Hải. Lúc đầu ta là chuẩn bị rời đi, nhưng lại có chút không cam tâm, cuối cùng ta vẫn là tiến nhập khí vận Vân Hải dò xét. Nhưng ai ngờ, mới vừa tiến vào khí vận Vân Hải, liền bị hai người chế phục, hai người kia thực lực rất mạnh, hoàn toàn không kém gì thánh thiên sứ. Bất quá có một chút khác biệt, bọn họ không có bất kỳ cái gì tình cảm, ánh mắt cũng trống rỗng hết sức. Coi ta tỉnh lại thời khắc, liền gặp được đại thần thiên, không, chuẩn xác mà nói, là đại thần thiên linh hồn, người cũng biết, hắn nhục thể hủy ở tiên cổ thời đại. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn dùng lục đạo luân hồi chi nhãn từng điều tra, đại thần thiên xác thực không có nhục thân. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, có thể từ khía cạnh chứng minh đại thần thiên tuyệt thế khủng bố. Hắn linh hồn phân thân rất hư ảo, hơn nữa rất không ổn định. Hoang ma tiếp tục nói, chủ yếu nhất là. Hắn lúc ấy trên người tán phát khí tức. Nói đến đây, hoang ma thân thể có chút phát run. Khí tức thế nào, Tiêu Phàm hận không thể một bàn tay chụp chết hoang ma, người nhà có thể hay không đem một câu nói xong. Bất quá, hắn cũng biết hoang ma không phải cố ý thừa nước đục thả câu, mà là hắn vẫn như cũ khiếp sợ không gì sánh nổi lúc ấy nhìn thấy. Hắn khí tức, cùng tạp giống như đúc, hoang ma run giọng nói. Tiêu Phàm nghe vậy, trợn mắt hốc mồm. Hoang ma là gặp qua tạp ý thức thể, tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Kể từ đó, há chẳng phải là nói rõ, đại thần thiên khả năng đã không phải là chính hắn,
mà là tạp phân thân. Đại thần thiên linh hồn chi thể bị tạp phân thân đoạt xá. Tiêu Phàm yên lặng, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được tin tức này. Nhưng mà, khi hắn nghe được Hoang Ma lời kế tiếp lúc, Tiêu Phàm càng là giống như sét đánh. Không, chấm, Hoang Ma lắc đầu, ngữ không kinh chết người không thôi nói, không phải đại thần thiên bị đoạt xá, mà là hắn đoạt xá tạp phân thân. Tạp phân thân, bị đại thần thiên đoạt xá. Tiêu Phàm ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được tin tức này. Làm sao có thể, tạp phân thân, thực lực tất nhiên không thua đỉnh tiêm hỗn nguyên tiên vương, thậm chí là đỉnh tiêm hồng mông tiên vương, mà đại thần thiên vừa rồi triển lộ thực lực, cũng không có cường đại đến có thể trấn áp tạp phân thân cấp độ A. Nếu như hắn dung hợp tạp phân thân lực lượng, tuyệt đối có thể bước vào hồng mông tiên vương cảnh. Ta biết ngươi không thể nào tiếp thu được, lúc ấy ta cũng không thể nào tiếp thu được. Hoang Ma đắng chát cười một tiếng, nhưng khả năng này là lớn nhất, hắn ngay lúc đó ngữ khí, không giống như là tạp. Bất quá, ta có thể cảm nhận được, đại thần thiên hẳn là vẫn không có thể triệt để luyện hóa tạp phân thân lực lượng, chỉ ít hắn cho áp lực của ta, không có tạp ý thức thể mạnh. Tiêu Phàm gật gật đầu, cưỡng ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Hoang Ma không có khả năng tại việc này bên trên nói láo, mặc dù đại thần thiên đối với Hoang Ma mà nói đã rất mạnh mẽ. Nhưng là tạp loại kia đặc biệt uy áp, không phải mỗi người đều có thể có. Xem ra chúng ta đều khinh thường đại thần thiên. Tiêu Phàm thở sâu, nhìn qua đại thần thiên rời đi phương hướng thật lâu thất thần. Kỳ thật ta ngược lại cảm thấy cái này không nhất định là chuyện xấu. Hoang Ma đột nhiên cười nói, ngươi cảm thấy, tạp phân thân, là dễ dàng như vậy giết chết sao? Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn không biết đại thần thiên cùng tạp phân thân chân chính thực lực, không cách nào phán đoán. Cha ta từng nói, tạp phân thân, thực lực không thua hồng mông tiên vương. Hoang Ma híp hai mắt nói, lúc trước, bọn họ 6 người, trừ bỏ luân hồi lão nhân bên ngoài, cũng chỉ là hỗn nguyên tiên vương mà thôi. Cho dù luân hồi lão nhân, cũng bởi vì thiên cổ thời đại thương tổn tới căn bản, thực lực không ở đỉnh phong. Bình thường mà nói, bọn họ 6 người, là đủ để chiến thắng tạp phân thân, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Thái cổ nhất chiến, bọn họ đưa tới tạp phân thân, cuối cùng nếu không phải kiếm chủ lấy sinh mệnh làm đại giá trọng thương tạp phân thân, bọn họ khả năng đều có nguy hiểm đến tính mạng. Đại thần thiên mặc dù không yếu, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào là cha ta bọn họ 6 người liên thủ địch. Tiêu Phàm gật gật đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, người ý tứ là, đại thần thiên không có khả năng tiêu diệt tạp phân thân, còn có thể bị tạp phân thân đoạt xá. Không sai, Hoang Ma cười cười, quá trình này hẳn là sẽ không quá nhanh, vô luận ai sống ai chết, cuối cùng bao nhiêu cái đối thủ, hơn nữa còn có khả năng lưỡng bại câu thương. Thiếu một cái hồng mông tiên vương, nhiều hơn một cái hỗn nguyên tiên vương, tiên cấm kiếp địa áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Điểm này Tiêu Phàm ngược lại là hết sức tán đồng. Hồng mông tiên vương cùng hỗn nguyên tiên vương thực lực, chênh lệch hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Đúng rồi, người biết lão nhân coi mộ vì sao rời đi sao? Tiêu Phàm lại nói, tiền bối rời đi, lần này đến phiên Hoang Ma kinh ngạc, ta trước khi rời đi, hắn vẫn còn ở A. Hơn nữa ta còn thấy hắn một mặt. Ngươi có thể nói tới thiên giới sự tình. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Nói, Hoang Ma không có giấu giếm, bỗng trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, nói, ngươi nói, lão nhân coi mộ tiền bối, có phải hay không tiến về tiên cấm kiếp địa? Tiên cấm kiếp địa, Tiêu Phàm nhíu mày. Cho đến bây giờ, hắn đều không biết tiên cấm kiếp địa ở chỗ nào. Hắn chỉ là biết rõ, nơi đó, phong cấm hỗn độn tiên linh tộc cùng khư tộc. Ngày kia vạn tộc cường giả, đều tại nơi đó liều chết vật lộn. Nếu không, chư thiên vạn giới lại có thể trường tồn đến nay. Nhất định là, Hoang Ma hít một hơi dài, trước đó sư tôn ta không phải đi tìm ta sao, tiên cấm kiếp địa tình huống rất không lạc quan, bọn họ chưa hẳn chống đỡ được. Đại vô thiên ma bọn họ cũng đỡ không nổi. Số cổ cường giả không đều tại nơi đó sao? Tiêu Phàm hoảng sợ, có chút không thể tin được. Nếu là bọn họ cũng đỡ không nổi. Cái kia một khi phá khai phong cấm, tiên ma giới chẳng phải là phiền toái. Số cổ cường giả là ở nơi đó, nhưng là, Hoang Ma đắng chát cười một tiếng, lời nói xoay chuyển nói, những cái kia cường giả đỉnh cao có thể không ở, tỉ như thời không lão nhân, luân hồi lão nhân, còn có đấu thiên, minh vương bọn họ. Bọn họ lúc trước cùng tạp phân thân liều mạng tranh đấu, mặc dù cuối cùng thành công đánh nát tạp phân thân, nhưng bản thân cũng lâm vào ngủ say.
Tiêu Phàm cau mày, trầm ngâm mấy tức mới nói, bọn họ đều ngăn cản vô số tuế nguyệt, vì sao đột nhiên sẽ bị Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc nghịch chuyển? Ta hỏi qua sư tôn, có khả năng rất lớn, tạp một bộ phân thân liền ngủ say ở tiên cấm kiếp địa, hơn nữa sắp thức tỉnh. Hoang Ma thở sâu, sắc mặt có chút khó coi, không chỉ có như thế, một lần này, tạp ba bộ phân thân có khả năng đồng thời thức tỉnh, một khi bọn họ hợp lực, tất nhiên sẽ mở ra thời không chi hà bên trên lục đạo luân hồi chi lực. Bọn họ nếu là có thực lực này, thái cổ mới bắt đầu liền có thể làm được a. Tiêu Phàm có chút không tin. Vậy không giống nhau, lúc trước tạp ba bộ phân thân, thực lực cũng không mạnh. Hoang Ma đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Tiêu Phàm nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, nghĩ tới một loại khả năng. Ngươi sẽ không nói cho ta, tạp phân thân còn có thể tu luyện a. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Sự thật chính là như thế. Hoang Ma sắc mặt giống như ăn chuột chết một dạng khó chịu, đây cũng là tạp kinh khủng nhất địa phương, ai biết hắn đến cùng có bao nhiêu phân thân. Nếu như hắn thật dẫn đầu Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc giết ra tiên cấm kiếp địa, tuyệt đối là vạn tộc tai nạn. Mà chúng ta phòng tuyến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có thời không chi hà phía trên lục đạo luân hồi phong ấn. Một khi lục đạo luân hồi phong ấn phá mở, Hỗn Độn Tiên Linh tộc cùng Khư tộc những cái kia đỉnh tiêm tiên vương đều sẽ xuất hiện, đó mới là vạn tộc tai nạn. Tiêu Phàm hô hấp trở nên dồn dập lên, hắn biết rõ, tình huống đã đến 10 điểm nguy cấp cấp độ. Đừng nhìn tiên ma giới an nhàn hết sức, có thể trên thực tế, một chuôi huyết đao, đã gác ở tiên ma giới tất cả tu sĩ đỉnh đầu, tùy thời đều có thể chém xuống. Tiêu Phàm cũng tin tưởng, tạp tuyệt đối có dạng này thực lực. Dù sao, đây chính là đồng thời tu luyện ba bộ tiên kinh tồn tại a. Bất quá, sư tôn nói cho ta, bọn họ đã đang nghĩ biện pháp. Hoang Ma lại nói, thời không lão nhân, luân hồi lão nhân. Còn có Tu La Tổ Ma bọn họ đều đang tìm kiếm tạp phân thân, có lẽ không bao lâu liền sẽ trở về. Ta trước đó gặp qua Tu La Tổ Ma, Tiêu Phàm bổ sung một câu. Cái gì, Hoang Ma vẻ mặt không thể tin, làm sao có thể, Tu La Tổ Ma không phải tiến về thời không cuối cùng tìm kiếm tạp phân thân sao? Tiêu Phàm cũng không có giải thích cái gì, hắn tin tưởng Hoang Ma không có lừa gạt mình. Kể từ đó, hắn càng ngày càng xác định, bản thân lần trước nhìn thấy Tu La Tổ Ma. Có lẽ chỉ là hắn một bộ phân thân mà thôi. Đúng rồi, cha người đâu? Còn có yêu chủ, Tiêu Phàm lại hỏi. Cha ta hẳn là ở tiên cấm kiếp địa, bất quá hẳn không có triệt để thức tỉnh. Hoang Ma suy nghĩ một chút nói, về phần yêu chủ, lúc trước hắn thương rất nặng, chưa hẳn thức tỉnh. Tiêu Phàm cảm giác áp lực sơn đại, trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói, người biết tiên cấm kiếp địa lối vào a? Hoang Ma trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Bờ môi khẽ run, người không phải là muốn đi tiên cấm kiếp địa a? Không đợi Tiêu Phàm trả lời, hắn lại nói, người nếu đi, tiên ma giới làm sao bây giờ? Vạn nhất đại thần thiên giết vào tiên ma giới, chúng ta lấy cái gì chống đối? Tiêu Phàm một trận trầm mặc. Tiến về tiên cấm kiếp địa, hắn đã sớm có ý nghĩ này. Nhưng Hoang Ma mà nói, hắn lại không thể không nghiêm túc cân nhắc. Lúc trước sáng tạo vô tận thần phủ, là vì cái gì? Còn không phải là vì bảo vệ tốt bản thân thân bằng hảo hữu sao? Hắn cũng không có quá lớn dã tâm, đi đến một bước này, có thể nói là bước ra. Nhưng là, hắn hiện tại, trách nhiệm đã càng lúc càng lớn, không chỉ là vì bảo hộ người bên cạnh, còn có tiên ma giới ức vạn thương sinh. Ở trong đó, có chút đã từng vẫn là hắn địch nhân. Nhưng là, ở càng lớn địch nhân tạp trước mặt, những người này, lại đều trở thành chiến hữu của hắn. Đại vô thiên ma có từng nói qua, tiên cấm kiếp địa còn có thể kiên trì bao lâu? Tiêu Phàm tỉnh táo lại, trịnh trọng hỏi. Có lẽ là 10 năm, có lẽ là 3 năm. Hoang Ma cũng không dám khẳng định. Nhưng hắn có thể khẳng định là, đại vô thiên ma 10 điểm vội vàng, bằng không mà nói, lão nhân coi mộ cũng sẽ không cứ vậy rời đi. Phải biết, lão nhân coi mộ thế nhưng là rất rõ ràng, tiên ma giới còn có thiên nhân tộc cái này đại địch muốn đối phó. Nhưng hắn vẫn không lo được nhiều như vậy, đủ để chứng minh thế thái khẩn cấp. Hoang Ma, chúng ta về trước tiên ma giới, người cố gắng đột phá tiên vương cảnh. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, nói, không chỉ là ngươi, còn có những người khác. Tốt nhất là tiên cấm kiếp địa phá phong về sau, tiên ma giới tiên vương cảnh có thể vượt qua 10 người. 10 cái tiên vương cảnh, Hoang Ma ngạc nhiên, lại là không có bao nhiêu lòng tin. Ngược lại không phải là không tin tưởng bản thân,
mà là không quá tin tưởng vô tận thần phủ. Mỗi một thời đại, lại có bao nhiêu tiên vương cảnh đây? Mấu chốt là, hắn biết rõ, 10 cái tiên vương cảnh, căn bản không có tác dụng gì. Làm sao, người dù sao cũng là đấu thiên bọn họ cùng nổi danh, đã nhiều năm như vậy, đấu thiên bọn họ cũng đã là tiên vương cảnh rồi a. Tiêu Phàm cười cười, hơi có chút khích tướng hoang ma ý tứ. Cũng không sai biệt lắm, hơn nữa có khả năng đã đột phá hồng mông tiên vương. Hoang ma gật gật đầu. Nghĩ như vậy, mình quả thật rơi ở phía sau. Vậy ngươi phải cố gắng lên. Tiêu Phàm vỗ vỗ hoang ma bả vai, ngay sau đó lại hỏi, đúng rồi, ngươi biết tiến về tiên cấm kiếp địa biện pháp a? Ngươi vẫn là không chết tâm. Hoang ma ngạc nhiên. Yên tâm, ta sẽ không buông tha tiên ma giới. Tiêu Phàm nói một cách vô cùng trịnh trọng. Hoang ma trầm mặc thật lâu, hít sâu một cái nói cho ngươi cũng không sao, nhưng là, bất kể như thế nào, ngươi đều không thể tùy tiện tiến về, tiên ma giới so tiên cấm kiếp địa, càng thêm cần ngươi. Tiêu Phàm cười đáp lại, trong lòng lại là đã làm quyết định. Tiên cấm kiếp địa, mình là phải đi. Có lẽ hắn cái này Hồng Trần Tiên Vương không được tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng là hắn lại nhớ kỹ Lâu Ngạo Thiên một câu. Chỉ có ở nơi đó, mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Lâu Ngạo Thiên như thế, hắn Tiêu Phàm sao lại không phải đây? Về phần trấn thủ tiên ma giới, Tiêu Phàm đã sớm có ý nghĩ. Kiếm Hồng Trần, đủ để đảm nhiệm một hạng này nhiệm vụ. Lấy kiếm Hồng Trần thiên phú, tăng thêm khí vận gia trì, hắn lưu tại tiên ma giới, tốc độ tu luyện sẽ không chậm bao nhiêu. Tiên cấm kiếp địa lối vào, ở thời không chi hà. Hoang ma đột nhiên ngữ không kinh chết người không thôi nói. Thời không chi hà, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, đáp án này, hiển nhiên vượt qua dự liệu của hắn. Khó trách hắn phái ra Tu La Điện vô số tu sĩ tìm hiểu tiên cấm kiếp địa tin tức, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tiên cấm kiếp địa lối vào, vậy mà tại thời không chi hà bên trong. Không đúng, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, ta biết một người. Hắn hẳn là không cách nào tiến vào thời không chi hà, nhưng hắn lại tiến nhập tiên cấm kiếp địa. Trong miệng hắn người, dĩ nhiên chính là Lâu Ngạo Thiên. Lâu Ngạo Thiên nói cho hắn, sẽ tiến về tiên cấm kiếp địa, vậy hắn chắc chắn sẽ không nói láo. Nhưng là, nếu như Hoang Ma nói tới, Lâu Ngạo Thiên hẳn là không có năng lực như thế tiến vào tiên cấm kiếp địa a. Còn có một cái phương pháp, Hoang Ma suy nghĩ một chút nói. Ngươi hẳn phải biết tiên cấm kiếp địa cửa vào người giữ cửa a. Tà thần, Tiêu Phàm cơ hồ nói ra mà ra. Hoang ma gật gật đầu, cười cười nói, ngươi biết hắn, vậy ngươi cũng hẳn phải biết phương pháp thứ hai rồi a. Tiêu Phàm rất khó chịu hoang ma thừa nước đục thả câu, nhưng hắn là giỏi về suy nghĩ người. Trầm tư chỉ chốc lát sau, hắn ánh mắt sáng lên, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi ý tứ là, tà thần cổ vực. Tiêu Phàm nhớ kỹ, tà thần biến mất sau. Tà thần cổ thành triệt để hóa thành phế tích, dường như bị người đem cả tòa thành trì mang đi. Lúc ấy không suy nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng tà thần gặp cái gì bất ngờ. Bây giờ nghĩ lại, sự tình căn bản không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Người tiến về tà thần cổ vực, sẽ có người tiếp ứng, bất quá cần kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn người, sẽ không thường xuyên xuất hiện. Hoang ma gật gật đầu, công nhận Tiêu Phàm phỏng đoán. Tiêu Phàm hiểu. Hắn tự nhiên biết rõ, hoang ma trong miệng bọn họ là ai, trừ bỏ tà thần bên ngoài, hẳn là bốn đại tà vương. Bốn người này, thế nhưng là tà thần tâm phúc. Hoang ma, ngươi đối tà thần hiểu bao nhiêu? Ngươi lần trước nói, hắn không thuộc về thế gian này, là có ý gì? Tiêu Phàm đột nhiên ý vị thâm trường nhìn về phía hoang ma. Trong lòng hắn, tà thần quả thực quá thần bí, liền tà vũ đều biết không nhiều. Cụ thể ta cũng không biết. Hoang ma hơi hơi trầm ngâm, nhưng cha ta là nói như vậy người này, tương lai một ngày nào đó, nếu là có thể đánh bại tạp, tà thần tất nhiên là một cái mấu chốt. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm hoang ma câu nói này, trong lòng càng nổi lên nghi ngờ. Hắn rất ngạc nhiên, tà thần rốt cuộc là lai lịch thế nào? Từ chiến hồn đại lục bắt đầu, hắn liền nghe nói không ít liên quan tới tà thần sự tình, có thể cho tới bây giờ, tà thần thân phận vẫn là một điều bí ẩn. Bất quá cửu u quỷ chủ tất nhiên nói như vậy, cái kia có thể khẳng định một chút việc, tà thần là đứng ở hắn môn nhất phương. Đi thôi, chúng ta về trước đi, Tiêu Phàm không lại dây dưa việc này. Không bao lâu, hắn cơ hội tiến về tiên cấm kiếp địa, tất nhiên sẽ gặp được tà vũ, đến lúc đó trực tiếp hỏi hắn liền là hoang ma gật gật đầu,
bất quá lại có chút không yên lòng nói, Tiêu Phàm, ngươi thật đừng xung động, ngươi nếu đi, tiên ma giới tuyệt đối không phải đại thần thiên đối thủ. Lại nói, coi như ngươi có thể bước vào thời không chi hà, cũng rất khó tìm tiên cấm kiếp địa cửa vào. Vậy ngươi còn có cái gì lo lắng? Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Hoàng ma mặc dù nhìn qua sảng khoái thô kệch, nhưng xác thực không ngu ngốc, liếc mắt liền nhìn ra hắn tâm tư. Ta đây không lo lắng ngươi tùy tiện xâm nhập thời không chi hà, đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn, vậy thì phiền toái sao? Hoàng ma cười ngây ngô. Yên tâm, ta không đi thời không chi hà. Tiêu Phàm lắc đầu. Mặc dù lấy hắn thực lực bây giờ, mở ra thời không chi hà không khó, nhưng hắn cũng không muốn tùy tiện tiến vào. Hắn đã tiến vào thời không chi hà mấy lần, mặc dù không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng vạn nhất một lần này xuất hiện chút ngoài ý muốn đây. Bởi vậy, hắn đã nghĩ kỹ, chờ an bài tốt vô tận thần phủ sự tình, đến lúc đó liền đi tà thần cổ vực thử thời vận. Vạn nhất có thể gặp gỡ tà thần, hoặc là bốn đại tà vương đây. Dù sao, thời không chi hà bên trong vẫn là quá nguy hiểm, khó tránh khỏi sẽ phát sinh hiệu ứng hồ điệp. Hoàng ma lại là không biết Tiêu Phàm ý nghĩ, nhìn thấy Tiêu Phàm mở ra không gian chi môn, hắn cũng đi theo một bước bước vào. Vô tận thần sơn đỉnh cao. Một tòa sân u tĩnh bên trong, hai đạo bóng người ngồi đối diện, từng sợi nhiệt khí phiêu khởi. Một người áo đen như đêm, một người khác bạch bào trắng hơn tuyết. Người quyết định, bạch bào nam tử khẽ nhả ngụm trọc khí, có thể gặp được, hắn nội tâm rất không bình tĩnh. Nếu để cho Nam Cung Tiêu Tiêu đám người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Kiếm Hồng Trần không phải Tiêu Phàm linh hồn phân thân sao, làm sao sẽ ở trước mặt Tiêu Phàm dùng giọng nghi vấn. Tiêu Phàm đứng dậy, đứng chắp tay, nhìn về phương xa, dường như toàn bộ tiên ma giới thu hết vào mắt. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, thật lâu, Tiêu Phàm thở dài nói. Nếu không, ngươi lưu tại tiên ma giới, ta đi điều tra một phen. Kiếm Hồng Trần suy nghĩ một chút nói, chỗ đó quá nhiều không biết, ngươi nếu phát sinh bất luận cái gì bất ngờ, tất nhiên là tiên ma giới, thậm chí vạn tộc tai nạn. Không có khoa trương như vậy, Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, thế giới này, không có người nào là ắt không thể thiếu, nếu là ta thật có gì ngoài ý muốn, không phải là có ngươi sao? Ta, Kiếm Hồng Trần đắng chát cười một tiếng. Mặc dù hắn đã cùng Tiêu Phàm linh thể hai phần, nhưng là trong mắt hắn, vẫn như cũ giống như một thể. Thậm chí, hắn tình nguyện bản thân xảy ra điều gì bất ngờ, cũng không muốn Tiêu Phàm xảy ra chuyện. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, ngươi cũng biết, ta trên người có quá nhiều nhân quả, lúc trước ngươi ta triệt để tách rời, kỳ thật cũng có phương diện này cân nhắc. Thế gian này, ai cũng có thể là giả, nhưng là ngươi, tất nhiên là thật. Kiếm Hồng Trần trầm mặc không nói. Cái này ngươi giúp ta đảm bảo. Đột nhiên, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hiện lên một đạo lục thải quang mang, tạo thành một cái phức tạp tinh trận, 10 điểm huyền diệu. 6 màu tinh trận chung quanh, lưu quang bốn phía, tiên vụ lượn lờ, như mộng như ảo. Đây là, Kiếm Hồng Trần con ngươi hơi hơi co rụt lại, tiên nguyên. Cũng khó trách Kiếm Hồng Trần kinh ngạc như thế, những năm này, hắn cũng đã được nghe nói tiên nguyên sự tình. Nhưng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy kiếm đạo. Đây không phải tiên nguyên. Tiêu Phàm cười cười, đem ngụy tiên chủng sự tình cùng Kiếm Hồng Trần giải thích một lần. Kiếm Hồng Trần sắc mặt thỉnh thoảng biến hóa, nội tâm kinh hãi đến tột đỉnh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thế gian còn có so tiên nguyên càng thêm thuần túy đồ vật. Thứ này, trong lòng ta giống như ngươi, đều là nhất thứ chân thật. Tiêu Phàm trịnh trọng nói, bất kể như thế nào. Người không thể đem nó vứt đi. Người ở, nó ở. Kiếm Hồng Trần không có hai lời, trực tiếp thu hồi ngụy tiên trùng. Hắn biết rõ Tiêu Phàm đối với cái này vật coi trọng, không dùng Tiêu Phàm nhắc nhở, hắn cũng tất nhiên sẽ không đem ngụy tiên trùng làm mất rồi. Hắn ẩn ẩn từ Tiêu Phàm trong giọng nói, nghe được ngụy tiên trùng ở tương lai có lẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, người đời đều đã vì, thiên phú của ta đã 10 điểm yêu nghiệt. Nhưng so với ngươi mà nói, ta kỳ thật không tính là gì. Cái này cỡ nào cảm ơn ngươi lĩnh ngộ linh hồn phân liệt thiên phú. Kiếm Hồng Trần khó được nhếch miệng cười một tiếng, bất quá, ta mặc dù đột phá đến Hồng Trần Tiên Vương, nhưng bản nguyên đại đạo còn chưa đủ kiên cố. Nếu để cho người nghe đến lời này, đoán chừng phải làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Hồng Trần Tiên Vương, Kiếm Hồng Trần vậy mà cũng đột phá đến Hồng Trần Tiên Vương cảnh. Đây cũng quá yêu nghiệt. Phải biết, hắn có thể không có đạt được khí vận gia trì a.
Người bản nguyên đại đạo rộng bao nhiêu? Tiêu Phàm hỏi, một điểm cũng không tị hiềm. Vừa mới vượt qua 3.000 mét, không sai biệt lắm 3.100 mét. Kiếm Hồng Trần không biết Tiêu Phàm là ý gì, nhưng vẫn là như thực nói ra. Bao nhiêu, Tiêu Phàm còn cho rằng mình nghe lầm. Lão nhân coi mộ cũng đã có nói, chưa từng tu luyện tiên kinh người, bản nguyên đại đạo độ rộng là không thể nào vượt qua 3.000 mét a. Kiếm Hồng Trần vậy mà phá vỡ đầu này thiết luật, Tiêu Phàm ngược lại không có hoài nghi Kiếm Hồng Trần đang gạt bản thân, lão nhân coi mộ đồng dạng sẽ không, có thể sự thật này, hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. 3.100 mét, Kiếm Hồng Trần cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, lại thở dài nói, đột phá tiên vương cảnh trước đó, ta bản nguyên đại đạo độ rộng một mực kẹt tại 3.000 mét, không được tiến thêm. Bất quá, đoạn thời gian trước đột phá tiên vương cảnh về sau, bản nguyên đại đạo độ rộng rốt cục có chỗ gia tăng. Chỉ là, so với trước đó mà nói, tu luyện càng thêm chậm chậm một chút, muốn đột phá La Thiên Tiên Vương cảnh, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian. Tiêu Phàm cực độ im lặng, thật sự là Kiếm Hồng Trần lời nói quá đả kích người. Người nhà sợ là không biết, người bình thường đột phá tiên vương cảnh về sau, bản nguyên đại đạo độ rộng đã định hình. Nếu như người khác nghe được lời nói của ngươi, đoán chừng sẽ hận không thể một cái tát tát chết ngươi. Tiêu Phàm suy tư, hắn không biết Kiếm Hồng Trần vì sao trở thành đặc lập độc hành tồn tại. Nhưng là, khả năng đủ đánh vỡ 3.000 mét không cùng xiềng xích, có lẽ cùng linh hồn phân liệt năng lực có quan hệ, lại không ra sao hẳn là cũng cùng bất hủ phong thiên đồ có quan hệ. Hắn không có hỏi nhiều cái gì, ngược lại có chút mong đợi nói, tiếp đó, phong thiên sách cũng giao cho ngươi đảm bảo. Cho ta, Kiếm Hồng Trần trợn to hai mắt, hắn còn cho rằng mình nghe lầm. Hắn làm sao không biết phong thiên sách nghịch thiên, không còn khí vận chuyển ra chỉ hắn, đều có thể cùng lên Tiêu Phàm bước chân. Nếu như lấy được khí vận ra chỉ, đây chẳng phải là. Kiếm Hồng Trần không có tiếp tục nghĩ, nhưng nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi thật đúng là đối ta không phải bình thường tín nhiệm, sẽ không sợ ta không còn cho ngươi. Kiếm Hồng Trần trêu ghẹo nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi là ai, ta so ngươi càng hiểu hơn. Tiêu Phàm lắc đầu. Kiếm Hồng Trần thở sâu, cũng thu liễm nụ cười, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không thể ngấp nghé tiên ma giới nửa phần, chờ ngươi trở lại, ta liền đi tiêu diệt đại thần thiên. Tốt, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi chuẩn bị mang ai đi? Kiếm Hồng Trần lại hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, hiển nhiên, một mình hắn cũng không tính mang. Kiếm Hồng Trần trầm ngâm mấy tức, nói ta cảm thấy, ngươi hẳn là mang mấy người đi, chuyến này mặc dù nguy hiểm, nhưng là chưa hẳn không phải cơ duyên. Lưu tại tiên ma giới, mặc dù có khí vận gia trì, có thể nghĩ muốn đột phá tiên vương cảnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, hỏi, vậy ngươi cảm thấy, hẳn là mang cái đó mấy cái đi. Kiếm Hồng Trần suy tư chốc lát. Nói, Diệp Khuynh Thành, Long Tiêu, Thí Thần, Diệp Khuynh Thành kiếm đạo, chỉ dựa vào bế quan lĩnh ngộ không cách nào tùy tiện đột phá, hắn cần chiến đấu. Long Tiêu đã chạm tới tiên vương cảnh, có khí vận gia trì, có thể tu luyện lâu như vậy vẫn không có đột phá dấu hiệu, hắn cần cơ duyên. Mà Thí Thần, hắn tiềm lực vô hạn, lưu tại tiên ma giới, nhưng không cách nào phát huy tiềm lực của hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta đều mang đến đây, Tiêu Phàm im lặng cười cười. Đều đi, tiên ma giới ai tới thủ hộ, Kiếm Hồng Trần nhún nhún vai. Hai người lại trò chuyện chỉ chốc lát, Tiêu Phàm hít một hơi dài, chờ ta rời đi tiên ma giới, người lại đem việc này nói cho Thi Vũ. Kiếm Hồng Trần gật gật đầu. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm đối ngoại tuyên bố bế quan, hợp phái phái Thí Thần, Diệp Khuynh Thành cùng Long Tiêu ba người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật, biến mất ở đám người trong tầm mắt. Mà lúc này, Thí Thần ba người đã tới tà thần cổ vực. Chỉ là bây giờ tà thần cổ thành vị trí, sớm đã biến thành một vùng phế tích. Lão đại để cho chúng ta tới đây làm cái gì? Thí Thần quét mắt bốn phía, vẻ mặt im lặng. Diệp Khuynh Thành cùng Long Tiêu cũng cực kỳ nghi hoặc, hai người chỉ là bị thông chi tiến về tà thần cổ thành địa điểm cũ, hơn nữa không thể cáo chi bất luận kẻ nào, lại căn bản không biết mục đích gì. Hô, cũng đúng lúc này, ba người phía trước, một đạo không gian chi môn mở ra, đi ra một bóng người. Lão đại, Thí Thần trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin, ngươi không phải bế quan sao? Diệp Khuynh Thành cùng Long Tiêu cũng vô cùng ngạc nhiên, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm sẽ xuất hiện ở đây. Làm sao, ngươi không nghĩ đến? Tiêu Phàm trêu ghẹo nhìn xem Thí Thần, nói, nếu không,
ngươi chính là trở về bế quan a. Đồ đần mới đi, thí thần con mắt tặc lưu lưu chuyển động, nhe răng cười nói, lão đại ra lệnh một tiếng, tiểu đệ ta tự nhiên nghe lời răm rắp. Nói đến đây, thí thần tiện hề hề thấp giọng hỏi, lão đại, có phải hay không có chuyện tốt gì? Tiêu Phàm tà mị cười một tiếng, có thể là chuyện tốt, cũng có khả năng là chuyện xấu. Ách thí thần có chút im lặng. Tốt, đừng hỏi nhiều như vậy, hiện tại tạm thời không có chuyện gì, các ngươi ngay ở chỗ này bế quan tu luyện a, ta đến lúc đó gọi các ngươi. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Bế quan, tu luyện, ba người trợn tròn mắt, chẳng lẽ mình hiểu lầm. Ba người chúng ta cố ý chạy tới cái này địa phương cứt chim cũng không có bế quan tu luyện, đợi ở vô tận thần sơn không thơm sao. Bất quá ba người cũng biết, Tiêu Phàm tới đây, tất nhiên có dụng ý của hắn. Nhưng mà, để bọn hắn mắt trợn tròn chính là, Tiêu Phàm vậy mà cái thứ nhất tìm một chỗ ngồi xuống tới, trực tiếp tiến nhập bế quan trạng thái. Bất đắc dĩ ba người, cũng chỉ đành làm theo. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm bây giờ còn có thể hưởng thụ khí vận gia trì, chỉ khi nào rời đi tiên ma giới, vậy nhưng thì chưa chắc. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại tu vi, khí vận gia trì tác dụng đã chậm rãi yếu bớt, có lẽ có thể giúp hắn đột phá La Thiên Tiên Vương, nhưng nếu muốn đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương, quả thực quá khó khăn. Tiên Linh, người thật muốn cùng ta tiến vào tiên cấm kiếp địa. Tiêu Phàm tâm thần tiến vào bản nguyên thế giới, nhìn cách đó không xa Tiên Linh hỏi. Điểm này, Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến. Tiên Linh vậy mà lại chủ động từ bỏ phong tiên sách, cùng hắn tiến vào tiên cấm kiếp địa. Cũng là Tiên Linh nói cho hắn, một khi tiến vào tiên cấm kiếp địa, phong tiên sách khí vận gia trì sẽ biến mất. Nếu không, Tiêu Phàm cũng sẽ không đem phong tiên sách giao cho Kiếm Hồng Trần. Tất nhiên làm quyết định này, hắn cũng không thể kéo vô tận thần phủ mọi người lùi về. Hắn 10 điểm chờ mong, đợi hắn trở về, vô tận thần phủ cùng tiên ma giới có thể phát sinh biến hóa như thế nào. Ta có hay không tiến vào tiên cấm kiếp địa kỳ thật cũng không trọng yếu, ta sẽ một mực ở tại bản nguyên thế giới. Tiên Linh lãnh đạm trả lời. Tiên cấm kiếp địa, cùng bản nguyên thế giới tương thông. Tiêu Phàm kinh dị. Người đột phá tiên vương cảnh lúc, gặp khư, hẳn là đến từ tiên cấm kiếp địa. Tiên Linh mặt không thay đổi nói, có thể nói, chư thiên vạn giới, đều có thể ở bản nguyên thế giới tìm tới đối ứng địa phương. Vì sao, Tiêu Phàm không hiểu. Đối với bản nguyên thế giới, hắn vẫn như cũ mù tịt không biết, chỉ biết là bản nguyên thế giới rất đặc thù đến tiên vương cảnh đều không thể cải biến trong đó pháp tắc. Nếu như nói, chư thiên vạn giới là một cái hình cầu, bản nguyên thế giới thì là khối cầu này từng tầng lột ra sau mặt phẳng hình chiếu. Tiên Linh suy nghĩ một chút nói. Hoặc là, người cũng có thể cho rằng, bản nguyên thế giới mới là chân thực. Người ý tứ là, chư thiên vạn giới đều là hư vọng. Tiêu Phàm kinh ngạc, tin tức này mang cho hắn cực lớn trùng kích, có chút khó tin. Không biết, Tiên Linh trả lời, để Tiêu Phàm đầu trực tiếp đứng máy, hắn muốn truy hỏi, có thể Tiên Linh một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm đành phải tiếp tục yên lặng trong tu luyện. Hắn bản nguyên đại đạo đã vô hạn tới gần 3.000 mét đại quan, nhưng chính là cái này khoảng cách nửa bước, lại bất kể như thế nào cũng vô pháp vượt qua. Đồng dạng, bản nguyên đại đạo độ rộng cũng vô pháp tăng trưởng một tí. Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ, bắt đầu nghiên cứu cấm kỵ chiến pháp, cùng lục đạo luân hồi kinh. Tất nhiên không cách nào tăng cao tu vi, duy nhất tăng lên chiến lực phương pháp, chính là cấm kỵ chiến pháp. Hơn nữa, hắn phát hiện lục đạo luân hồi kinh không hề chỉ là một bộ tu luyện công pháp, cũng tương tự có cực kỳ huyền diệu cấm kỵ chiến pháp. Không, chuẩn xác mà nói, đây cũng không phải là cấm kỵ chiến pháp. Mà là tiên pháp. Chỉ là, những cái này tiên pháp quá mức rườm rà, lấy hắn thiên phú, cũng rất khó lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt liền qua đi một tháng. Một tháng đến nay, tiên ma giới bình tĩnh như nước. Chỉnh giới người đều tiến vào tu luyện triều dâng, hoặc có lẽ là thời đại vàng son. Nguyên bản Tiêu Phàm cho rằng, đại thần thiên cho dù không đến tiên ma giới, cũng sẽ điều động thiên nhân tộc tới đây quấy rối cùng thăm dò. Nhưng sự thật vượt qua dự liệu của hắn, thiên nhân tộc dường như căn bản không tồn tại một dạng. Một ngày này, tĩnh mịch tà thần cổ thành vị trí, phế tích đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng khác thường. Bế quan bên trong Tiêu Phàm bỗng mở hai mắt ra, quét về phía phế tích. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mắt, hắn không khỏi trợn to hai mắt, ngay sau đó chậm rãi thoải mái, cười nói, kiếm tà vương tiền bối.
Hô, bóng người hiện lên, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, trừ bỏ kiếm tà vương còn có thể là ai? Chỉ là, kiếm tà vương sắc mặt nhìn qua 10 điểm mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ gạt ra nụ cười hiền hòa, Tiêu Phàm, người rốt cuộc đã đến. Tiền bối biết rõ ta muốn. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem kiếm tà vương. Không phải ta biết, mà là chủ thượng biết rõ. Kiếm tà vương cười cười, ngay sau đó bỗng thần sắc nghiêm lại, người khẳng định muốn tiến vào tiên cấm kiếp địa. Ta xác định, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Dù cho biết rõ gặp nguy hiểm, hắn cũng nghĩa vô phản cố. Người đối tiên cấm kiếp địa hiểu bao nhiêu? Kiếm tà vương khẽ gật đầu, lại nhịn không được hỏi, hơi có chút khuyên lui Tiêu Phàm ý tứ. Hiểu rõ không nhiều, mặc dù ta thực lực có lẽ không có ý nghĩa, nhưng nhiều ít có thể giúp điểm bận bịu. Tiêu Phàm như thực nói ra, nghe Đại Vô Thiên Ma nói, tiên cấm kiếp địa tình huống không thể lạc quan. Không sai, kiếm tà vương thở dài, tạp một bộ phân thân lúc nào cũng có thể thức tỉnh, hai phương thỉnh thoảng bộc phát chiến đấu, ta mới từ chiến trường trở về. Cố ý tới đón ta, Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem kiếm tà vương, hắn một chút cũng không nghi ngờ tà thần năng lực. Xem như thế đi, kiếm tà vương gật gật đầu, liền ngươi một người. Tiêu Phàm buông tay một chiêu, bỗng nhiên, ba bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới. Kiếm tà vương, thí thần nhìn thấy kiếm tà vương, trợn to hai mắt. Tất nhiên đến đông đủ, vậy thì đi thôi. Kiếm tà vương hướng về phía đám người gật đầu một cái, ngay sau đó bóp tay đánh mở một đạo thủ ấn, một đạo thời không chi môn bỗng nhiên hiện lên. Kiếm tà vương dẫn đầu bước vào trong đó, Tiêu Phàm cũng không chút do dự đi vào theo. Thí thần ba người nhìn nhau, cuối cùng cũng bước vào thời không chi môn. Lúc xuất hiện lần nữa, mọi người đã là ở một đầu kỳ diệu thời không thông đạo bên trong, thông hướng không biết thế giới. Lão đại, chúng ta đây là đi đâu? Thí thần tò mò hỏi. Diệp Khuynh Thành cùng Long Tiêu cũng lộ ra vẻ kinh dị, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Tiên cấm kiếp địa, Tiêu Phàm trịnh trọng phun ra mấy chữ. Tiên cấm kiếp địa, nghe được mấy chữ này, thí thần ba người trợn tròn mắt. Thời không thông đạo bên trong, thí thần mấy người một trận trầm mặc, thần sắc đề phòng tới cực điểm, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Tiên cấm kiếp địa, cái này bọn họ nghe nói qua, lại vô cùng e dè địa phương. Bản thân một nhóm mục đích dĩ nhiên là nơi đó. Chư thiên vạn giới, có thể làm cho bọn họ đám này thiên vương cảnh, thậm chí tiên vương cảnh kính sợ địa phương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiên ma động tính một cái, tiên cấm kiếp địa tính một cái. Kiếm tiền bối, nơi này chính là thời không chi hà. Thật lâu, Tiêu Phàm đánh vỡ bình tĩnh. Hắn từng tiến vào thời không chi hà mấy lần, đối thời không chi hà có hiểu biết, trước mắt loại này cảm giác, cùng xuyên toa thời không chi hà cơ hồ không có hai dạng. Chẳng lẽ, tiên cấm kiếp địa lối vào thật ở thời không chi hà bên trong? Rất nhanh, Tiêu Phàm liền được đáp án. Chỉ thấy kiếm tà vương chi tiết nói, xem như thế đi, nhưng cũng không tính đúng nghĩa thời không chi hà. Nơi này chính là một đầu cùng thời không chi hà song hành tiểu thời không thông đạo. A, à, Tiêu Phàm kinh dị, nội tâm kinh hãi hết sức. Lĩnh ngộ thời không chi lực hắn, biết rõ mở ra một đầu tiểu thời không thông đạo có khó khăn dường nào, đối phương đối thời không chi lực lĩnh ngộ, tất nhiên đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Cho dù là hắn hiện tại, cũng không cách nào so sánh. Mà dạng người này, phóng nhãn chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay, cũng chỉ có như vậy một hai cái. Không chỉ có như thế, còn cần đối phương đối trận pháp nhất đạo có lô hỏa thuần thanh tạo nghệ, hai người kết hợp, mới có thể mở ra dạng này tiểu thời không thông đạo. Tiên cấm kiếp địa lối vào, ở thời không chi hà phía trên. Chẳng phải là không thuộc về thời đại này. Thí thần lên tiếng kinh hô, hắn đã không biết bao lâu chưa từng khiếp sợ như vậy. Diệp Khuynh Thành cùng Long Tiêu cũng 10 điểm không bình tĩnh, bản thân mấy người là muốn tiến về đi qua. Không cần quan tâm đến những cái này chi tiết nhỏ. Kiếm tà vương cười nhạt một tiếng, dựa theo thời không chi hà mà nói, nó xác thực thuộc về thái cổ thời đại, bởi vì tiên cấm kiếp địa là ở thái cổ mới bắt đầu liền tồn tại. Nhưng là, tiên cấm kiếp địa thời không cũng không phải là ngừng, nó cùng thông thường thế giới không có quá nhiều khác nhau. Các ngươi có thể cho là như thế, đầu này tiểu thời không thông đạo là thời không chi hà chi nhánh. Tiên cảnh chi môn có thể liên thông tiên ma giới cùng tiên cấm kiếp địa. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một việc. Lúc trước tiên cảnh chi môn xuất hiện, mang đi chư thiên vạn giới tổ vương cảnh, hẳn là đưa vào tiên cấm kiếp địa. Kể từ đó, há chẳng phải là nói rõ tiên cảnh chi môn có thể liên thông hai địa phương.
tiên cảnh chi môn, xem như hai địa phương thời không truyền tống trận a. Kiếm Tà Vương không có dấu giếm, người đoán không sai, những cái kia tổ vương cảnh đều đưa vào tiên cấm kiếp địa. Không chỉ có như thế, hoang cổ, viễn cổ, thậm chí thượng cổ, đại bộ phận tổ vương cảnh đều bị đưa vào nơi đó. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, hỗn độn tiên linh tộc cùng khư tộc liên thủ, quá mạnh. Dù vậy, bên ta vẫn như cũ ở vào yếu thế. Kiếm tiền bối, bên ta người mạnh nhất là ai? Thí thần đột nhiên ngắt lời hỏi, vẻ mặt hiếu kỳ. Tiêu Phàm cũng hứng thú, hắn vượt qua thời không, đi qua thái cổ thời đại, chứng kiến qua không ít cường giả sinh ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong đó lấy đấu thiên, Minh Vương đám người tối cường. Hắn đang nghĩ, phải chăng có thể ở tiên cấm kiếp địa gặp lại bọn họ. Kiếm Tà Vương trầm ngâm mấy tức, vẫn là nói, tạm thời mà nói, bên ta người lãnh đạo có ba người, Luân Hồi Lão Nhân, Thời Không Lão Nhân, cùng Chủ Thượng. Tà Thần, Tiêu Phàm thốt ra, lộ ra không thể tin. Tà Thần, hắn không phải chỉ là thiên tôn cảnh sao? Thí thần cũng khó có thể bình tĩnh, lời mới vừa ra khỏi miệng, ngay lập tức che miệng, có chút hối hận. Khó trách hắn khiếp sợ như vậy, Tà Vũ thế nhưng là chính miệng nói qua, Tà Thần chỉ là thiên tôn cảnh. Ở bây giờ cái này tổ vương cảnh như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng nhô ra thịnh thế, thiên tôn cảnh thật không đáng chú ý a. À. À Kiếm Tà Vương khẽ cười một tiếng, cũng không có giải thích nhiều. Kiếm tiền bối, ta vạn tộc liên minh cường giả không ít. Hơn nữa cũng đang chậm rãi thức tỉnh, làm sao sẽ ngăn không được bọn họ. Tiêu Phàm đổi chủ đề. Từ hoang ma trong miệng biết được, tiên cấm kiếp địa thế cục không thể lạc quan. Nhưng mà, theo hắn biết, cửu u quỷ chủ cũng đã thức tỉnh, còn có tu la tổ ma 89/10 cũng mau tỉnh lại. Lấy bọn hắn thực lực, quả thực để vạn tộc liên minh như hổ thêm cánh, nghĩ đến ứng phó hỗn độn tiên linh tộc cùng khư tộc không nói chơi. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Cái này khiến Tiêu Phàm khó có thể lý giải được. Chúng ta người đang từ từ thức tỉnh, bọn họ nhất phương người cũng giống vậy đang thức tỉnh. Kiếm Tà Vương lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng. Tốt, chúng ta đã đến. Không đợi Tiêu Phàm mấy người hỏi thăm, Kiếm Tà Vương đột nhiên ngừng lại. Ở cách đó không xa, một cái to lớn lục giác tinh mang đại trận nằm ngang ở tiểu thời không thông đạo phía trước, tản ra như ẩn như hiện quang mang. Bốn phía từng đầu trật tự thần liên vượt qua chân trời, một mặt tính cả lục giác tinh mang đại trận bên trong, một chỗ khác lại không vào hư không. Lục đạo luân hồi đại trận, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, chỉ là so với thời không chi hà bên trên lục đạo luân hồi đại trận, trước mắt đại trận rõ ràng yếu nhược một chút. Kiếm Tà Vương không để ý đến đám người, một thân một mình đi đến lục đạo luân hồi đại trận phía dưới, lấy ra một viên ngọc lệnh, đưa tay ném hư không. Cùng lúc đó, hắn bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết. Ngọc lệnh chán phóng quang mang chói mắt, xuất vào lục đạo luân hồi đại trận bên trong. Chỉ một thoáng, lục đạo luân hồi đại trận bên trong giống như sống lại, phía trên vô số đường vân bắt đầu du tẩu, dường như từng đầu du long. Ken két, không đợi Tiêu Phàm bọn họ suy nghĩ nhiều, một trận thanh âm giống như máy móc vang lên, lục đạo luân hồi đại trận đột nhiên bắn ra một đạo lục thải quang mang, tạo thành một cái thời không chi môn. Tiêu Phàm mấy người nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này lục đạo luân hồi trận cũng quá huyền ảo. Hơn nữa, Kiếm Tà Vương cũng chưa chắc quá cẩn thận rồi, tiến vào tiên cấm kiếp địa, vậy mà như thế phức tạp. Người bình thường đừng nói tìm tới cái này cửa vào, coi như tìm được, đoán chừng cũng vào không được. Đối mặt hỗn độn tiên linh tộc cùng khư tộc, chúng ta không thể không cẩn thận. Kiếm Tà Vương cười cười, đi thôi, chủ thượng chờ ngươi đã lâu. Dứt lời. Kiếm Tà Vương mang theo Tiêu Phàm một nhóm bước vào thời không chi môn bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa, một cỗ mãnh liệt túc sát chi khí cùng nặng nề cảm giác đập vào mặt, mấy người hô hấp trong nháy mắt không tự chủ được trở nên dồn dập lên. Trên bầu trời phía trên, một chiếc cổ điển mà đen nhánh cổ thuyền trong nháy mắt in vào mấy người tầm mắt. Dù cho cực kỳ xa xôi, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó to lớn và nguy nga, che khuất một mảnh tinh không, vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm. Luân hồi độ, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, giật mình không nhỏ. Đây chính là luân hồi lão nhân pháp bảo a, vậy mà liền như vậy bày ra ở tinh không. Bất quá, đám người là nhìn dây rất nhanh bị trước mắt một mảnh hạo hãn huông dương hấp dẫn, nước biển đen nhánh nhiếp nhân tâm phách, sóng lớn ngập trời thỉnh thoảng phóng lên tận trời, phát ra trận trận gào thét, giống như có sinh mệnh cá thể.
Quỷ dị chính là, cái kia mỗi một đóa bọt nước rõ ràng nhìn qua 10 điểm nhỏ bé, nhưng lại dường như ẩn chứa một cái thế giới. Hắc hải mênh mông vô bờ, để Tiêu Phàm đều có chút trong lòng run sợ. Hoan nghênh đi tới thời không giới hải, làm mấy người thất thần thời khắc, một đạo hòa ái thanh âm ở mấy người bên tai vang lên. Thời không giới hải, Tiêu Phàm mấy người nhíu mày, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được cái này danh tự. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, bọn họ quan tâm là, nơi này đến cùng phải hay không tiên cấm kiếp địa. Nghĩ vậy, mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy cách đó không xa đứng sừng sững lấy một tòa thật to phong bi, cao vút trong mây, giống như một tòa hải đăng, cực kỳ dễ thấy. Phong bi phía trên, ngồi một đạo bóng người khô gầy, đang cùng thiện nhìn xem bọn hắn. Tà thần tiền bối, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, hơi hơi cúi người hành lễ. Nhưng hắn run rẩy chính là, lấy hắn hiện tại tu vi, vậy mà nhìn không thấu tà thần mảy may. Đây thật chỉ là một cái thiên tôn cảnh, dù sao đánh chết Tiêu Phàm cũng không tin, chí ít, tà thần thực lực, tuyệt đối không thể dùng thiên tôn cảnh để cân nhắc. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, tà thần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, hơi có chút thưởng thức ý tứ, khó trách có thể được hai người bọn họ coi trọng, ngắn ngủi mấy chục năm, người đã tới mức độ này. Còn phải đa tạ tiền bối lúc trước tương trợ, Tiêu Phàm cười cười. Lúc trước nếu không phải tà thần nhường hắn tiến vào chư thiên thần chủng bên trong lịch luyện, nhưng hắn đặt xuống xác thật cơ sở, hắn không có khả năng liền nhanh như vậy đi đến hiện tại. Tà thần khoát khoát tay, lờ đễnh nói, ngươi khẳng định muốn tiến vào tiên cấm kiếp địa. Nói đến đây, tà thần ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa, giống như vượt qua thời không giới hải, đối diện tất cả đều rõ ràng lạc ấn trong mắt hắn. Xác định, Tiêu Phàm không chút do dự trả lời. Vượt qua thời không giới hải, đối diện chính là tiên cấm kiếp địa. Tà thần lắp bắp nói, bất quá, bây giờ đối diện thế cục có chút loạn, các ngươi đi vào, cũng rất nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, thí thần, Diệp Khuynh Thành cùng Long Tiêu ba người cau mày. Tà thần đây là đang khuyên lui sao, nhưng đến cũng đến rồi, Tiêu Phàm làm sao có thể rời đi. Nghĩ vậy, mấy người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm ánh mắt hết sức kiên nghị, vãn bối chỉ là muốn tận chút sức mọn. Lời này hắn là phát ra từ nội tâm. Số cổ vô tận tuế nguyệt, vạn tộc cường giả vì bảo vệ chư thiên vạn giới, ở đây cùng hỗn độn tiên linh tộc cùng khư tộc tàn sát lẫn nhau, tử thương vô số. Có ít người có lẽ không phải tự nguyện tới đây, nhưng lại tới đây, lại làm sao không nguyện, cũng giống vậy vì vạn tộc quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, hắn lại làm sao có thể lui bước đây. Tà thần như có điều suy nghĩ nhìn xem Tiêu Phàm, cũng không có bất ngờ Tiêu Phàm trả lời. Đã như vậy, đây là các ngươi lệnh bài thân phận, các ngươi có thể từ được xuyên qua thời không giới hải. Tà thần lấy tay vung lên, mấy đạo lưu quang kích xạ mà xuống, hóa thành 4 mai đặc thù lệnh bài, hiện lên ở 4 người trước người. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm tiếp nhận lệnh bài thân phận, cùng thí thần ba người liếc nhau, liền đạp không mà lên, trực tiếp hướng về thời không giới hải bay lượn đi. Bên cạnh kiếm tà vương há miệng muốn nói, có thể Tiêu Phàm 4 người tốc độ quá nhanh, không đợi hắn mở miệng, 4 người đã ra hiện tại thời không giới hải. Chủ thượng, kiếm tà vương nhìn qua Tiêu Phàm 4 người bóng lưng, rốt cục nhịn không được nói, để bọn hắn cứ như vậy rời đi. Không đợi kiếm tà vương nói xong, tà thần liền ngắt lời hắn, nói, nhà ấm bên trong đóa hoa, chịu không được gió táp mưa sa, hắn tất nhiên lựa chọn con đường này, nếu như liền thời không giới hải đều gây khó dễ. Cho dù ta đưa hắn tới, cũng không có ý nghĩa. Kiếm tà vương bờ môi khẽ run. Người khác là người khác, hắn là hắn. Tà thần nhìn qua nơi xa Tiêu Phàm 4 người bóng lưng, khẽ lắc đầu. Kiếm tà vương suy nghĩ trong lòng, hắn dường như rõ rõ ràng ràng. Kiếm tà vương gật gật đầu, không có nhiều lời. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ, tà thần hoàn toàn có thể tùy tiện đem bọn hắn đưa đến tiên cấm kiếp địa, lại cố ý nhường chính bọn hắn thông qua đưa giới hải. Không biết sẽ có cảm tưởng gì. Đây quả thực là cố ý hố bọn hắn a. Nhưng dù cho như thế, vậy cũng hẳn là đem tiên cấm kiếp địa tình huống cùng hắn giới thiệu một lần. Kiếm tà vương thở sâu, khó được phản bác tà thần. Nhưng hắn tự đi biết, sẽ tốt hơn. Tà thần trong mắt quang mang thiểm thước, người biết, vì sao vạn tộc đã từng rõ ràng có được thực lực tuyệt đối ứng phó hỗn độn tiên linh tộc cùng khư tộc, có thể tận tuế nguyệt đến nay, vạn tộc ngược lại càng ngày càng nhỏ yếu sao. Kiếm tà vương thở dài, hắn tự nhiên biết rõ tà thần vấn đề này đáp án, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy,
hắn mới không biết nói gì. Vạn tộc rõ ràng một tay bài tốt, cuối cùng lại đánh nhão nhuẹt, cuối cùng, hay là vạn tộc thói hư tật xấu. Tà thần tự nhủ. Vấn đề này không giải quyết, cho dù thật diệt hỗn độn tiên linh tộc cùng khư tộc, cuối cùng cũng đồng dạng sẽ bởi vì tự giết lẫn nhau mà hướng đi hủy diệt. Kiếm tà vương thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn tà thần, chủ thượng, người cảm thấy, hắn có thể giải quyết vấn đề này. Phải biết, vấn đề này thế nhưng là kéo dài số thời cổ đại a. Tà thần bọn họ nghĩ vô số biện pháp, đều không có làm được, chẳng lẽ Tiêu Phàm có thể làm được. Không phải hắn không tin Tiêu Phàm, thật sự là đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên có thể được thời không lão nhân cùng Tu La Tổ Ma coi trọng, tự nhiên có ưu điểm của hắn, trên thực tế, hắn cũng xác thực không để bọn hắn thất vọng. Tà thần nhìn qua Tiêu Phàm bọn hắn thân ảnh, thở dài nói, nguyên bản ta cho rằng, hắn chỉ là thiên phú tu luyện không sai mà thôi, không nghĩ tới hắn vậy mà thống nhất tiên ma giới, không thể không thừa nhận, ta lúc đầu xem thường tên tiểu tử này. Ta cũng không nghĩ tới hắn có thể đủ đi đến hôm nay. Kiếm tà vương cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Lúc trước Tiêu Phàm, trong mắt hắn, căn bản chính là run rế một dạng tồn tại. Ngày hôm nay, Tiêu Phàm đã trở thành nhường hắn đều muốn ngưỡng vọng người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hồng Trần Tiên Vương cuối cùng vẫn là quá yếu, hắn nếu là có thể thành công thông qua thời không giới hải, đến đối diện, cũng coi là có được đặt chân lực lượng. Tà thần hai mắt nhắm lại, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ ác liệt, nói tập một bộ phân thân sắp thức tỉnh, tiên cấm kiếp địa sẽ nghênh đón hỗn loạn nhất, thời khắc hắc ám nhất. Nếu là bọn họ vẫn như cũ làm theo ý mình, tàn sát lẫn nhau, lại thế nào là tạp đối thủ? Chủ thượng, coi như hắn có thể đủ đột phá La Thiên Tiên Vương, cũng chưa chắc có thể nhất thống vạn tộc, huống chi, thời gian đã không nhiều lắm, tạp phân thân bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh. Kiếm tà vương vẫn như cũ không coi trọng Tiêu Phàm. Bọn họ yêu cầu không phải một cái ngăn cơn sóng giữ người, mà là thiếu một cái có thể thống soái bọn hắn người, điểm này, thời không lão đầu nhãn lực so với ta mạnh hơn. Tà thần lắc đầu. Đột nhiên, tà thần trêu ghẹo cười, người nói, hắn có khả năng hay không trở thành nhân hoàng đệ nhị. Nhân hoàng đệ nhị, kiếm tà vương trợn to hai mắt, lộ ra không thể tin. Nhân hoàng là ai? Đây chính là chân chính vạn tộc thống soái a. Nhân hoàng ở thời điểm, vạn tộc không dám không theo, vạn tộc càng là đạt đến trước đó chưa từng có lực ngưng tụ. Vạn tộc sở dĩ có thể chống đối tạp, cũng là bởi vì nhân hoàng nguyên nhân. Tà thần vậy mà cho rằng Tiêu Phàm khả năng nhân hoàng người giống vậy vật, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Dạng này mong đợi, thật là quá lớn a. Tiêu Phàm thật sự có thể đi đến một bước này sao? Tiêu Phàm tự nhiên là không biết tà thần ý tưởng, cùng nhân hoàng kề vai. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, từ khi tu luyện đến nay, hắn chỉ có một cái mục tiêu, cái kia đó là sống tiếp. Hắn đã từng, là nghĩ đến bản thân sống sót, sau đó trợ giúp thân bằng hảo hữu sống sót. Mà bây giờ, hắn thì là muốn mang tiên ma giới vạn linh sống sót. Về phần thống soái vạn tộc, đó cũng không phải mục tiêu của hắn. Thời không giới hải bên trong, Tiêu Phàm bốn người lướt sóng mà đi. Bốn phía cường đại không gian xé rách lực lượng tác dụng trên người bọn hắn, nhục thân đều trở nên có chút vặn vẹo. Đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, nhưng bọn họ không dám có chút buông lỏng. Thời không giới hải cực kỳ quỷ dị, lấy bọn hắn thực lực, vậy mà không cách nào ngự không phi hành, chỉ có thể sát mặt biển lướt sóng hành tẩu. Hơn nữa, những cái kia bọt nước cũng kỳ dị hết sức, dường như ẩn chứa nguyên một đám tàn phá thế giới. Hai chân dẫm ở bên trên. Một cỗ to lớn hấp lực cuốn tới, tựa như muốn đem cả người bọn họ kéo vào trong đó. Lấy bọn hắn thực lực, vậy mà dường như gánh vác lấy một vùng vũ trụ tại tới trước. Thời không giới hải, quả nhiên danh phù kỳ thực, thật là khủng khiếp thời không chi lực. Tiêu Phàm kinh hãi, thấp giọng nhắc nhở lấy thí thần ba người, mọi người cần phải cẩn thận, không nên bị bọt nước kéo vào. Thí thần ba người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, cái trán chảy ra từng tia tỉ mỉ mồ hôi. Bọn họ không thể không thừa nhận, bản thân xem thường cái này thời không giới hải. Theo không ngừng xâm nhập, hai chân của bọn hắn càng ngày càng nặng, hiển nhiên là bọt nước hấp lực càng ngày càng mạnh. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu là bị kéo vào thời không giới hải bên trong, sẽ có gì có thể sợ hậu quả. Tiêu Phàm xem như thoải mái nhất, bản thân lĩnh ngộ thời không chi lực hắn, thời không giới hải bọt nước đối với hắn ảnh hưởng cơ hồ có thể không đáng kể.
Chí ít, ở thời không giới hải giáp danh là như thế. Thời gian trôi qua rất nhanh một canh giờ. Tiêu Phàm rốt cục ý thức được có chút không đúng, bốn phía bọt nước càng lúc càng lớn, thời không càng ngày càng thác loạn. Hắn nhịn không được nhìn thí thần bọn họ một cái, lại là nhìn thấy ba người sắc mặt trắng bạch, trên người có từng đạo xúc mục kinh tâm vết máu, cơ hồ ướt đẫm y phục. Ba người mỗi đi một bước, đều cực kỳ cố hết sức. Vì đuổi kịp cước bộ của hắn, ba người cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều sử ra. Cẩn thận, đột nhiên, thí thần hô nhỏ một tiếng, một thanh níu lại Long Tiêu. Long Tiêu hai chân bị một mảnh bọt nước đánh trúng, lực lượng khổng lồ bao phủ hắn, muốn đem hắn kéo vào trong đó. Hoàn hảo thí thần phản ứng cực nhanh, một cái tay nắm lấy Long Tiêu bả vai, mạnh mẽ đem hắn kéo lên. Nhưng mà, để mấy người kinh hãi là, Long Tiêu hai chân vậy mà cùng nhau cắt đứt, máu me đầm đìa, thảm liệt hết sức. Cũng đúng lúc này, lại có một mảnh sóng lớn hướng về hai người cuồn cuộn đi. Nếu là bị đánh trúng, hai người không phải bị bọt nước nuốt hết không thể. Hô, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở bên cạnh hai người, thời không tiên lực nở rộ, nâng lên hai người, tránh thoát cái kia bọt nước công kích. Lão đại, chúng ta đoán chừng đi không qua cái này thời không giới hải. Thí thần đắng chát cười một tiếng. Cho tới nay, thí thần đối mặt bất cứ địch nhân nào đều là tự tin hết sức. Nhưng hôm nay, mảnh này thời không giới hải lại làm cho hắn có chút bất lực. Diệp Khuynh Thành cùng Long Tiêu cũng chẳng tốt đẹp gì, ba người nói đến cùng chỉ là thiên vương cảnh mà thôi. Chúng ta cùng đi, ai cũng không thể rơi xuống. Tiêu Phàm ánh mắt kiên nghị, thỉnh thoảng quét mắt bốn phía. Nhưng hắn kinh hãi là, bốn phía mênh mông bát ngát, đã nhìn không đến bất luận cái gì giới hạn. Mắt thường đi tới, đều là nước biển đen nhánh. Khó trách hắn như thế kinh hãi, phải biết, trước đó cùng tà thần nói chuyện phiếm thời khắc, hắn nhưng là liếc mắt liền có thể nhìn thấy thời không giới hải một chỗ khác a. Mặc dù nhìn không chân thực, nhưng ít ra có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ. Nhưng hiện tại, đừng nói nhìn thấy thời không giới hải đối diện, liền đến phương hướng cũng mất đi. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, nguyên bản hắn cho rằng thời không giới hải chỉ là một mảnh đặc thù hải vực mà thôi. Hiện tại xem ra, thời không giới hải xa so với hắn tưởng tượng phải kinh khủng hơn. Liền hắn đều thực lực như thế, lại càng không cần phải nói thí thần ba người. Phủ chủ, người có phát hiện hay không, chúng ta giống như nhỏ đi. Diệp Khuynh Thành đột nhiên mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Thu nhỏ. Tiêu Phàm nhíu mày, không thể không nói, hắn thật là có loại này cảm giác. Bất quá, hắn vẫn lắc đầu một cái, hẳn không phải là chúng ta nhỏ đi, mà là cái này thời không giới hải thời không chi lực rối loạn, tạo thành một loại giả tưởng. Nhưng dù cho như thế, chúng ta muốn vượt qua nơi này, rất khó. Diệp Khuynh Thành thở sâu, tự ngạo như hắn, còn chưa bao giờ có thời khắc này bất đắc dĩ. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, bất quá. Tà thần tiền bối tất nhiên để cho chúng ta tiến vào nơi này, khẳng định không phải để cho chúng ta đến đưa mạng. Tiêu Phàm tán đồng gật đầu, hắn quay đầu nhìn một cái nơi xa. Mặc dù hắn không nhìn thấy tà thần, nhưng hắn có thể khẳng định là, tà thần khẳng định ở nhìn xem bọn hắn. Bình thường phương pháp nhất định là qua không được cái này thời không giới hải, chỉ ít trừ bỏ lão đại, chúng ta ba người làm không được. Thí thần nhìn qua mênh mông thời không giới hải, nhanh chóng suy tư. Chúng ta hẳn không phải là làm không được, một mực trầm mặc Long Tiêu đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Long Tiêu. Long Tiêu trầm ngâm mấy tức, nói thực lực của chúng ta bây giờ qua không được thời không giới hải, nhưng cũng không đại biểu chúng ta không cách nào đi qua. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt sáng lên, người ý tứ là, mượn nhờ thủ đoạn khác, hẳn là có thể thông qua thời không giới hải. Long Tiêu gật gật đầu, không chỉ có như thế. Làm sao chúng ta ba người có thể đột phá tiên vương cảnh, hẳn là cũng có thể đi qua. Đột phá tiên vương cảnh, thí thần cùng Diệp Khuynh Thành đồng thời lên tiếng kinh hô, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Bọn họ đều là chuẩn tiên vương, khoảng cách tiên vương cảnh chỉ có cách xa một bước, có lẽ thật có hy vọng cũng không nhất định. Bất quá, nơi này cũng không phải là một cái tu luyện nơi tốt, hơn nữa, bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy ở trong này lãng phí. Việc này tạm thời bày ở một bên, đột phá tiên vương cảnh cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Tiêu Phàm lắc đầu. Bọn họ hiện tại cũng không còn khí vận chuyển gia trì,
muốn trùng kích tiên vương cảnh, nếu như không có cơ duyên, nói nghe thì dễ. Nói đến đây, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, huyết hắc sắc chấn thế đồng quan hiện lên ở bọn họ dưới chân. Oanh một tiếng, chấn thế đồng quan rơi vào thời không giới hải bên trong, nhấc lên to lớn sóng biển. Quỷ dị chính là, chấn thế đồng quan vậy mà thật lơ lửng ở mặt biển. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chấn thế đồng quan nhanh chóng biến lớn, giống như một chiếc thuyền lớn, mặc cho sóng to gió lớn, hắn vững như bàn thạch. Thật có thể, thí thần ngạc nhiên kêu lên, ngay sau đó bốn người vững vàng rơi vào chấn thế đồng quan phía trên. Tiêu Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, muốn vượt qua thời không giới hải, bằng vào thực lực còn chưa đủ. Chí ít, thí thần ba người không có khả năng dựa vào sức một mình thành công vượt qua. Nơi xa, tà thần cùng kiếm tà vương nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Bọn họ còn không đần, lại có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Kiếm tà vương nhếch miệng cười nói. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, trò hay còn ở phía sau đây. Tà thần lại là xem thường, thản nhiên nói. Thời không giới hải bên trong, chấn thế đồng quan theo gió vượt sóng, thế như trẻ tre. Sóng lớn đập ở chấn thế đồng quan phía trên, khơi dậy to lớn bọt nước. Thí thần nhìn thấy một màn này, không tự chủ được nở nụ cười, nội tâm 10 điểm chờ mong tiên cấm kiếp địa bộ dáng. Oanh, đột nhiên, chấn thế đồng quan run rẩy kịch liệt, thí thần đặt mông ngã ngồi xuống tới, Tiêu Phàm ba người cũng kém không đứng vững, thân thể run lên bần bật. Đó là cái gì? Diệp Khuynh Thành kinh hô một tiếng, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem thời không giới hải bên trong. Ở sóng lớn chập trùng ở giữa, ẩn ẩn có một đạo bóng đen to lớn từ mặt biển nhanh chóng lướt qua, nước biển bị một đạo lợi mang cắt thành hai nửa, xuất hiện một đạo to lớn khe rãnh. Mặc dù rất nhanh phục hồi như cũ, nhưng một màn này, lại làm cho Diệp Khuynh Thành hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm mấy người nhìn tới thời khắc, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huynh, không có cái gì à? Thí thần đứng dậy, không hiểu nhìn xem Diệp Khuynh Thành. Nước biển bên trong có sinh linh, Diệp Khuynh Thành cầm kiếm mà đứng, thần sắc đề phòng tới cực điểm. Sinh linh, thí thần sững sờ, ánh mắt quét mắt mặt biển, nhưng mà trừ bỏ kích động sóng lớn, vẫn như cũ không có gặp những vật khác. Cẩn thận một chút, Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn chằm chặp dưới mặt biển. Hắn cũng không cho rằng Diệp Khuynh Thành đang nói láo, vừa rồi to lớn va chạm, rõ ràng là có vấn đề. Hơn nữa, trong đầu hắn bạch sắc thạch đầu vụt sáng, rõ ràng là đang cảnh báo. Chỉ chốc lát sau, chấn thế đồng quan lần nữa run rẩy, đem so với trước càng thêm kịch liệt. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, xuất hiện ở chấn thế đồng quan giáp danh, tay cầm tu la kiếm, lạnh lùng hướng về mặt biển. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy hắc sắc mặt biển, vậy mà hiện lên vô số thi hài. Thi hài vô cùng to lớn. Không biết là sinh linh gì, quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú, xác định bản thân không có nhìn lầm. Những cái này thi hài, không, chuẩn xác mà nói, là một chút hài cốt. Hài cốt mục nát cực kỳ nghiêm trọng, đã mất đi thần huy, nhưng chẳng biết tại sao, lại như cũ cho Tiêu Phàm một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Lão đại, thế nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm thật lâu không động, thí thần cũng đi tới. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy mặt biển thi hài lúc, cũng trong nháy mắt định trụ tại nguyên chỗ, bờ môi cũng bắt đầu run lên. Lui, đột nhiên, Tiêu Phàm hô nhỏ một tiếng, lôi kéo thí thần nhanh chóng lui về chấn thế đồng quan trung ương. Gần như đồng thời, chấn thế đồng quan rung động kịch liệt, một mặt trực tiếp từ mặt biển kiên quyết mà lên, kém chút phản quay lại. Tiêu Phàm đạp chân xuống, lúc này mới thành công ngăn cản. Nhưng mà cũng vào lúc này, hắn ánh mắt hiện lên một đầu dài đạt hơn ngàn trượng cái đuôi, hung hăng hướng về bốn người bọn họ quét tới. Thí thần bọn họ thấy choáng mắt, nội tâm kinh hãi tột đỉnh. Thời không giới hải bên trong, lại có sinh linh. Hồng hộc, đối mặt cái kia dài hàng ngàn trượng cái đuôi, Tiêu Phàm không chút do dự một kiếm chém ra. Bang, to lớn kiếm mang rơi vào cái đuôi lớn phía trên, vậy mà phát ra kim loại đụng âm vang thanh âm. Hắn thân hình lùi lại mấy chục trượng. Kém chút từ chấn thế đồng quan phía trên rơi xuống dưới, mà cái kia cái đuôi lớn cũng đổ bay mà quay về, lần nữa đập vào trong nước biển. Tê thí thần ba người lấy lại tinh thần, nhịn không được hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm thực lực bọn họ rất rõ ràng, mặc dù vừa rồi chỉ là tùy ý một đòn, nhưng là tuyệt đối không phải bình thường tiên vương cảnh có thể tiếp được.
nhưng cái kia cái đuôi lớn vậy mà không chút tổn hao nào, chỉ là bị Tiêu Phàm lực lượng chấn động bay ra ngoài. Dạng này thực lực, đã vượt xa bọn họ. Mấu chốt là, cái này thời không giới hải thời không rối loạn, bình thường sinh linh căn bản là không có cách sinh tồn. Nghĩ vậy, mấy người không khỏi lo lắng. Đây mới là thời không giới hải chân chính chỗ nguy hiểm a, so với cái kia thác loạn thời không, sinh linh này muốn nguy hiểm mấy lần. Thời không yêu thú, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra mấy chữ, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Có thể ở như thế thác loạn thời không giới hải chung sinh tồn, trừ bỏ thời không yêu thú, hắn đã nghĩ không ra mặt khác. Chỉ là, thời không giới hải vô cùng mênh mông, lại có bao nhiêu thời không yêu thú sinh tồn trong đó đây? Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền một trận tê cả da đầu. Một hai đầu thời không yêu thú, hắn ngược lại là không để trong lòng, nhưng nếu là mấy chục con, thậm chí mấy trăm đầu, cái kia có thể gặp phiền toái. Thời không yêu thú không phải sinh tồn ở thời không chi hà bên trong sao, nơi này tại sao có thể có? Long Tiêu kinh hãi nói, thanh âm có chút run rẩy. Cái này thời không giới hải, cùng thời không chi hà có chút chỗ tương tự. Tiêu Phàm bộ dạng phục tùng, ánh mắt nhìn chăm chú mặt biển, thời khắc đề phòng. Hắn ánh mắt bên trong lấp lóe lấy ánh sáng khác thường, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thí thần ba người, hít sâu một cái nói, có lẽ, chúng ta thật vẫn có khả năng càng tiến một bước. À, thí thần ánh mắt tỏa sáng, lão đại, nói đi, chúng ta cần muốn làm thế nào? Chỉ cần có thể đột phá tiên vương cảnh, hắn cái gì đều không sợ hãi. Truyền văn, thời không yêu thú sinh tồn ở thời không chi hà, vì chống cự thời không chi lực ăn mòn, bọn chúng không thể không thôn vệ mặt khác bản nguyên, ngưng tụ thành một khỏa bản nguyên tiên tinh. Chỉ cần bản nguyên tiên tinh bất diệt, thời không chi lực liền không cách nào ma diệt bọn chúng. Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía mặt biển, thấp giọng trầm ngâm, bản nguyên tiên tinh, ẩn chứa thế gian thuần túy nhất bản nguyên tiên lực, thiên vương cảnh nếu là có thể luyện hóa, có thể nhanh chóng mở ra bản nguyên đại đạo, tăng lên trùng kích tiên vương cảnh tỷ lệ. Mà tiên vương cảnh, cũng có thể thông qua luyện hóa bản nguyên tiên tinh nhanh chóng đột phá. Lão đại, không cần nói, ta làm. Thí thần không đợi Tiêu Phàm nói xong, vô cùng kích động. Tiêu Phàm dường như không có nghe được thí thần lời nói, tiếp tục nói, bản nguyên tiên tinh bên trong ẩn chứa lực lượng, hẳn là không kém gì lần trước ở tiên ma động lấy được tinh quang tiên lực. Nhưng là, muốn giết một đầu thời không yêu thú, cực kỳ khó khăn. Thí thần nhiệt tình dường như bị tưới một chậu nước lạnh, yếu ớt hỏi, lão đại, người ý tứ là, thời không yêu thú giết không chết. Cũng không phải giết không chết, Tiêu Phàm lắc đầu, lại gật gật đầu, muốn giết chết thời không yêu thú. Chỉ cần đánh nát bọn chúng bản nguyên tiên tinh liền có thể. Nhưng khó thì khó ở nơi này bản nguyên tiên tinh như cùng chúng ta bản nguyên đại đạo, bị thời không yêu thú đưa vào bản nguyên thế giới. Muốn ở rộng lớn bản nguyên thế giới, tìm tới bọn chúng bản nguyên tiên tinh, không khác mò kim đáy biển. Thí thần ba người trầm mặc không nói. Mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Lão đại! Người có biện pháp, thí thần bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại lấp lóe lấy hy vọng thần thái. Không biết được hay không, nhưng có thể thử một lần. Tiêu Phàm cười cười. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm dư quang không khỏi nhìn thoáng qua đến phương hướng một cái. Mặc dù hắn tín nhiệm tà thần, nhưng vẫn như cũ không muốn bại lộ chính mình thủ đoạn, dù sao, đây chính là hắn áp đáy hòm át chủ bài một trong. Bất quá, vì giúp thí thần bọn họ đột phá tiên vương cảnh. Hắn ngược lại cũng không sợ bại lộ. Lão đại, cần chúng ta làm thế nào? Thí thần thở sâu. Diệp Khuynh Thành cùng Long Tiêu cũng vẻ mặt chờ mong, ai lại không nghĩ đột phá tiên vương cảnh đây? Nó lại tới, Tiêu Phàm không để ý đến thí thần, thân hình lóe lên, bỗng nhiên cầm kiếm giết ra. Gần như đồng thời, mặt biển nhấc lên to lớn sóng biển, một đầu cái đuôi lớn phóng lên tận trời, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng về bốn người nộ xạ mà tới. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, chỉ thấy Tiêu Phàm cầm kiếm nghênh đón, một lần này hắn kịp chuẩn bị, toàn thân tiên quang bành trướng, hội tụ thành một đạo thông thiên kiếm quang. Chỉ một thoáng, huyết phũ vẩy ra, căn kia to lớn cái đuôi, bị Tiêu Phàm một kiếm chém xuống. Dưới mặt biển truyền đến một tiếng thê lương gầm thét, cường đại khí tức mãnh liệt mà tới. Chấn thế đồng quan run rẩy kịch liệt, ngay sau đó bị một cỗ lực lượng khổng lồ hất bay ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt biển toát ra một hòn đảo đồng dạng quái vật khổng lồ, từng con người đen nhánh dày đặc trên đó,
nhìn qua cực kỳ khủng bố. Đây là cái gì quái vật? Thí thần kêu sợ hãi, thân thể miễn cưỡng đứng vững. Vừa dứt lời, cái kia khổng lồ quái vật chung quanh bỗng toát ra từng đầu to lớn cái đuôi, giống như lợi kiếm một dạng phóng tới. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Hô hấp không tới thời gian, căn kia cái đuôi lớn liền đem chấn thế đồng quan một mực trói buộc, hoàn toàn không thể động đậy. Cẩn thận, Tiêu Phàm thần sắc hết sức ngưng trọng. Hắn phát hiện, bản thân vẫn là xem thường cái này thời không yêu thú thực lực, đối phương chí ít cũng là Hồng Trần Tiên Vương cảnh. Tại cái này thời không giới hải bên trong, cơ hồ là cùng giai vô địch tồn tại. Không đợi thí thần bọn họ lấy lại tinh thần, cái kia vô số cái đuôi lớn bọc lấy chấn thế đồng quan, nhanh chóng kéo vào thời không giới hải. Thí thần mấy người sắc mặt đại biến, thời không giới hải khủng bố, bọn họ thế nhưng là thấu hiểu rất rõ. Chỉ là những cái kia bọt nước liền đủ bọn họ uống một bầu, nếu là bị kéo vào đáy biển, còn đến mức nào? Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Phàm thôi động chấn thế đồng quan, vén lên một góc nắp quan tài, một cỗ đại lực đem thí thần ba người ném vào trong đó. Nhưng mà, chính hắn lại bị một căn cái đuôi lớn trói buộc, kéo vào trong nước biển. Hắn thân thể bị lúc không lãng hoa bao khỏa, vô tận thời không chi lực lôi xé hắn nhục thể. Dù cho lĩnh ngộ thời không tiên lực hắn, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chịu đựng. Bất quá, hắn cũng không bối rối, ngược lại nghiêm túc dò xét thời không yêu thú. Hắn rốt cục nhìn rõ ràng thời không yêu thú bộ dáng, đó lại là một đầu bạch tuộc một dạng quái vật, chỉ là toàn thân đen như mực, giống như một mảnh thâm uyên. Căn kia cái đuôi lớn, cũng chỉ là nó xúc tu mà thôi. Thời không yêu thú gắt gao vây khốn Tiêu Phàm, nâng hắn cùng chấn thế đồng quan, hướng về đáy biển kích xạ đi. Tiêu Phàm lập tức cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn, thời không rảo sát lực lượng tăng vọt, hắn thân thể đã nứt ra từng đạo lỗ hổng. Hoàng kim máu me tung tóe. Hắn con mắt nhìn một cái trên mặt biển, vào mắt lại là đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn không biết, tà thần phải chăng có thể nhìn thấy dưới đáy biển tất cả, nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy. Hô, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, thi triển tu la cửu biến, biến thành một tôn tu la, toàn thân hiện lên hắc kim sắc, nhục thân trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Trong tay tu la kiếm khẽ run lên. Mạn thiên kiếm quang nở rộ, trong nháy mắt chặt đứt vây khốn hắn cái đuôi lớn. Bạch tuộc trạng thời không yêu thú phát ra một tiếng gào thét, càng nhiều xúc tu hướng về Tiêu Phàm kích xạ đi. Tiêu Phàm biết rõ, bản thân thời không tiên lực hẳn là không làm gì được thời không yêu thú, hắn cũng lười thử nghiệm. Mắt thấy bạch tuộc thời không yêu thú xúc tu tới gần thời khắc, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một đạo màn ánh sáng màu đen hiện lên ở trước mặt hắn, gặp nước tăng vọt. Quỷ dị chính là, những cái kia xúc tu ở chạm đến màn sáng thời khắc, vậy mà hư không tiêu thất. Hơn nữa, màn sáng bên trong sinh ra một cỗ kinh khủng lực lượng nắm kéo nó, dù cho lấy hắn tiên vương cảnh thực lực, vậy mà cũng khó có thể phản kháng. Tiêu Phàm lần nữa lấy ra bất hủ thiên địa bi, chấn phong tứ phương, hắc sắc thời không nước biển bị cưỡng ép lui tránh, lộ ra một mảnh khu vực chân không. Thân hình hắn lóe lên, giống như thuấn di, ra hiện tại thời không yêu thú sau lưng. Song nhanh kết ấn, một đạo to lớn trưởng ấn hiện lên, hung hăng chụp về phía thời không yêu thú. Đi vào đi, một tiếng quát chói tai, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra ngoan tuyệt. Một trưởng này dĩ nhiên không gây thương tổn thời không yêu thú, nhưng là, thời không yêu thú thân thể lại không bị khống chế, cực tốc vọt tới màn ánh sáng màu đen. Một cái hô hấp không tới thời gian, thời không yêu thú kéo lấy chấn thế đồng quan bay vào màn ánh sáng màu đen. Tiêu Phàm bóp tay đánh ra một đạo thủ quyết, cũng không chút do dự đi vào theo. Xuyên qua màn ánh sáng màu đen, Tiêu Phàm xuất hiện ở đen kịt một màu tinh vực. Cách đó không xa, thời không yêu thú hướng về phía Tiêu Phàm dương nanh múa vuốt, một chỉ kia con mắt, vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi. Hoan nghênh đi tới tiên ma động, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thân hình lóe lên, sáu đạo hư ảnh hiện lên, mạnh mẽ khí tức, nha thời không yêu thú không thở nổi. Lục đạo luân hồi ma ảnh, đều là tiên vương cảnh, hoàn toàn không kém gì bạch tuộc thời không yêu thú bao nhiêu. Ở thời không giới hải, thời không yêu thú cố nhiên là đồng giai vô địch. Nhưng là, nơi này chính là tiên ma động A. Lần trước, Tiêu Phàm dùng nghịch thủy bắt trước tiến vào tiên ma động trận pháp kết giới, hắn cũng tự mình nghiệm chứng qua, bản thân sáng tạo nghịch thủy màn sáng, hiệu quả cùng cái kia trận pháp kết giới không có khác nhau. Hiện tại xem ra,
nghịch thủy màn sáng dù cho ở tiên cấm kiếp địa cũng giống vậy hữu dụng. Giống, bạch tuộc thời không yêu thú gào thét một tiếng, những cái kia xúc tu buông ra bị vây chấn thế đồng quan, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Ở thời không giới hải, hắn bởi vì cố kỵ một vài thứ, không tốt ra tay toàn lực, không làm gì được bạch tuộc thời không yêu thú. Nhưng là ở tiên ma động, nói câu khó nghe, bạch tuộc thời không yêu thú cho hắn sách giày cũng không xứng. Đương nhiên, đánh bại cái này thời không yêu thú dễ dàng, nhưng muốn chân chính giết chết nó, cũng không phải bình thường khó khăn. Phất tay, lục đạo luân hồi ma ảnh đồng thời đập ra, cùng thời không yêu thú rảo sát cùng một chỗ. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có hủy đi nó thân thể dự định. Lấy thời không yêu thú tính đặc thù, hủy đi nhục thân của nó căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn giết chết hắn, còn phải tìm tới hắn bản nguyên tiên tinh. Đây đối với Tiêu Phàm mà nói, mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không cách nào thực hiện. Dù sao, tiên ma động cũng đồng dạng cùng bản nguyên thế giới tương liên. Nhìn thấy lục đạo luân hồi ma ảnh gắt gao áp chế bạch tuộc thời không yêu thú, Tiêu Phàm tâm thần cũng chìm vào bản nguyên thế giới bên trong. Hắn nhắm mắt cẩn thận cảm ứng, lập tức phát hiện nơi xa truyền đến hơi yếu bản nguyên chấn động. Tiên linh, Tiêu Phàm không có nắm chắc, hay là chuẩn bị xin giúp đỡ tiên linh. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, tiên linh thanh âm vang lên, vì giết một đầu thời không yêu thú, người tất yếu cẩn thận như vậy sao? Người cảm ứng không sai, nó bản nguyên tiên tinh liền ở phương hướng kia. Lấy được tiên linh trả lời khẳng định, Tiêu Phàm thao túng bản nguyên đại đạo, cấp tốc lướt đi. Không bao lâu, một khỏa lớn chừng quả đấm bụi tinh thể màu đen hiện lên ở Tiêu Phàm tầm mắt. Nồng nặc bản nguyên tiên lực tràn ngập, để Tiêu Phàm cũng nhìn không được sợ hãi thán phục. Không hổ là trong truyền thuyết thời không yêu thú, như thế thuần túy tiên lực, lại còn ở cái kia tinh quang tiên lực phía trên. Thí thần bọn họ đột phá tiên vương cảnh có hy vọng. Tiêu Phàm thở sâu, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, trong nháy mắt khốn trụ cái kia bản nguyên tiên tinh. Ngoại giới, thời không yêu thú vô số con người kịch liệt co rút lại, đều là vẻ sợ hãi. Giống. Nó điên cuồng gào thét, muốn xông phá lục đạo luân hồi ma ảnh trói buộc, đồng thời thao túng bản nguyên tiên tinh trùng kích Tiêu Phàm phong ấn. Nhưng Tiêu Phàm lại làm sao biết nhường hắn đạt được, chỉ một lát sau, bạch tuộc thời không yêu thú nhục thân sụp đổ, hóa thành đầy trời thời không tiên lực. Mà nó bản nguyên tiên tinh, lại vững vàng rơi ở trong tay Tiêu Phàm. Lão đại, đây chính là bản nguyên tiên tinh, thí thần ba người từ chấn thế đồng quan bên trong đi ra. Tâm thần chìm vào bản nguyên thế giới, ở Tiêu Phàm chỉ dẫn dưới, bọn họ bản nguyên đại đạo xuất hiện ở Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo cách đó không xa. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trước người bản nguyên tiên tinh lúc, lại là rung động tột đỉnh. Bạch tuộc thời không yêu thú, vậy mà thật bị một mình hắn cho xử lý. Cái này khiến bọn họ có loại mộng ảo cảm giác. Ai tới trước, Tiêu Phàm không có trả lời thí thần lời nói, mà là nhìn xem ba người, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Lão đại, cho Long Tiêu A, ta cảnh giới còn chưa viên mãn. Thí thần lắc đầu, chủ động từ bỏ. Diệp Khuynh Thành cũng lắc đầu, hắn cùng thí thần mặc dù cũng là chuẩn tiên vương cảnh, nhưng bản nguyên đại đạo còn chưa đi đến cực hạn, cho dù đột phá tiên vương cảnh, thực lực gia tăng cũng có hạn. Long Tiêu ánh mắt sáng quắc hướng về bản nguyên tiên tinh, hận không thể lập tức đoạt tới. Nhưng khi hắn nghe được thí thần lời nói lúc, thở sâu, rất nhanh khôi phục lý trí. Phủ chủ, ta bản nguyên đại đạo cũng không viên mãn. Long Tiêu đắng chát cười một tiếng. Bọn họ cũng đều biết, đột phá tiên vương cảnh về sau, bản nguyên đại đạo độ rộng không cách nào gia tăng. Mà muốn trở thành đỉnh tiêm tiên vương, bản nguyên đại đạo độ rộng là cực kỳ trọng yếu. Hấp thu bản nguyên tiên tinh lực lượng, có lẽ có thể giúp hắn đột phá tiên vương cảnh, nhưng là, hắn cũng không muốn ở tiên vương cảnh bên trong hạng chót. Tiêu Phàm hài lòng nhìn xem ba người. Hắn cũng không muốn ba người tùy tiện trùng kích tiên vương cảnh. Ba người cũng không có nhường hắn thất vọng, ở bản nguyên tiên tinh trước mặt, vẫn như cũ có thể bảo trì một tia lý trí. Răng rác, đột nhiên, Tiêu Phàm kéo cái kiếm hoa, bản nguyên tiên tinh trong nháy mắt phá toái, chia ra làm ba, mênh mông bản nguyên tiên lực cuồn cuộn. Đã như vậy, vậy các ngươi đừng vội đột phá tiên vương cảnh, đem bản nguyên đại đạo mở ra đến 3000 mét lại nói. Tiêu Phàm đem chia ra làm ba bản nguyên tiên tinh ném cho ba người. Muốn mở ra bản nguyên đại đạo độ rộng,
thuần túy tiên lực tự nhiên là nhanh nhất đường tắt. Hắn ở trong tiên ma động lấy được tinh quang tiên lực cuối cùng vẫn là quá ít, không cách nào thỏa mãn tất cả mọi người tu luyện. Thí thần cùng Diệp Khuynh Thành hai người bản nguyên đại đạo độ rộng mặc dù vượt qua 2.000 mét, nhưng khoảng cách 3.000 mét viên mãn còn cách một đoạn. Long Tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn bản nguyên đại đạo độ rộng mới khó khăn lắm 2.000 mét mà thôi. Giống, cũng vào lúc này, nơi xa truyền đến từng tiếng dã thú tiếng gầm gừ. Đi, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hai mắt trong nháy mắt biến hóa. Lục đạo luân hồi chi nhãn hiện lên, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện ở ba người trước người. Thí thần ba người nhìn thấy lục đạo luân hồi chi nhãn, có loại linh hồn đều hãm sâu trong đó cảm giác, lưng trở nên lạnh lẽo. Bọn họ thấy qua vô số đồng thuật, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy đồng thuật. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền toàn thân lạnh buốt. Lại không đi, khư thú sẽ tới. Tiêu Phàm đánh thức ba người. Ba người bỗng nhiên giật mình, nhìn nơi xa một cái, quả nhiên nhìn thấy vô số hắc điểm cấp tốc hướng về nơi đây tới gần. Lão đại, nơi này là, thí thần thế nhưng là đi vào tiên ma động. Khư thú, đây chính là tiên ma động bên trong đặc hữu quái vật A. Diệp Khuynh Thành cùng Long Tiêu cũng là hoảng hốt hết sức, khiếp sợ không gì sánh nổi đánh giá bốn phía. Tiêu Phàm cười cười, không có giải thích. Thí thần ba người lấy lại tinh thần, một bước bước vào vòng xoáy bên trong. Quay đầu lại đến thu thập các ngươi, Tiêu Phàm quên một cái xa xa khư thú, triệu hồi chấn thế đồng quan, cũng bước vào vòng xoáy bên trong. Những cái này khư thú, thế nhưng là vạn huyễn nguyên thú tốt nhất thuốc bổ. Vạn huyễn nguyên thú muốn đột phá tiên vương cảnh, thôn vệ những cái này khư thú chính là một đầu đường tắt. Chỉ là lần trước tiến vào tiên ma động tương đối vội vàng, hơn nữa sợ tiên kinh rơi vào đại thần thiên cùng tuyệt trong tay, hắn mới không có đại khai sát giới. Bốn người lần nữa xuất hiện ở thời không giới hải bên trong, thí thần ba người vẫn như cũ có loại như mộng ảo cảm giác, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sùng bái. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà có được tiến vào tiên ma động biện pháp. Các ngươi tốt sinh luyện hóa bản nguyên tiên tinh, mở ra bản nguyên đại đạo, nơi này tất nhiên xuất hiện thời không yêu thú, nghĩ đến khẳng định không chỉ một đầu. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Ngay sau đó hắn thu hồi nghịch thủy màn sáng cùng bất hủ thiên địa bi, thao túng chấn thế đồng quan hướng về mặt biển kích xạ đi. Thí thần bốn người hưng phấn hết sức, phía trước lo lắng trong nháy mắt tan thành mây khói. Có Tiêu Phàm ở, bọn họ có lẽ thật sự có thể rất nhanh đột phá tiên vương cảnh. Ba người thở sâu, xếp bằng ở chấn thế đồng quan phía trên, bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa bản nguyên tiên tinh bên trong lực lượng. Tiêu Phàm thao túng chấn thế đồng quan theo gió vượt sóng. Hắn nội tâm cũng có chút chờ mong. Mình nếu là lấy được số lớn bản nguyên tiên tinh, phải chăng có thể tiến thêm một bước, trùng kích một lần La Thiên Tiên Vương đây? Bất quá, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn biết rõ, cho dù hắn đột phá La Thiên Tiên Vương, thực lực gia tăng cũng có hạn, trừ phi hắn có thể đủ đột phá Hồng Mông Tiên Vương, khi đó thực lực mới có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thí thần ba người rất nhanh liền luyện hóa bản nguyên tiên tinh mảnh vỡ. Bản nguyên đại đạo độ rộng lại tăng lên không ít. Nếm được lợi lộc ba người, mỗi giờ mỗi khắc không còn đang mong đợi thời không yêu thú đến. Chỉ cần giết nhiều vài đầu thời không yêu thú, bọn họ tất nhiên có thể làm cho bản nguyên đại đạo viên mãn. Chớp mắt đi qua một tháng, bốn người không biết đi sâu vào thời không giới hải bao xa, cũng không biết phải bao lâu mới có thể đi ra thời không giới hải. Ở mênh mông thời không giới hải bên trong, bọn họ nhỏ bé giống như bụi bặm. Tốt ở một tháng qua, bọn họ lại gặp được bốn đầu thời không yêu thú, bản nguyên đại đạo độ rộng nhanh chóng gia tăng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngược lại cũng không cảm thấy phải buồn tẻ. Mắt thấy bản nguyên đại đạo độ rộng đến gần vô hạn 3.000 mét, ba người nội tâm vô cùng kích động. Ngay cả đối Tiêu Phàm có chút không phục Long Tiêu, lúc này cũng 10 điểm may mắn Tiêu Phàm lựa chọn mang theo bản thân đến đây, bằng không mà nói, muốn để bản nguyên đại đạo độ rộng viên mãn. Không biết năm nào tháng nào đi. Oanh, một ngày này, bình tĩnh mặt biển lần nữa bị phá vỡ, mặt biển đột nhiên cuốn lên ngàn tầng sóng lớn, giống như màn trời đồng dạng, hướng về bọn họ mãnh liệt mà tới. Tiêu Phàm mấy người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy nơi xa tiên khí bành trướng, tiên quang phiêu tán rơi rụng. Mấy cỗ mạnh mẽ khí tức phô thiên cái địa cuốn tới, cho người chết mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Đây là La Thiên Tiên Vương khí tức.
Diệp Khuynh Thành kinh hô một tiếng. Hắn cùng với Hồng Trần Tiên Vương giao thủ qua, mặc dù không có nắm chắc tất thắng, nhưng là cũng có thể toàn thân mà lui. Nhưng trước mắt mãnh liệt tới cường hoành uy áp, lại là nhường hắn hô hấp đều trở nên cấp tốc lên. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa, đồng thời thao túng chấn thế đồng quan phá sóng tiến lên. Đột nhiên, nơi xa dâng lên một mảnh ô quang, một cái to lớn hắc sắc con bướm xuất hiện ở mấy người tầm mắt. Hắc sắc con bướm hai cánh chấn động, sấm sét vang dội, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Nhìn đi lên yếu đuối, nhưng mang cho Tiêu Phàm bốn người áp lực xác thực trước đó chưa từng có. Bởi vì, cái này con bướm thời không yêu thú, chính là chân chính La Thiên Tiên Vương cảnh. Nếu là ở ngoại giới, Tiêu Phàm không sợ cái này con bướm thời không yêu thú. Nhưng là ở giới hải, cho dù có được Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh chiến lực hắn, cũng không có nắm chắc tất thắng. Làm mấy người thất thần thời khắc, hắc sắc con bướm hai cánh chấn động, dọc theo ngàn tầng sóng lớn, như bẻ cành khô đồng dạng hướng về bọn họ đánh tới, một bộ không giết bọn họ thề không bỏ qua tư thế. Ba người các ngươi, tiến vào chấn thế đồng quan, Tiêu Phàm để lại một câu nói, cầm kiếm chủ động giết ra. Oanh một tiếng nổ vang, một trận đại chiến lần nữa bộc phát. Thí thần ba người mặc dù đến gần vô hạn chuẩn tiên vương cảnh viên mãn, nhưng cuối cùng không có bước vào cảnh giới này, không thể nào là La Thiên Tiên Vương đối thủ. Huống hồ, đối phương vẫn là thời không yêu thú, thủ đoạn quỷ dị, cơ hồ chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Trong lúc nhất thời không giới hải cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, thời không rối loạn, bạo động không thôi. Tiêu Phàm một kiếm chém ra, miễn cưỡng có thể đủ áp chế to lớn hắc sắc con bướm, nhưng là cố hết sức. Hắn nghĩ muốn đem hắn kéo vào tiên ma động, càng là cực kỳ khó khăn. Hắn nội tâm đang do dự, phải chăng lần nữa thi triển lục đạo luân hồi ma ảnh. Dĩ nhiên, hắn kính trọng cùng tín nhiệm tà thần, nhưng là liên quan tới tiên kinh sự tình, hắn vẫn không muốn tùy tiện bại lộ. Nhất là ở tà thần trước mặt, dù cho hắn có được thực lực hôm nay, cũng y nguyên nhìn không thấu tà thần mảy may. Mặc dù tà thần nhìn qua chỉ là thiên tê, thí thần ba người thở sâu, nhao nhao bước vào tuế nguyệt chi giới bên trong. Tiêu Phàm liều chết thay bọn hắn hộ pháp, bọn họ làm sao có thể để Tiêu Phàm thất vọng đây. Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, hắc bào phần phật, tóc dài trong gió tung bay, khí thế trên người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giống như một tôn tuyệt thế tiên tôn. Mắt thấy xa xa hắc điểm càng ngày càng gần, sáu đạo bóng đen trong nháy mắt từ trên người hắn hiện lên, chính là lục đạo luân hồi ma ảnh. Lục đạo luân hồi ma ảnh bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, từng đạo tiên quang nở rộ, ngưng tụ thành một đạo kết giới, đem thí thần bọn họ thủ hộ ở trung ương. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía một bên toàn thân khẽ run vạn nguyên huyễn thú, người rất kích động. Vạn nguyên huyễn thú gật gật đầu. Nó mặc dù đột phá tổ vương cảnh không đến bao lâu, nhưng là, ai lại không nghĩ trở nên càng mạnh đây. Mặc dù bị kiếm Hồng Trần vứt bỏ, hắn nội tâm có chút khó chịu. Nhưng nó cũng biết, cùng ở bên người kiếm Hồng Trần, mình muốn mạnh lên quá khó khăn. Mấu chốt là, lấy kiếm Hồng Trần cái kia biến thái năng lực thiên phú, nhiều nó cái này căn thần thức căn bản không có ý nghĩa gì. Ngược lại là đi theo Tiêu Phàm, rất nhanh liền ở trong tiên ma động đột phá động thánh tổ cảnh. Ngươi dù sao cũng là vương khư thú, phổ thông tổ vương cảnh xác thực quá yếu. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, chí ít cũng phải là tiên vương cảnh mới xứng với ngươi thân phận a. Y nha nghe được tiên vương cảnh mấy chữ này, vạn nguyên huyễn thú kích động toàn thân run rẩy, con ngươi bên trong trán phóng thần thái khác thường. Bắt đầu, Tiêu Phàm để lại một câu nói, chủ động giết ra. Một đạo tuyệt thế kiếm mang nở rộ, chém về phía cực tốc đến gần khư thú quần. Khư thú quần bị Tiêu Phàm sinh sinh xé mở một lỗ lớn, vô số khư thú nổ tung, hóa thành đầy trời hắc vụ, mặt khác khư thú tất cả đều trở nên dữ tợn. Lúc này, vạn nguyên huyễn thú không chút do dự há miệng vừa nuốt, vô số hắc vụ bị nó nuốt vào trong bụng. Mặc dù có không ít hắc vụ lần nữa ngưng tụ thành từng đầu khư thú, nhưng chỉ là số ít mà thôi. Nếu như Tiêu Phàm chỉ có một người, hắn tuyệt đối không dám đối mặt với nhiều như vậy khư thú. Bởi vì bọn hắn có được vô hạn phục sinh năng lực, căn bản giết không chết. Nhưng là bây giờ, có vạn nguyên huyễn thú ở, kết quả hoàn toàn khác biệt. Vạn nguyên huyễn thú có thể thôn phệ khư thú, phàm là bị hắn nuốt vào trong bụng hắc phụ, toàn bộ đều biến thành nó chất dinh dưỡng. Khư
Khư thú có vẻ như cũng không có khủng bố như vậy, người giống như lên ta tốc độ, đừng để ta bạch bạch bận rộn. Tiêu Phàm thấy thế, xuất thủ càng ngày càng tấn mãnh, tàn nhẫn. Cũng đúng lúc này, vô số khư thú bỗng biến thành Tiêu Phàm bộ dáng, đồng dạng tay cầm trường kiếm, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tạp thật đúng là sáng tạo ra một cái kinh khủng tộc đàn. Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại. Hắn không thể không thừa nhận, khư thú loại này biến ảo năng lực, quá kinh khủng. Còn tốt, những cái này cũng chỉ là phổ thông khư thú mà thôi. Đại bộ phận đều chỉ có thánh tổ cảnh thực lực, căn bản không uy hiếp được hắn, dù cho biến thành của hắn bộ dáng, có được hắn vừa rồi thi triển thủ đoạn. Đồng dạng một kiếm, uy lực tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Nhìn xem cái này đến cái khác tự mình ngã ở dưới kiếm của mình, Tiêu Phàm nội tâm vẫn như cũ có chút không bình tĩnh. Những cái này khư thú mặc dù không uy hiếp được hắn, nhưng lại nhường hắn cực kỳ buồn nôn. Bản thân giết bản thân, hắn nội tâm làm sao cũng có chút gợn sóng. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng sẽ không xuống tay được, coi như hạ thủ được, đoán chừng cũng sẽ nổi điên. Nhưng Tiêu Phàm lại là không hề bận tâm, hắn vẫn không có thi triển thủ đoạn khác. Cứ như vậy một kiếm chém ra. Mỗi một kiếm, đều sẽ thu hoạch mấy chục con khư thú tính mệnh. Nấc vạn nguyên huyễn thú điên cuồng thôn phệ, cái bụng đều có chút phồng lên, cảm giác ăn không tiêu. Nó mặc dù có thể thôn phệ khư thú năng lượng, nhưng cũng có cái hạn độ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đem lực lượng này luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Liền ăn no rồi, lượng cơm ăn của ngươi cũng quá nhỏ a. Tiêu Phàm liếc đầu vai vạn nguyên huyễn thú một cái. Vạn nguyên huyễn thú khóc không ra nước mắt. Ta đều ăn xong mấy ngàn con, lượng cơm ăn đã rất lớn tốt ha. Ai bảo ngươi biến thái như vậy, sát tổ thánh tổ cảnh khư thú, giống như cắt cỏ giới một dạng đây. Nhưng nó lại không cách nào phản bác, nội tâm thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Sau nửa ngày, vạn nguyên huyễn thú thật ăn no rồi, cái bụng cao cao trống lên, dường như muốn nổ tung. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm đành phải lui về lục đạo luân hồi trận bên trong. Nhanh lên luyện hóa, bỏ lỡ cơ hội lần này, ta có thể chưa hẳn sẽ còn đi vào nơi này. Tiêu Phàm một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, rơi vào đường cùng, đành phải cho nó sáng tạo một cái tuế nguyệt chi giới. Vạn nguyên huyễn thú nghe vậy, lập tức liền bú sữa mẹ khí lực đều xử ra. Dù cho tuế nguyệt chi giới tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 10 vạn lần. Nó cũng dòng dã luyện hóa một canh giờ, tương đương với hơn 20 năm thời gian. Nó rốt cục luyện hóa tất cả năng lượng, khí tức trên thân lần thứ hai tăng vọt. Chân vương cảnh, tiếp tục, Tiêu Phàm không cho vạn nguyên huyễn thú thời gian phản ứng, mang theo hắn lần nữa rời đi lục đạo luân hồi trận. Khư thú số lượng thực sự nhiều lắm, dù cho lục đạo luân hồi ma ảnh chủ trì lục đạo luân hồi đại trận, vẫn như cũ cố hết sức. Cứ theo đà này, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Hắn có thể không muốn bởi vì khư thú nguyên nhân, quấy rầy thí thần bọn họ trùng kích tiên vương cảnh. Đột phá chân vương cảnh vạn nguyên huyễn thú, sức ăn quả nhiên lớn hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cuồng sát một canh giờ, chết ở trong tay hắn khư thú đếm không hết. Tất cả khư thú đều bị vạn nguyên huyễn thú thôn phệ, bụng của nó lần nữa đạt đến cực hạn. Đồ vô dụng, Tiêu Phàm chửi nhỏ một tiếng. Vạn nguyên huyễn thú có loại cảm giác muốn khóc. Hắn chỉ có thể vùi đầu lần nữa xông vào tuế nguyệt chi giới bên trong. Lần này, hắn hoa hai canh giờ mới luyện hóa xong tất cả năng lượng, tu vi lần nữa đột phá, bước vào thiên vương cảnh cấp độ. Nếu như để người ta biết, vạn nguyên huyễn thú ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, sinh sinh đột phá hai cái tiểu cảnh giới, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Phải biết, đây cũng không phải là chiến thần cảnh, thiên thần cảnh, mà là tổ vương cảnh a. Đột phá thiên vương cảnh vạn nguyên huyễn thú, sức ăn tăng nhiều, Tiêu Phàm cuồng sát một ngày một đêm, mới đạt tới cực hạn của nó. Khư thú số lượng lớn giảm, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng bọn chúng có thể phá mở lục đạo luân hồi đại trận. Nhìn qua trận pháp bên ngoài điên cuồng công kích khư thú, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, nhiều như vậy khư thú, vậy mà đều là phổ thông khư thú, liền một đầu tổ khư thú đều không có. Hoàng Ma cũng đã có nói. Khư thú thế nhưng là chia làm 4 đẳng cấp. Phổ thông khư thú đại bộ phận đều là thánh tổ cảnh, chỉ cần tổ khư thú mới có thể đột phá tổ vương cảnh. Hắn giết chết phổ thông khư thú hàng vạn mà tính, thậm chí ngay cả một đầu tổ khư thú đều không có, lại càng không cần phải nói vương khư thú, cái này quá quỷ dị.
Đang lúc Tiêu Phàm suy tư thời khắc, hậu phương một đạo tuế nguyệt chi giới nổ tung. Vạn nguyên huyễn thú khí tức trên thân tăng vọt, toàn thân tiên quang lượn lờ. Cuối cùng không có uổng phí, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, hắn không nghĩ tới, vạn nguyên huyễn thú vậy mà là cái thứ nhất đột phá tiên vương cảnh. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Vạn nguyên huyễn thú cắn nuốt khư thú, có thể nói là đồng nguyên lực lượng, chỉ cần luyện hóa là được, đây cũng là khư thú chỗ đặc thù, cùng vạn tộc phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt. Mà thí thần bọn họ, còn cần lĩnh ngộ. Bất quá, thí thần ba người bọn họ không nhường hắn đợi lâu, mấy ngày sau, ba người liên tiếp xông phá cuối cùng một đạo gông cùng xiềng xích, bước vào tiên vương cảnh. Mấy người nhao nhao đột phá tiên vương cảnh, nhường hắn tiến vào tiên cấm kiếp địa lực lượng cũng lớn thêm không ít. Đợi mấy người ổn định tu vi, Tiêu Phàm không có niệm chiến, mang theo bọn họ đi thẳng tiên ma động.